Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Cha chính thánh của chúng con. Danh Ngài là Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời tốt lành. Thì giờ trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, con là tôi tớ Chúa, là kẻ được Chúa Jesus kêu gọi và chỉ định con vào chức vụ để nhân danh Ngài giáo giảng tin lành cho muôn dân. Vì thì giờ là giờ quý giá, dưới sự của Chúa được ngồi dưới bệ chân của Ngài để được nghe lời của Ngài, nghe tiếng phán của Ngài. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh là thần đã thật, đã đến bởi sự bảo lãnh của Đức Chúa Jesus Christ để dẫn dắt chúng con vào trong cái là thật đời đời của Ngài. Xin bắt ơn cho hết thảy mọi người chúng con, từ người đứng giảng cho đến người nghe, kể cả các em thiếu nhi đang học trường Chủ Nhật cũng vậy. Thần của Chúa ở trên tất cả những người nào kêu cầu danh Ngài. Vì Chúa đã phán vào ngày Sa-rốt này, ngày sứ đồ của thần của Ngài ở trên chúng con. Các tôi cha tôi kế của Ngài sẽ nói lời tiên tri. Và chúng con thì giờ này cầu xin thế Ngài mở lòng, mở trí, mở mắt, mở tai chúng con. Và Ngài sẽ niêm phong lời giáo huấn của Ngài trong lòng chúng con và trong trí khôn con. Và Ngài khiến con biết các lời của Ngài. Chính thần linh của Đấng Christ sẽ dùng nước trong là thật màu nhiệm, là nước và bánh hằng sống của Đức Chúa Trời để nuôi dưỡng chúng con, làm sạch chúng con, khiến chúng con ở đến thánh, không vết, không tì, không nhăn, không chốt chưa được ở trước bàn Ngài. Cầu xin thần linh Ngài ban ơn cho hội thánh của Chúa. Xin Chúa cũng ban phước cho tất cả thiết bị máy móc Chúa ban cho chúng con sử dụng, từ ánh sáng, âm thanh, máy lạnh để hướng thu hình, thu âm. Bảo cho chúng con sử dụng tất cả thiết bị này để phục vụ cho công việc tôn cao dành Chúa. Xin Chúa cho thần sứ của Ngài đóng trại quanh nơi hội thánh của Chúa chúng lại để bảo vệ hội thánh của Chúa trong sự bình an bốn bề của Ngài. Hầu cho thời giờ quý giá này, Đức Thánh Linh sẽ toàn quyền cai trị, dẫn dắt và ban phước cho thánh của Chúa. Con cảm ơn Chúa, con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Buổi sáng nay chúng ta tiếp tục học cá là thật trong sách Ma-thiơ bài thứ 282. Mà lệnh của Đức Chúa Jesus Christ phán với các môn đồ của Ngài trước khi Ngài trở về thiên đàng với Đức Chúa Cha. Bên tai dạy người tin Chúa giữ hết cả mọi điều mà Đức Chúa Jesus đã truyền cho. Phần thứ năm, phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Đây là hiện tại là sách Ma-thiơ đoạn 5 từ câu 1 đến câu 12. Đức Chúa Jesus xem thế đoàn dân đông bèn lên núi kiềm. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri cho các ngươi như vậy. Bài giảng đầu tiên của Đức Chúa Jesus Christ giảng tại trên núi gần thành Capernaum trong xứ Galilee không phải chỉ là những bài giảng đơn thuần nói về sự cứu chuộc hay nói về trách nhiệm của người phải thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta tổng hợp lại những lời Đức Chúa Jesus đã giảng bắt đầu từ sách Ma-thiơ đoạn 5 câu 3 cho đến Ma-thiơ đoạn 7 câu 27, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Jesus đã mang lệnh cho tâm linh của những người tin Chúa, tức là những người tin Ngài đến từ Đức Chúa Trời mà nghe lời Ngài giảng đó, phải đạt được tiêu chuẩn là một đền thờ thật của Đức Chúa Trời, không phải là đền thờ do tay người làm ra, nhưng do Đức Chúa Trời tạo nên bằng lời Ngài đã phán ra khỏi miệng Ngài. Mà tâm linh mỗi người tin Chúa phải là một đền thờ, như lời Chúa đã chép ở trong Côrintô thứ 2 đoạn 5 câu 1 đến câu 5 như này: và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta ở trên trời, miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo không trần truồng. Bởi chứng chúng ta ở trong nhà tạm này than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Chúa ban lời của Ngài là lời Chúa dùng để phán để tạo lên muôn vật trong vũ trụ này, trong thiên đàng và trên đất này bằng lời của Ngài. Cũng như Ngài đã tạo lên muôn vật, trong đó có lời của chúng ta. Vì tội lỗi của Adam thứ nhất khiến cho lời người chúng ta bị bán trở tội lỗi từ khi người ta còn trong lòng mẹ. Bởi khi người ta sinh ra như vậy, người ta bị lột trần là bởi vì tội lỗi của Adam. Có người bên trong bị tước mất quyền làm con kế từ Đức Chúa Trời, và một cái sự lừa dối của nó để khiến cho con người bề trong bị trói buộc không nghe tiếng Chúa nữa, và nó tìm cách khiến cho loài người xác thịt bận rộn đủ vài thứ,
theo khả năng phân biệt thiện ác ở trong xa thịt này, không nghe sự cai trị của con người bên trong nữa. Và bởi cái đó nên là người giảm dần tuổi thọ. Nên Phaolô dùng cụm từ này: nếu nhà ta chúng ta ở dưới đất đổ nát thì chúng ta là cái nhà đời đời ở trên trời. Thế thì xa thịt này nếu không được phục hồi lại, không được chữa lành, không được cứu chúng ta khỏi sự của pháp, thì nó già đua cực nhanh và tàn phế đi. Và như tất cả mọi sự mọi người bên trong muốn làm để không thực hiện được, cũng như chúng ta sử dụng các phương tiện vận chuyển, vận tải để giao thông, chúng ta muốn mang nhiều đồ đạc nhưng mà phương tiện của chúng ta yếu quá, nhỏ quá, không bền vững, chúng ta không thể vận chuyển được hàng hóa của mình. Người ta gọi là lực bất tòng tâm. Tâm linh là muốn làm công việc lớn nhưng mà xác thịt quá yếu. Chú Sư Văn là tâm thần thì muốn nhưng mà xác thịt thì yếu đuối. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta được Chúa cho chúng ta quyền mặc lại. Chúng ta đừng quá lo về xác thịt này nó sẽ như thế nào. Nếu như Chúa đã cho chúng ta làm tôi tới Chúa, ác Ngài sẽ biết cái công việc chúng ta sẽ làm đó. Cần phải có một công cụ để làm. Công cụ đó là của người xác thịt. Nó có cái sự hiểu biết về thân phận của nó để nó phục vụ hoàn toàn vào quyền cai trị của tâm linh mình. Khi Chúa dùng tâm linh để làm công việc gì, ác Ngài sẽ chúc phước cho thân thể của người đó có đủ sức để vận hành làm được công việc Chúa giao cho. Nên ông nói, vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời. Cái nhà đó được xây bằng đá thuộc linh. Lời Đức Trời được gọi là đá. Các tôi tới trước được gọi là thợ xây nhà. Mà Chúa Giêsu được gọi là đá góc nhà. Các thầy tế trong Israel được gọi là thợ xây nhà. Nhưng mà họ loại Chúa ra. Chúa bày tỏ quyền năng của Chúa, là của Chúa cho dân ngoại, cho kẻ Chúa đã biết trước đó để biết được Chúa Giêsu là đá góc nhà. Tức là tất cả mọi lời đã phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời mà Chúa Giêsu là lời Đức Chúa Trời thì đó là đá góc nhà. Chúng ta xây dựng tất cả mọi sự trên cái nền tảng đó, trong cái đá góc đó, theo đúng tiêu chuẩn đó thì chúng ta sẽ thành công. Còn nếu người ta sử dụng trí khôn của mình, tài năng của mình, tiền bạc của mình, kế hoạch của mình mà bỏ qua lời Chúa rồi thì người ta đã xây nhà trên cát. Dù kế hoạch tinh vi đến đâu chứ nó vẫn đổ. Nó đổ không phải là vì cớ nó sụp xuống đâu. Chúng ta thấy trong thành phố này rất nhiều cái biệt thự xây lên nửa chừng, bỏ đó, bỏ hoang luôn, không ai mua được, không ai sửa được, nó đổ. Dù nó vẫn đứng đó, nó đổ vì không sử dụng được, vì không đủ tiền, không đủ lực, vì nó đặt nền tảng trên sự gian nan. Các bài mà Chúa Giêsu Christ đã giảng trên núi này cũng chính là công việc Ngài sẽ làm và đã làm, y những gì mà Ngài đã ra giảng. Bất cứ điều gì Chúa đã giảng liên tục, bắt đầu từ đoạn 5 của Ma-thơ cho đến đoạn 7 của Ma-thơ, là việc Ngài sẽ làm. Ngài giảng một loạt liên tục như vậy đó, rồi sau đó Ngài xuống núi. Bắt đầu từ đó Ngài làm những gì mà Ngài đã giảng. Chúng ta chú ý, khi Chúa đã giảng, có nghĩa là người ta đang không có nó, thiếu hụt nó rồi, mất nó rồi. Là những sự mà vốn có từ ban đầu ở trong nước trời. Tức là tâm linh ta khi còn ở trong nước trời, Chúa được sinh ra trên đất này, thì đã có rồi. Nên khi một bào thai được thụ thai thì ngay lập tức Chúa đặt một cái tâm linh chú định vào cái thai đó và bắt đầu tăng trưởng lớn lên. Nhưng khi lớn lên như vậy, khi ra đời rồi thì nó bị mất quyền, bị tước mất quyền rồi. Nó bị ô nhiễm bởi vì qua cái dòng huyết của Adam thứ nhất. Hebrew đoạn 9 câu 24 28 chết: và Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải là dâng chính mình Ngài nhiều lần như thầy tế lễ thần phẩm mỗi năm vào trong nơi rất thánh mà dâng huyết không phải là huyết định. Bằng chẳng vậy thì từ buổi sáng thế đến nay Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi, nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại Ngài hiện ra chỉ một lần dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi, theo như đã định cho là người phải chết một lần dù chịu phán xét. Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài đã sẽ hiện ra lần thứ hai không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái lời thật mầu nhiệm kèm theo ở đây. Các của tế lễ là người nhờ cậy thầy tế lễ thế giới này, nó có giá trị trong thuộc thể liên quan tới thuộc linh. Nhưng mà bất cứ nào nhờ cậy thầy tế lễ thuần phẩm từ trí cao là Chúa Giêsu Christ thì hoàn toàn trọn vẹn từ thuộc linh ra đến thuộc thể. Chúng ta sẽ thấy cái ngôn từ của Chúa ở trong Kinh Thánh rất quan trọng. Mà đặc biệt bản tiếng Việt, tôi không biết các tiếng nước ngoài, nhưng mà dưới tiếng Anh, sang tiếng Hebrew, thì bản tiếng Việt
vì sự hạn chế của nghề dịch và ngôn ngữ của người Việt lên hạn chế cho người ta rất là nhiều và khiến người ta hiểu sai, đơn giản hóa lời Đức Chúa Trời và coi thường lời Đức Chúa Trời. Lấy chúng ta phải hiểu rõ chính xác là Chúa đãi chúng ta tùy theo lời Ngài nghe mình chúng ta nói. Khi chúng ta ra tiệm thuốc, chúng ta mua thuốc kháng sinh, cái hỏi là chị mua thuốc tốt hay thuốc thường? Ủa tại sao vậy? Thuốc tốt là thuốc ngoại nhập, giá đắt thuốc hàng, có thể. Còn thuốc thường là thuốc liên doanh do người Việt Nam, công ty Việt Nam mình mua bán quyền để chế tạo ra. Hai chất lượng khác nhau, công tên thuốc chất lượng khác nhau. Thuốc ngoại có thể 2 ngày là khỏi, thuốc người Việt có thể 3 tới 5 ngày mới khỏi. Anh nhầm đúng không? Bởi vậy chúng ta phải học chính xác lời Đức Trời, chưa kết để tôn vinh danh Chúa. Khi ta công bố chính xác lời Chúa rồi, ma quỷ không thể kiện cáo được. Nó biết luật pháp Đức Chúa Trời. Bởi nó ướp thử xem Eva hiểu gì về mạng lệnh mà Adam đã truyền cho người. Ma quỷ biết Adam có dạy cho Eva, nhưng mà Eva hiểu như thế nào nữa là phần quan trọng. Nó ướp thế Eva không biết là nghiêm trọng lời của Đức Giê-hô-va đã phán. Lên người thêm bớt vào và Satan biết người này không tôn trọng lời Chúa, lên nó lừa được. Để có thể được vào được trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, người ta bước bình đẳng vào đâu? Má nó phải có cái đơn bậc đi lên cao lên mới vào trong đền thờ của Chúa được. Vì lời của Chúa ở trên núi cao, và khi ta vào cũng vậy, có các bậc để đưa người ta vào trong đền thờ. Người ta phải bước lên từ các bậc dẫn đến cửa của đền thờ thế nào? Thì những người tin Chúa muốn được chuyển đến đền thờ của Đức Trời cũng phải tiếp nhận lấy lời của Đức Trời, được ví là đá thuộc linh, và tiếng Việt gì là thiêng liêng, dùng để xây dựng nhà thuộc linh, mà gây dựng chính mình theo tiêu chuẩn cao hơn về người bề trong, tức là tâm linh mình, cho đã được tầm thước vô dạng tròn vẹn của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi đã dạy anh em, bất cứ hành động nào, công việc nào, lời nói của người ta nói ra, nó là giá trị của người bề trong. Xem trái bên cạnh. Bởi đó chúng ta phải thật cẩn thận về những công việc gì chúng ta làm. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 đến 13 chép: ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh độ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể của Đấng Christ. Cho nên chừng chúng ta thấy điều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà đến bậc thành nhân được tâm thức vô giặc trọn vẹn của Đấng Christ. Trong 13 thư tín của sứ đồ Phaolô gửi cho các hội thánh, thì hội thánh Ê-phê-sô là hội thánh tăng trưởng nhất, nhưng mà nhiều trận chiến nhất. Họ có kinh nghiệm đánh phá tục linh của ma quỷ tấn công họ, nên nếu muốn dùng cái vũ khí của Đức Chúa Trời thì phải xem cái sách Ê-phê-sô là chức vụ của Phaolô đã làm tại đây. Phaolô được lên trên thiên đàng để nhìn thấy sự mà ông không được phép nói ra, ông chỉ giảng ra nhưng không tỏ cho người ta biết, bởi vì nó quá cao, người ta sẽ có thể không hiểu được. Ở đây chưa nói, chú dùng tất cả các chức vụ đó để khiến cho các thánh đồ được trọn vẹn về công việc và chức dịch hay là chức vụ và cái dựng thân thể đứng trước cái dựng hội thánh của Chúa. Cho nên trường chúng ta thải đều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết có Đức Trời, mới được một thành nhân được thẩm thức bao giặc trọn vẹn của Đấng Christ. Ta rất là cảm ơn Chúa. Đây là cái nền tảng cao nhất trong tất cả các nền tảng. Ngón tay út nó nhỏ thôi nhưng rất quan trọng. Nó có làm nhiều không? Không làm nhiều. Cái nào mà nó này không làm được, nó làm được. Nên khi Chúa Giêsu đến, người ta gọi là thầy giáo, là giáo sư. Nên Chúa Giêsu đó này giảng tiền cho muôn dân và dạy họ. Nếu chỉ giảng mà không dạy, không tác dụng. Phải dạy người ta áp dụng lời Chúa. Lời giảng là được quảng cáo, được giới thiệu một bức tranh rất lớn, người ta tin. Cứ giúp người ta quảng cáo những cái mô hình của những cái chung cư, những cái thành phố mới được dựng lên đó, hay lắm, tuyệt vời lắm. Và những người còi trái đất ấy, thổi phong có lên đủ mọi thứ, dẹp lên đủ mọi thứ, người ta tin để mà mua điện cao rồi mà rút ra là không thể nào được. Bởi vì người ta không cho người ta đi chi tiết từng ly từng tí một, khi người ta trở thành công dân của các thành phố đó, của cái chung cư đó, nó phải các phần phụ nào như thế nào, ai là người có thể chịu trách nhiệm được. Người xây dựng để bán ra không phải là người quản lý, nó giấu mặt. Đến khi mà ta đổ trách nhiệm, đổ trách nhiệm cho người đã làm tiền nhiệm cho bài học. Đây là kinh trước của cái bọn buôn bán nhà đất. Chúa muốn chúng ta hết thảy phải có sự biết trọn vẹn thì bây giờ có thể hiệp lại với nhau được. Chúng ta phải hiểu rằng những cái bài giảng này sẽ giúp cho người ta hiệp lại với nhau được. Bài giảng này không tôn vinh một chức vụ nào,
nhưng là tất cả các chức vụ đều phải có nó, cũng như phải có nơi đứng để giảng. Chúa Giêsu khi thấy được Giê-rô, còn ngài lên thuyền để giảng, phải có một cái nơi để ngài ổn định vị thế của mình, ngài mới giảng. Cũng có thể như vậy, tất cả các chức vụ chỉ có thể bền vững được khi người ta thuộc, hiểu và yêu mấy luật pháp của Đức Trời, họ sẽ không phạm tội. Tôi đã nghe chị thì nghe rất nhiều các người nói tiên tri, ngay cả tiên tri bắp chúng. Ông nói ông không phải là mục sư, ông là tiên tri, chỉ tiên tri thôi. Nếu họ bảo ông giải nghĩa một luật pháp, ông chịu thua. Cũng như cái loa này, nó không phải là cái máy quay đĩa. Cái máy quay đĩa không phát ra tiếng cho ta nghe, phải qua một cái đường dây và bộ khuếch đại, chúng ta lại khuếch ra qua loa. Mà chúng ta đồng bộ là từ đầu đến cuối chúng ta đều có thể nói được. Khi ta rồi là pháp rồi thì cái gì chúng ta cũng có thể nói được. Anh em hiểu không nào? Mới lên nền tảng. Đã có nhà rồi, muốn làm kho, muốn làm office thì làm office, muốn làm bếp tùy người chủ nhà. Nếu người ta xây nó để làm bếp thôi thì không thể làm kho được. Nếu mà sàn rất là to chứ làm gì cả thì người ta muốn dùng làm kho cũng được, vì nó chống trả, nó rộng mênh mông, đủ hết. Cũng có thể như vậy. Khi ta học luật pháp, đây là điều quan trọng nhất, quý nhất quý vị. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời ngày ban ta ân điển này. Luật pháp là cái nền tảng cho tất cả mọi chức vụ. Rất nhiều người được sức giàu, họ truyền giảng tin lành rất là hay, người ta kéo đến rất đông, người tin Chúa rất là nhiều, nhưng cô ông ta đâu? Khi thiên đàng chưa đón tất cả hội thánh của Chúa về, người đó ở trong thung lũng xá, chờ ngày phán xét của Đấng Christ. Bởi vì người ta say vì chức vụ, thấy danh dự của mình được người ta tôn trọng, say. Cái bài giảng nào thấy người ta nghe nhiều được giảng hoài, không để Chúa cai trị. Nhưng mà chúng ta dư lời cảm ơn Chúa. Vì tôi là tôi tới ngày, tôi không nói về tôi. Nếu tôi nói đây là một công cụ Chúa đã dùng, ngài tìm những người có lòng hay thương xót, để ngài ban cho ơn thương xót của ngài, để đi chuyển sự thương xót của ngài đến cho muôn dân. Ngày nay có rất nhiều người giàu có, bận rộn về làm tiền nhiều quá, cuối cùng họ làm hư con cái của họ. Rồi những con cái của họ chính là những kẻ sau này phá toàn bộ sản nghiệp của họ. Không dạy con, thương con không phải lỗi. Khi nãy chết rồi, ai kiêng roi vọt ghét con trai mình. Khi tôi dạy con lái xe, tôi không chỉ dạy kỹ thuật, mà tôi nói tại sao cần kỹ thuật này. Không phải để khoe người ta, không phải để chỉ điều khiển xe giỏi, mà cái chính là bảo vệ chính mình và bảo vệ mọi người tham gia giao thông cùng với mình trên đoạn đường mình sẽ đi. Cái kỹ thuật lái xe đó liên quan đến an toàn của tính mạng mình và tính mạng của người khác. Phải dạy thật là kỹ lưỡng, phải nghiêm khắc. Không những người ta dạy lái xe theo giờ lấy tiền đâu, bảo nó ác lắm. Nên chúng ta thấy biết cho người gọi là nhầm chân ga đó, là vì không biết dạy thôi. Tôi dạy là không như vậy. Tôi đã dạy người ta được bằng lái xe. Kể cả người lái xe cả 10 năm ở trên thị trường Việt Nam sang Canada 3 lần thi đều chưa cả. Tôi dạy cho một tiếng xong thi đậu ngay. Bởi vì đức tính cẩn thận, thương xót chính sự sống của mình và người khác nữa sẽ khiến người ta được Chúa đầu tư cho. Chúa biết tạo vật của ngài, muôn dân trên đây đều do Chúa dựng nên, mà ngài thương xót hết thảy. Đó là tại sao ngài khiến người này làm người này, ngài khiến người này làm người kia. Chúng ta thấy lạ của cái sao người này có thể làm được. Chúa khiến ra làm đó để tất cả các nghề đó chăm sóc lẫn nhau, đều là Chúa cả. Ngài làm mọi sự đó. Ngài ban tài năng cho các bác sĩ để mổ, để đỡ đẻ, rồi người làm dược sĩ cũng vậy. Chúa ban tài năng cho để gì? Để chăm sóc người ta. Người đó có thể tham lam tiền bạc không sao. Người sẽ chịu phán xét cho riêng ngươi, người ta vẫn tiếp tục ban phước cho ngươi, vì qua cái tài sản của ngươi mà nhiều người được cứu. Còn phán xét người sẽ phải chịu. Anh ấy hiểu không nào? Nên chúng ta đừng có phán xét những kẻ đang tham lam. Chúa cho nó sống là vì lợi ích của nhiều người, nhưng ngài chưa thiệt nó. Đến khi phán xét những kẻ đó sẽ đối diện với những gì Chúa đã biết và nó sẽ phải chịu tội theo pháp của mình cùng ngài. Nhưng mà đây chúng ta đang học về cái sự Chúa phán lên này, phước những kẻ có lòng hay thương xót vì sẽ được thương xót. Điều đó nghĩa tất cả người đang đến đây trên đất này đều đã mất sự thương xót rồi. Tất cả đều ác cả ích kỷ, bởi vì nó ra từ cái im. Adam chết bởi vì khinh rẻ lời Chúa. Adam không thương xót, còn dõi ra từ đây ích kỷ trong chính mình thôi. Cái sự thương xót của thế gian là ác, nhưng mà sự thương xót của Đức Chúa Trời ấy là để người ta được phục hồi lại quyền con kết từ Chúa. Chúa muốn họ được hưởng sự thương xót của ngài. Bởi có đó, bất cứ người nào ra từ Đức Trời đều đã có bổn tánh của Đức Trời ở trong mình, nhưng bị hạ men đó bởi vì sinh ra qua Adam thứ nhất, rồi qua Cain, tội ác ích kỷ, không có lòng thương xót. Nghe Chúa phán như vậy, Chúa nói này: ai có tai mà nghe hay nghe. Nếu người hay trôi dậy là sự thương xót mà người vốn có đó, đừng ích kỷ nữa, đừng tham lam nữa,
hãy có lòng thương xót đi thì ngươi sẽ được thân, vì ta đến đây để cứu những kẻ có lòng thương xót. Ta sự thương xót của Đức Chúa Trời đến ban cho kẻ nào có lòng thương xót, kẻ đó sẽ được bằng sự thương xót. Trong sự cứu rỗi có ghi rất rõ ràng điều này, sự phán xét không thương xót kẻ không làm sự thương xót. Khi người đứng giảng tầm bậy, giảng láo, phạm tội, lương thầy phản bạn như vậy, làm sao chúng chúng mất như vậy? Thì bài giảng của nó ô uế rồi. Muốn nước sạch đi qua ông dân ô uế thì nó bị nhiễm ô uế rồi. Toàn bộ dân sự của Chúa đều bị ô uế cả. Vì khi thấy chưa, khi một thầy dân phạm tội thì cả dân sự phạm tội, nó có thương xót không? Không, không có lòng thương xót. Để nuôi Văn Châu, nếu một đứa trẻ bình thường, vợ chúng tôi đương nhiên phải thương con mình rồi. Nhưng mà nuôi cho xong, nuôi cho nó khỏe, cho nó lớn. Chúa dạy rằng cũng làm như vậy. Kỹ lương cân nặng đồ đế nó rõ ràng, không có ước lượng nữa, là chính xác để duy trì sức khỏe cho nó, cho tục trẻ. Nhưng trong tuổi linh tôi cũng vậy. Chúa mang lại cho tôi này, khi xưa bởi vì những người mang danh tôi tất ta giảng cho con không hiểu gì người ta cả, nên con gọi là xém chết, tức là xít chết. Nếu ta trở lại rồi thì con bị bỏ lại trên đất này, là con chết. Bởi bây giờ ta sẽ ban mọi sự cho con mình giảng những gì ta đã ban cho con để con hiểu đó, con mình dạy cho ta hiểu để ta không bị suy chết như con đó. Tôi xin Chúa giúp tôi làm được điều này. Đó là cái bài giảng của tôi không thỏa hiệp theo đúng những gì mà Chúa ban cho tôi, thật kỹ lưỡng, rồi ngay cả từng từ từng chữ một, thiếu dấu thiếu chữ cái, cả nó buồn bực vô cùng. Không phải mình có trách nhiệm, nó sự bất toàn của con người. Đọc lại nhiều lần rồi mất bị lọt, vì khi giảng ra mới phát hiện được là mình đã bị lỗi cái chữ này chữ kia. Cái sự thương xót là vô cùng quan trọng. Bắt đầu từ sách Matthew đoạn 5 câu 3 cho đến câu 12 là 8 bậc căn bản mà mỗi người tin Chúa phải tu chỉnh chính mình cho đạt theo tiêu chuẩn thánh của tâm linh. Đó là sự hạ mình, ở câu số 3 ta đã học. Sự ăn năn, câu số 4 ta đã học. Sự nhu mì, câu 5 ta đã học. Sự khát, sự có mình thuộc linh, câu số ta đã học. Và hôm nay ta học câu số 7 là sự hay thương xót. Tiếp đến là sự nên thánh bề trong câu số 8, sự làm sứ giả hòa bình, bình an câu số 9, và sự hy sinh cho nước Chúa Trời câu 10 đến câu 12. Đây là những cái bậc đầu tiên để vào trong đền thờ. Mà chúng ta có 27 cái trụ cột của cái đền thờ đó, bắt đầu đến lần sau. Từ lần sau và chúng ta học đến hết đoạn đấy là 27 cái trụ cột đó lẽ thật đó. Để cái gì chúng ta được? Khi chúng xong đền thờ rồi, bây giờ chúng ta có thể hành quân được. Họ chúng ta làm xong rồi, bây giờ họ có thể hành quân được. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài đã chúng ta rất nhiều đồ quý. Cái tiệc này quý lắm, cái gì? Bò, thu béo, rượu ngon đã có hết cả rồi. Chúng ta vẫn được hưởng. Đây là lễ tiệc cưới của chiên con. Chúng ta được gọi là bạn hiếu của chàng rể. Chúng ta được đãi những cái rất là cao. Bởi chúng ta phải biết hạ mình xuống. Giờ để cảm tạ Chúa về điều Chúa trang bị cho chúng ta. Bài hôm nay chúng ta học đó là bậc thứ 5 trong 8 bậc căn bản mà mọi người tin Chúa phải có, phải đạt được tiêu chuẩn này trước khi xây dựng cho mình đạt được 27 cột trụ của đền thuộc linh này, được xây dựng bằng đá thuộc linh, tức là thật lời đó chứ. Matthew 5 câu 7 chép: phước cho kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Bản kinh James Version said: blessed are the merciful for they shall obtain mercy. Chữ thương xót thì nghe gọi là the merciful. Trên câu 7 trên đó là chữ Elimon số 1655 ra từ chữ Elio số 1653 và chữ Eleo số 1656 của tiếng Hy Lạp, có nghĩa là sự hay thương xót, động lòng trắc ẩn, sự khoan dung, sự tương tự được tỏ ra qua lời đấy hoặc hành động. Và đây là tính từ, nó phải thuộc tánh nết của chúng ta. Tánh nết được bày tỏ ra qua hành động. Chúng ta không thể nói cái khẩu súng nó là một cái dụng cụ của sự nhân từ được. Không, cái người chế tạo súng đó chắc chắn là không sự nhân từ. Thế sao anh không cầu xin Chúa bảo vệ anh mà anh phải dùng súng để bảo vệ anh, người giết người ta? Khi giết người ta rồi, cướp được mạng người ta rồi, thì bây giờ anh sẽ nghĩ như thế nào? Chúa không tạo nên chiến tranh, cái kỷ công người ta khiến chiến tranh xảy ra. Chúng ta nhìn vào công việc của người ta mà chúng ta biết là đó là thương xót hay không thương xót. Mục đích của câu lời nói là như thế nào? Thái độ của ta là sao? Có phải thương xót hay không? Chúa bắt dân xen biết làm phu tù. Ấy phải ngày không thương xót đó. Nhưng mà chính những kẻ bị bắt làm phu tù đó đã không thương xót chính mình vì không tin lời Chúa, không làm theo lời Chúa. Họ không thương xót chính con cái của mình, bởi vì Chúa có phán rằng thầy sẽ đãi người ta cái công việc người ta đã làm, hãy báo trả người ta. Hãy phục vụ đến ngàn đời kẻ đáng yêu với Ngài và vẫn giữ điều lành của Ngài. Thế tại sao họ không thương xót con cái mình để làm điều tốt đi? Họ lại kể là vì chính mình thôi nên có căn họ bị sụt giảm. Rồi khi những kẻ phạm tội đó chết tại nơi làm phu tù đó, họ kêu than Chúa. Khi có giải cứu được họ thì Chúa cho họ được trở về
sự thương xót của Chúa là nói về con người bên trong, để con người bên trong được về thiên đàng. Mục đích sửa trị cũng không phải để tiêu diệt mà để cứu chuộc. Sự thương xót thuộc về bổn tánh của Đức Chúa Trời. Theo ngôn ngữ học thì sự thương xót là tính từ, là tính chất của lời nói, của hành động, của việc làm mà Đức Chúa Trời đã làm đối với các tạo vật do Ngài dựng nên. Và như vậy, khi Đức Chúa Giêsu phán rằng phước cho kẻ hay thương xót vì sự thương xót, thì điều đó có nghĩa là người đã bị thiếu mất sự vinh hiển của Đức Trời, mà sự vinh hiển của Đức Trời đó là quyền phép của sự sáng thật. Sự sáng thật không phải là ánh sáng. Chúng ta có thể hiểu ý của lẽ thật này qua lời Chúa đã chép ở trong Giăng đoạn 1 câu 1 đến câu 5. Tôi đọc chính xác theo lời Chúa đã chép bằng nguyên bản. Ban đầu có lời, tức là của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời ở cùng Đức Chúa Trời, và lời của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài, tức là lời của Đức Chúa Trời ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài, tức là muôn vật bởi lời của Đức Trời mà làm nên. Chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi lời của Đức Trời. Trong lời của Đức Trời có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm. Tối tăm chẳng hề nhờ lấy sự sáng. Lời của Đức Trời đã ban cho người đó là tin lành bình an, là con đường cứu chuộc được người cả thuộc thể và thuộc linh ra khỏi quyền lực của sự tội và sự chết. Roma đoạn 1 câu 16 đến câu 17 chép: thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gô-đa. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa. Như có chắc rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Người đó là Greek, người làm. Hệ thống thần học, hệ thống nhà thờ thì nó là bốn sách Matthew, Mark, Luke, John là bốn sách tin lành. Nếu chỉ nói bốn sách đó là tin lành là sai hoàn toàn. Lời Chúa là tin lành. Bất cứ điều gì Chúa đã phán ra đó là tin lành bình an. Nó chỉ tin lành bình an cho người tin và làm theo. Nhưng nó trở thành tin dữ cho người không làm theo. Chúa đã phán lời đầu tiên cho người đó là tin lành. Chúa phán với Adam, phán với loài người như vậy cho nên là người tự do ăn mọi thứ cây trong vườn. Riêng về cây biết được thiện ác thì chưa hề ăn đến, vì một mai ngăn chắc sẽ chết. Ở Việt Nam ít khi đưa ra cái đề phạt rõ ràng như bên Canada hoặc Mỹ. Khi vào vùng Quân Đinh, ở đây có biển to đây này, cấm hút thuốc lá, bên dưới để rộng dưới là người vi phạm ở đây bị phạt 5.000 đô, nếu nặng có thể chịu tù. Hồng Kông cũng rõ như vậy, nói rõ là ở cái chung cư đó và sang mấy đó mà hút thuốc lá bị phạt bao nhiêu tiền và tù bao nhiêu tháng. Còn xe cái đó bắt được một hàng hợp bán xe ngon kẹo gân đó là phạt ngay cả một hàng luôn. Singapore là cấm bán kẹo bò sụ. Người khách du lịch vào được tối đa 5 thỏi mà thôi. Mà cảnh cáo luôn là anh không được nhổ kẹo bò sụ xuống đường. Hãy giấu đâu, anh phải gói lại cái vỏ bò sụ bọc đó, phải bảo đúng nguồn gốc của nó. Nếu vi phạm thì phải bán được tiền và tù bao nhiêu. Mọi người ta hiểu không? Chỉ cần một cái viên kẹo su rơi xuống khi anh bước vào cửa của xe thì gần nó rơi lên, nó kẹt ở đó, cửa không đóng được. Hoặc tạm thời đóng được rồi, khi kéo vào rồi nó rơi xuống cả. Nó kéo cửa được kẹt ở dưới được, vì nó rất là nhạy. Cái số tiền bỏ ra để dừng xe máy được, để tìm ra nó để sửa chữa được, tốn hàng triệu đô la. Bởi vì họ ghét kẹo gâm ở xe thì không ai bán kẹo gâm của mình. Ở đây Chúa dạy chúng ta phải tôn trọng luật, vì Chúa là hằng thương xót nên ban luật pháp cho chúng ta. Để cái thánh chết chúng ta, tình yêu thương phải cho thành thật. Thực sự tướng đó là làm chọn luật pháp. Lời của Đức Trời ban cho người là tin lành. Bất cứ lúc nào, dù là luật pháp nhưng đó là tin lành. Đó là con đường, nó là sự sáng. Mà khi nào lời trời phải được nhắc lại, hay là vì người ta đã quên nó, không biết nó đang đi vào con đường nguy hiểm. Bởi vì đó khi Chúa cho lời tiên tri đến hay tiên tri ra đây để cho thế gian biết rằng họ đang lầm lạc, và Chúa dùng lời tiên tri để chữa lành người ta, ngay cả kẻ đang phạm tội ác Chúa vẫn chữa lành, để họ như biết có Đức Chúa Trời, để họ đến thờ phượng Chúa. Khi đến thờ phượng Chúa rồi, mà nếu phải cái nơi nào đó không có luật pháp của Chúa thì sớm muộn mà quỷ mới bắt lại người đó làm tù tù. Luật pháp vô cùng quan trọng. Hết thảy các lời mà Đức Chúa Jesus Christ đã phán dạy lời người để làm chứng về Đức Chúa Trời là Giê-hô-va trời toàn năng, đấng tự hữu, hằng hữu. Hết thảy các lời mà Đức Chúa Jesus đã phán dạy lời người đó là con đường của sự cứu chuộc mà Giê-hô-va trời đã ban cho người, mà chính là cho dân Israel. Rất nhiều người ngày nay coi thường lời Chúa đã phán, coi thường danh Chúa Jesus,
khi nói đến Giê-xu là Giê-va là đấng cứu chuộc, ngài đấng tự hiu hằng hiu, điều gì điều chi cho được phán hằng còn với ngài, thì ngài đấng toàn năng toàn chi, sự công an của ngài là không thể dò, thì không thể có sự sai lầm được, thì không có sự phá hủy được pháp của Chúa được. Ngài ba được pháp đó là phải đi theo đến cuối cùng. Các luật riêng cho người Lê Vi, cho người nam người nữ, chúng ta phải đi kiếm cái luật của từng người một. Nhưng mà luật pháp chung toàn mọi người là không hề thay đổi. Nên Chúa Giê-xu đã phán với Môi-se này, ta cho một thi sứ ta đi trước người, khá nghe thi sứ đó thì danh ta ở trên mình. Ai không nghe thi sứ đó bị loại khỏi giữa đường xe. Chúa nói tiên tri về Chúa Giê-xu, vì không có sứ giả nào là thi sứ của Chúa mang danh Giê-xu cả. Nhưng có Chúa Giê-xu, ngài là Giê-xu, Giê-xu là Giê-va đấng cứu chuộc. Vậy mọi lời ngài phán ra đều là đến từ Đức Giê-hô-va. Vậy anh không thể dùng tin lành của cái nó là cứ lúc mới là tin lành đâu. Không, vì Chúa Giê-xu phán là ta không nói cùng mình, ta không tự nói với ta đâu. Người ta nói tất cả mọi điều mà cha đã phán cho ta nói, ta làm mọi điều mà cha ta đã làm. Như vậy những gì Chúa Giê-xu nói là nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói, đại diện Đức Giê-hô-va mà nói, còn đến muôn đời. Chúng ta được cảm ơn Chúa, Chúa thương xót chúng ta, ngài cứu ra ra khỏi hệ thống tôn giáo. Tôn giáo không cứu con người, lời Chúa cứu chúng ta. Khi ta làm theo lời Chúa thì đó là tin lành, có kinh thánh mà không làm theo đó là tin dữ. Khi nói đến sự cứu chuộc, nó nói sự giải cứu lại người ra khỏi quyền lực của sự tội và sự chết, sự chuộc lại mọi sự mà đời người đã bị mất bởi tội lỗi của Adam thứ nhất. Các người thấy bác tại sao mục sư để nói Adam thứ nhất? Vì cái thánh có chết, Adam sau rốt là thần ban sự sống. Nên khi nó nói đến Adam thì phải nói là Adam thứ nhất. Bởi vì trong cái thánh có chết hai Adam. Adam thứ nhất là thần ban sự sống. Bởi đó tôi nói tội lỗi của Adam thứ nhất là nói về Adam đầu tiên được dựng trên thế đây. Giá cứu chuộc là người chính là lời của Đức Chúa Trời. Nên là bất kỳ người nào sống ở trên trái đất này, khi được nghe tiếng của Giê-hô-va Trời, được nghe các lời mà ngài đã giao giảng ra, mà tin cậy, tiếp nhận, vâng giữ và tuân theo các mệnh lệnh của Giê-hô-va Trời, thì người ấy sẽ được cứu chuộc. Không phải vì tôi tin lời Chúa, tôi vâng giữ, rồi tôi trả bài thuộc lòng, bất kỳ nào đi nhà thờ tôi không nói thuộc thế cả câu cả thì tôi được cứu đâu. Phải hiểu là chúng ta nhờ sự tin cậy, vâng giữ và tuân theo. Tức là khi ta làm theo lời của Đức Trời thì chúng ta sẽ không phạm tội. Là bởi vì trong cuộc sống ngày hôm nay rất hiện đại, các công ty đã thay vì dùng công nhân, họ mua robot để làm, điều chỉnh chính xác robot rồi, thì tất cả mọi thứ chính xác rồi, sản phẩm ra chính xác, cái tỷ lệ phần trăm để loại bỏ hàng không đủ thực tế đó rất ít rất thấp. Như vậy thì cái số tiền để trả lương cho công nhân cộng lại trong 5 năm cũng bằng số tiền mua robot. Mà trong cái đó công nhân có thể vì tình cảm, sự khỏe mạnh hay là điều gì ảnh hưởng mà sản phẩm họ bị tổn hại. Nhưng mà robot thì không bị ảnh hưởng gì cả, nó cứ làm đều như vậy thôi, khác nhau. Cái gì cái bản cuối cùng gì? Người ta yêu chuộng món hàng đó bởi vì sản phẩm có chất lượng cao. Cũng có thể như vậy. Nghe mới biết bao nhiêu người mang ra những người tin Chúa, nhưng khi đối diện với tiêu chuẩn thánh được vào thiên đàng, họ bị bỏ lại. Bởi vì những người đó giang họ đó trở thành kẻ nặng cái đình này, không đúng tiêu chuẩn và không đạt được, không vượt qua tuổi cuối cùng bị loại. Nên trước cần có những người có cái tâm lòng hay thương xót, có tình yêu thương ở trong lòng người đó phục vụ lại. Ngài giao công việc của ngài vì ngài lớn hay thương xót. Nên người tin người có lòng hay thương xót người khác, người giao nhiệm vụ này để đem sự thương của Chúa đến cho người nào xứng đáng sự thương xót. Chúa nhìn thấy người nào không có lòng thương xót, ngài không cho nó hiểu đâu, ngài đóng cửa đó. Rất nhiều người làm tin lành hiện nay bội lại bỏ tiêu chuẩn quan trọng này, cứ nói tin Chúa được cứu, ai kêu tin Chúa được cứu rồi, nhóm lại thờ cùng Chúa là cứu rồi, cái đó là sự nói dối. Sự tin không có nghĩa là tôi tin có Chúa nên tôi cầu nguyện với ngài. Không phải là vì tôi tin có Chúa nên tôi xin ngài, mà hành động của đức tin được tỏ ra bằng công việc của người đó. Đức tin có nghĩa là gì? Thì đây xem, phạm bất cứ điều gì chúng ta làm bởi đức tin thì không phạm tội. Có nghĩa là tôi tin công việc tôi làm là để đi Chúa để tôi làm.
Vì lời Chúa có chép nên tôi làm. Dù có việc có vẻ tầm thường hay là khó khăn, mà giàu nhưng tôi tin có lời Chúa làm nền tảng tôi làm theo, thì tôi được phước bởi đức tin. Có nghĩa là tôi tin là Chúa đang cài trị. Tôi tin là công việc tôi làm, Chúa cảm động tôi làm cho người này cho người kia, là cho ý của Chúa được nền. Tôi dùng người này người kia để chăm sóc lẫn nhau. Vậy đức tin là hành động làm theo lời Chúa. Có nghĩa tôi tin luật pháp của Đức Trời hằng còn. Bởi đó tôi tu chỉnh như tôi làm theo luật pháp của Chúa. Nên trong lòng của tôi không có gian lận, không gian dối, không tham lam, không lừa đảo. Đức tin đặt trên nền tảng của luật pháp. Chúa biết để làm ý biết luật pháp của Đức Trời. Vì Chúa cảm động, thử thách họ, cho họ có cơ hội để gieo, để họ được gặt. Nên nếu như không có luật pháp của Chúa thì đó cũng phải đức tin. Vì Chúa là người làm theo thì sẽ nhờ nó mà được sống, tức được sống lại tâm linh mình. Điều đó không nghĩ là xác thịt này, xác thịt không làm chọn được luật pháp, nó không thích luật pháp. Họ lâu nói rồi, ông không làm được, vẫn biết luật pháp tôi không có sức làm theo. Nhưng mà con người bị trọng nó trỗi dậy. Nó phải nói với tâm trí của nó. Nó phải soi sáng cho tâm trí tối tăm của nó biết cái điều người làm đó nhìn bên ngoài có vẻ tốt, ích kỷ cho chính ngươi thôi, nhưng mà giết đi ba người, giết cả con cháu ngươi nữa. Bởi Đức Trời hiện hữu, Ngài biết rõ tất cả mọi sự. Ngài biết tôi đang biết ngươi đang làm gì. Nếu tôi không nói cho ngươi thì ngươi sẽ phạm tội và tôi sẽ chết. Phải cho dây đánh trận với chính nó, hầm đổ mối trái nước và giòn đất sẽ ra mà ăn. Nó là như vậy đấy. Tôi phải bắt sát thì để phải phục để làm theo lời Đức Trời. Bây giờ làm sao rồi tôi là ôi Chúa con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa, con có sức được tỉnh, con nói cho nó rồi. Nếu hôm nay nó có làm được việc này, nó làm việc kia thì hôm nay còn chết. Chúng ta phải tự biết trách nhiệm của mình. Làm thế nào để con có thể làm theo lời Chúa được? Nếu con chỉ ngồi dự thính để bố con không có la con phải sang con không nhóm lại thôi. Con phải ngồi với cái tư thế là con tập trung vào để con nghe được lời đó. Người Việt có câu là nghe cho thủng. Tức là gì? Nghe cho hiểu thật rõ, xuyên có là hiểu được rõ được. Chúng ta phải hiểu lời của Chúa giảng, vì đây là vật liệu để thắp sáng và đèn tâm linh mình. Sao thì không thích chi cả. Nó rất khó chịu bởi vì nó không thích ngồi. Nhưng mà con người Việt chẳng phải bắt nó ngồi thẳng dậy, tỉnh táo để nghe lời này. Vì là sự sống và sự phanh của ngươi. Phải đánh trận. Ngồi vị đó. Huy cơm. Tính. Bắt đầu phải tính. Vì nó chung qua xuống là mình mất không nghe được rồi. Đóng cửa lại làm sao mình nhìn thấy được. Chúng ta phải bắt sát tiền này tính. Để nghe, để được sống. Vì lời này là để thắp sáng tâm linh chúng ta. Nó là sự sống của chúng ta. Không phải là tôn giáo. Nó nghiêm trọng lắm. Bởi vì Chúa yêu ta đưa độ ghen tương. Đây là lời của Chúa. Ngài tìm rất là bao nhiêu người, hàng vạn, hàng triệu người mới tìm được một người để sẵn sàng Ngài tín nhiệm, để giao việc này cho giảng cho, mà nó không chịu nghe. Ngài nghe thương. Nếu cảnh cáo nhiều lần, sửa chữa nhiều lần không được, Ngài bỏ luôn. Nên chúng ta phải biết rằng, được nghe lời này không phải đơn giản. Bởi vì nó là sự sáng, là điều chúng ta cần phải được trang bị cho mình, cần phải biết, tức là chúng ta được cần sở hữu cho chính mình, để rồi chính chúng ta sẽ nói ra. Cái miệng này là cái chân đèn đó. Lời của Chúa sẽ tỏ qua bên miệng của chúng ta để cứu người khác và cứu chính mình. Sự tin không nghĩa là sự cầu nguyện nài xin, mà là hành động của đức tin được tỏ ra bằng công việc của người đó, đối với các tiêu chuẩn mà Giê-hô-va Trời đã phán và đã được chép trong Kinh Thánh, không phải chỉ với phần Kinh Thánh Cựu Ước mà cả phần Tân Ước nữa. Tất cả mọi sự đó tôi biết từ sáng đến khi tới đây Cải Huyền, đó là 60 cái cặp hành lang của nền tảng, không thể thiếu được, không có dư đâu. Rất cần cho chúng ta. Giá cứu chuộc mà Giê-hô-va Trời đã ban cho người được thi hành không phải chỉ một lần cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus làm Chúa của mình như thủ tục tôn giáo người ta vẫn thường làm. Vì có rất nhiều người đã giảng rằng hệ cứ cầu danh Chúa được cứu, mà chúng ta phải hiểu rõ rằng tất cả mọi người khi mà rơi xuống biển mà có một cái tàu đi qua nhìn thấy, người ta sẽ quăng phao xuống để cứu đó. Nhưng người đó có được cứu sống hay không là do chính người đó quyết định. Lời Chúa cho ta biết rõ Giăng 1 câu 12 đến 13 chép rất rõ này. Ngài đến trong xứ mình, xong gia đình chẳng hề nhận lấy, tức là không làm bạn với Ngài, không tiếp xúc với Ngài, không quen Ngài, không vương phục, không làm theo. Nhưng câu 12 chép này, nhưng hề nhận Ngài, tức là túm chặt đến Ngài, giữ chặt đến Ngài, sở hữu đến Ngài, thì Ngài ban thì có được quyền hợp pháp, có khả năng, có sức lực trở nên con cái Đức Chúa Trời. Nói đơn giản, cứ loại cây này cũng thế thôi, người ta đã chết lắm. Người ta tìm đến cành tương ứng, cành kia to bằng nhau rồi, họ cắt xéo được sắc rồi, hai bên cắt sắc rồi, áp chặt vào nhau luôn, rồi người ta băng lại bằng cái băng lụa rất là nền, cái lụa để nước đấy, băng từ kia vào để không bị khô, cái thật chắc vào để dính vào, thì cái nhựa sống từ cái gốc
chính của cái cây đó sẽ nuôi cái cây đó. Với điều kiện là cùng học, nó sẽ nuôi được. Nên Chúa Giêsu đã phán ví dụ này: Ngài là gốc nho thật, Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, Ngài là Đức trưởng nho. Nếu được thác vào bên Ngài rồi, mở cửa trong Ngài, thì chính nhựa của gốc nho đã chịu nó, nuôi nó và sanh ra nấm trái. Ngoài Ngài ra chúng ta không làm chi được. Ở đây nói về lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta muốn được cứu lỗi, chúng ta cầu nguyện với Chúa, Chúa nghe rồi, thì chúng ta phải hành động. Tôi hành động đến để nghe lời Chúa. Chúng ta phải hiểu sự cứu chuộc là gì, thân mình là gì, và tại sao phải tin Ngài và tin như thế nào. Chúa đã hằng thương xót, giá cứu chuộc đã có rồi. Nhưng Chúa nói nhờ, nếu trong 1,000 thiên sứ có một kẻ là kẻ truyền giải, trong 1,000 thiên sứ Chúa chọn rồi, có người sai lòng, Chúa sai đi, Chúa biết người đó, người đấy có lòng được, người làm được đó. Và bây giờ người đó sẽ giảng cho người đó những gì mà người ấy đã kinh nghiệm được. Vì giữa người đó với người kia cùng một tạo vật, gió một đấng tạo nên. Người kia đang ở trong sự chết, chuẩn bị rơi xuống hầm rồi. Người đã đến để giảng, giảng rồi làm chứng chính tôi. Chính tôi là bằng chứng đây. Tôi từng như anh, tôi theo đó, tôi kia, tôi làm chứng anh rồi. Bây giờ anh tin. Kinh thánh trước đó là bây giờ Chúa sẽ cho người đó có giá trị thông qua sự thương xót của người đó. Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se và dân Israel như này: Các ngươi tuân mệnh lệnh ta, giữ luật pháp ta đã nói theo. Ta là Giê-hô-va đã trời các ngươi. Vậy giữ luật pháp và mệnh lệnh ta, người nào làm theo thì sẽ nhờ nó mà được sống. Ta là Đức Giê-hô-va. Liêm Ký đoạn 18 câu 4 câu 5. Cũng là chữ nhờ. Bài mà chúng ta đối diện chữ nhờ này, sử dụng chữ nhờ là không đúng. Nguyên văn là gì? Người nào vâng Giê-hô-va làm theo sẽ sống ở trong nó. Thế sống theo những gì mà trong đời đó đã có phán, có hứa, có chép. Khi ta mua hộp thuốc, người ta thường thường dạy chúng ta về một cái tiêu chuẩn là gì nhỉ? Đọc kỹ sử dụng trước khi dùng. Phải tuân theo nó chứ. Có thuốc là không ăn đồ cay, không ăn đồ lạnh. Mình phải đọc chứ. Nếu mình không đọc, mình bỏ qua rồi thì nó sẽ trục trặc. Nó không có tác dụng. Và mình nghi ngờ cái thuốc đó. Cũng có thể như vậy. Chúa tìm những kẻ có lòng thương xót, tức là tâm linh của những kẻ có lòng thương xót hay thương xót người khác. Để biết đây là công việc cứu chuộc cho tâm linh, cho thần linh. Chúng ta vừa đọc lời Đức Chúa phán với Môi-se qua để phán lại cho dân Israel. Bây giờ xem Đức Chúa đã phán lời của Ngài ở trong giao đoạn 3 câu 16 21 liên quan đến Đức Chúa đã phán. Vì Đức Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Đức Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Lại chữ nhờ, tôi sẽ giảng về điều này. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Trời. Và sự đoán xét đó là như vậy: sự sáng đã lên thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phạm ai làm ác thì ghét sự sáng và không nên cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Nhưng người không bởi Đức Chúa Giêsu chỉ định đã giảng cách cố ý khi người ta tập trung vào lời Chúa trong câu số 16, giang 36, ở đâu giang 36. Nhưng người ta bỏ qua cái mạch văn mà Chúa Giêsu đang nói với ai? Nói với giáo sư Nicodem, là người được tôn trọng trong dân Israel. Chúa Giêsu đang phán với Nicodem về sự cứu chuộc mà Đức Chúa đã ban cho người thông qua con một Ngài là chính Ngài, Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng Christ. Vì chúng ta xem lời Chúa chép trong nguyên bản tiếng Hy Lạp để biết trọn vẹn ý nghĩa của các câu trên, thì bản dịch trên đến tiếng Việt đã không dịch đầy đủ, không chính xác theo như lời Chúa đã phán. Bằng kinh thánh bây giờ chép: For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. For God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him may be saved. He that believes on him is not condemned,
But he that believed not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is a condemnation. That light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that does evil hate the light, neither come to the light, lest he deeds should be reproved. But he that does true come to the light, that he did may be made manifest that they are wrought in God. Có nghĩa là, theo văn tự chính xác, văn tự, vì Đức Trời đã yêu thương thế gian nên Ngài đã ban con một duy nhất của Ngài, hầu cho bất cứ người nào tin đi con ấy sẽ không bị diệt vong, nhưng được sự sống đời đời. Vì Đức Trời đã sai con trai của Ngài vào thế gian này không phải để phán xét thế gian, nhưng để thế gian thông qua con ấy mà được cứu. Thông qua, không phải nhờ, thông qua con ấy mà được cứu. Người nào tin vào Ngài, tức là con một Đức Chúa Trời, thì sẽ không bị phán xét. Như người nào không tin vào con ấy, tức là Đức Chúa Christ, thì đã bị phán xét rồi, bởi vì đã không tin đến danh của con một của Đức Chúa Trời. Và sự phán xét đó là sự sáng đã đến thế gian, nhưng người ta yêu sự tối tăm hơn là yêu sự sáng, vì việc làm của họ là tội lỗi sâu xa. Vì những kẻ làm ác thì ghét sự sáng và không đến gần sự sáng, e công việc ác của họ sẽ bị của trạch. Nhưng người nào làm thế là thật thì đến với sự sáng, và công việc của những người ấy sẽ được tỏ ra rõ ràng, vì họ đã làm trong Đức Chúa Trời. Chứ nhờ này là một hành động nhờ vả tạm thời, ngắn hạn, chốc lát, mà thậm chí không phải trả tiền. Nhờ, chứ nhờ thứ này chết là true, tức là thông qua chết trong câu 17 trên, đó là chữ dia số 1223 của Đi Lạp, có nghĩa là ống dẫn, con kênh dẫn nước, đường mẫu dùng trong kiến trúc, thông qua truyền quảng, thông qua Ngài. Cho hết đó là chúng ta phải bước qua sát Ngài. Ngài là cái cầu, là con đường, là chúng ta hòa giải. Không bởi Ngài không ai đến với Chúa được, không thể nhờ được. Tôi sẽ nói cho anh em ta kỹ lưỡng về cái lẽ thật này. Đức Chúa Giêsu phán chính Ngài là con đường duy nhất mà những người muốn nhận được sự cứu chuộc của Đức Trời sẽ phải đi trên đó. Rất nhiều người ngày nay muốn đi ké không trả tiền. Con đường đó được xây dựng có mục đích. Khi bỏ tiền xây dựng đó, đã tính toán có sự thương xót, bỏ tiền đầu tư từ trước hết ra, vay lựa vào để cho người ta đi trên đó để xây dựng kinh tế của đất nước này. Và tất cả các công cụ đi cho đều phải trả tiền. Đừng bao giờ trốn né cả. Theo tư tưởng mình được bao nhiêu, mình trả bao nhiêu. Không trốn né. Vì như vậy là không làm thương xót. Mình rất là sự công bình. Chúng ta chỉ đi nhờ được. Chúng ta đi qua nhờ được người ta chứ toàn thôi. Chứ mà nhờ người ta mà xây nhà được. Không. Đi qua tạm thời thì được. Đậu nhờ chiếc cửa, 30 phút thì được. Đi qua là không được. Nhờ là sự tạm thời. Có được sự đồng ý của cái người đó. Cái người này muốn nhờ, muốn giúp đỡ. Tạm thời, ngắn hạn thôi. Sau đó rồi, không ai biết ai nữa. Nhưng mà thông qua Chúa Giêsu thì khác. Bởi nếu ta không có gia chuộc thì chúng ta chết. Nhưng con người đã đến đó, chúng ta là nếu ta tin Ngài, làm theo lời Ngài những gì Ngài đó thì Ngài sẽ cứu. Ngài không bắt chúng ta. Mà khi là cho ta biết chúng ta là con cái của Ngài rồi, mà ta từ chối, chúng ta kẻ chống lại cha mình, chúng ta sẽ chết. Mà nếu tin Ngài thì ta phó ra Ngài, Ngài chúng ta lại cho Ngài. Như vậy chúng ta là thuộc về đấng đã cứu chuộc mình. Sao còn nhờ được? Thông qua con một của Đức Trời, chúng ta được cứu trở về với Đức Chúa Trời. Chúng ta không nhớ, chúng ta thuộc về Ngài. Thông qua Ngài, chúng ta mới trở về với Đức Chúa Cha được. Con đường này không thể đi nhờ được, có giá trả rõ ràng. Ngay cả khi chúng ta đi trên con đường, chúng ta trở về nhà Cha. Kể từ khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, trước khi được về thiên đàng, chúng ta phải trả tất cả những giá nào mà lời của Chúa đã phán. Phải bỏ nhà cửa mình đi, phải bỏ. Bỏ kẻ gia đình đi, bỏ. Bỏ tất cả của Chúa đi, phải bỏ. Dù trong quá khứ ta dùng bất nhiều tiền để mua nó, tạo được nó, chúng ta cũng vẫn phải bỏ để được về nơi thiên đàng. Là nơi đó Cha chúng ta làm mọi sự cho chúng ta rồi. Chúng ta phải biết rằng những gì chúng ta đang có đấy không thể sánh được bất cứ điều gì trên thế gian. Mình phải tin mình mới bỏ được, còn không tin mình không bỏ được. Nhưng mà chúng ta phải thông qua Chúa Giêsu, mà chúng ta phải trả giá. Vậy đã trả giá thì có là sao gọi là nhờ được? Nên thì hiểu rõ là phải dịch chính xác, phải nói chính xác. Kinh Thánh chết là khi tôi còn trẻ tôi nói như con trẻ, nhưng khi tôi đã trưởng thành lớn thì tôi nói theo cách của người thành nhân. Ra đời 14 câu 6 chép. Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Bởi khi trên vừa dần chết, Jesus said unto him: I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me.
Thì by me không phải là nhờ, là bởi Ngài, thông qua Ngài. Chứ bởi tiếng Anh gọi là by. Chép trong cuộc sáu trên đó là chữ dia, số 1223 của tiếng Anh là có nghĩa là ông dẫn, con kênh dẫn nước, đường mẫu dùng trong cái chúng thông qua, xuyên qua. Thì nhờ được. Khi nói đến nhờ, cho là pháp cũng đúng đâu. Ở bên Canada, bên Mỹ, khi ra tòa phải nói thật chính xác. Các luật sư phải nói trước cho cái đó, bỏ cái đó đi. Người ta phải có luật sư để biện họ. Chúng ta không thể nói như chúng ta nghĩ được. Chúng ta xem chương trình của ông Paulo Cam. Ông thấy sự của Chúa sai, ông không dạy. Cái đó là không thương xót. Tôi không chấp nhận cái sự thờ ơ của ông ta. Ông muốn nói kiểu gì là thần Chúa nói. Nhưng mà trách nhiệm của ông phải biết người ta nói sai. Không thể nói amen, chứ không amen được. Amen không phải là ok. Ok không phải đúng hay là sai. Amen là xin được như vậy. Ông nói là anh đang bị quyền lực ma quỷ tấn công. Amen. Ừ. Sai chưa nào? Nhưng mà anh xin được như vậy rồi. Mà ông không dạy cho người ta biết, ông để yên thì vẫn là vô trách nhiệm. Nếu tôi gặp ông tôi nói là ông muốn ơn thì ơn, nhưng mà ông phải có trách nhiệm chỉnh lại lời nói cho thực sự, vì ông là mục sư. Chúa đang người ta tùy theo lời ngài nghe người ta nói, không thể làm dùng cha amen như người Việt hay nước khác đi. Ok không phải là câu trả lời. Khi mười Việt nói ai vô đấy, tức là bà có sao không em? Ok không đúng. Ok không phải là câu trả lời, nhưng người ta làm dùng lời ok. Rất nhiều người này Việt Nam thì nghe ta nói làm theo. Cái gì Đức Trời ban ngôi, tôi nghe mà lộn cả rồi. Nói không đúng, cái là vì phỉ báng cha tôi rồi. Đức Trời không có ba cái ngôi, cũng có Đức Trời có một mà thôi. Không có ba ngôi nào cả, thì không hề chết bằng bịa ra nhưng mà thêm vào rồi, cái là cái nó dối rồi. Tôi không chấp nhận. Khi tôi không biết rồi tôi sai, khi tôi trưởng thành đúng rồi, tôi phải là đúng. Học cho ở Đức Đế ở nhà nói theo ý của ngôn ngữ của cha mẹ. Khi đến trường rồi, nó không thể nói được cách của cha mẹ rồi. Nó phải nói đúng những gì mà thầy nó nói đúng, có văn bản về bộ giáo dục đã quyết định rồi. Thống nhất toàn quốc rồi thì nó phải nói theo. Chúng ta phải cẩn thận cái lời chúng ta nói, vì chúng ta xem lời Chúa đã phán để hiểu đúng ý nghĩa của chữ thông qua Ngài hay là bởi Ngài được chép nhiều lần trong Kinh Thánh Phần Tử Nước. Hầu cho ý nghĩa của lời Chúa không bị hãm ép, khiến cho người ta coi thường giá trị lời Đức Chúa Trời. Ma thơ đoạn 11 câu 8 đến 30 chép: hỡi những kẻ mệt mỏi và cái nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ta dễ chịu và anh ta nhẹ nhàng. Vậy những người được lời Chúa gọi là những kẻ mệt mỏi và cái nặng trên là những người mà linh hồn họ chưa được vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời. Người đó chưa được cứu chuộc. Tại sao? Giá cứu chuộc đã có. Ví dụ một chiếc xe bị của ông chủ, người cha bị đứa con nó chơi cờ bạc, nó bị cầm cố, nó tưởng rằng nó sẽ mượn được tiền rồi nó gỡ nợ này, nó mang trả xe về cha, nhưng mà càng đánh càng thua, nó sợ quá nó chạy trốn. Bạn nó về nói với lại ông chủ thật, người cha nó buồn quá, chiếc xe nó vô cùng quan trọng, rồi nó bảo bạn đi tìm nó, đưa tao cái giấy nợ đây, tao chuộc nó về, vì cái xe của tao tao cần dùng nó. Người đó phải đến cái cửa hàng đó đúng cái giấy vì nợ, phải trả đúng số tiền đó mới chuộc được về, đúng không nào? Khi nào cái xe đã trở về nhà rồi, mới gọi đã chuộc lại chứ. Nó vẫn còn lắm đó, gì cần đây thì nó sao nó chuộc lại được? Vì mỗi ngày quá hạn rồi nó thêm lời, đúng chứ nào? Chỉ khi nào cái xe đã vào trong nhà rồi, ông chủ cầm tay lái rồi, bởi vì cái giấy chủ quyền trong tay ông rồi, mới gọi là được chuộc lại chứ. Cũng có thể như vậy. Ai là người được cứu chuộc? Thôi mọi người, tôi cầu xin Chúa rồi, tôi nguyện với Chúa rồi, tôi đi nhà thờ rồi, tôi làm môn đồ, tôi là thủ viên của thánh, là tôi được cứu Chúa rồi. Không. Chúa Giêsu phán ví dụ ở bên tiệc cưới. Ông chủ của cái tiệc cưới đó, ta phải cha của chàng rể đấy. Và trong xem khách dự tiệc, thế người không mặc áo lễ. Ông đây, hỡi bạn, sao bạn vào đây mà không mặc áo lễ? Người kia làm thêm, thế rồi, gian dối rồi, không có lễ. Chúng ta phải được mặc lại chiếc áo của con một Đức Chúa Trời trao cho mình, đúng không ạ? Áo đó là áo Chúa Giêsu bảo đấy thì đưa ra, nhưng mà đúng rồi nha. Dự tiệc đây là được nghe đã thật này. Bởi cái đó thì chúng ta thấy lời của Chúa quan trọng chưa? Chúa nên kêu gọi những kẻ mệt mỏi cái nặng là người mà linh hồn họ chưa được nhận sự cứu chuộc, nhưng đó chắc chắn là những người đã được cầu nguyện tiếp nhận Giêsu Christ làm Chúa của cuộc đời mình. Chưa phải là người trong thế gian không tin, không biết Đức Chúa Trời. Người đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa rồi đang mệt mỏi lắm. Rất nhiều người đang mệt mỏi. Chúng ta thấy, tôi sẽ cho quý vị xem cả hàng vạn người ở đây để khai phát được người tiên tri gọi tên mình. Gọi tên rồi sợ nhầm, nói ngày sinh tháng đẻ luôn, xuống rồi. Thậm chí là sợ nhầm tên, người mặc áo đó, màu đó, xuống đây. Người ta khác hết được gọi. Vì khi gọi như vậy, Chúa đã kêu mình xuống và Chúa đã nói qua người đó để mình được giải cứu.
Có rất nhiều thứ trục trặc trong cuộc đời của người ta. Người ta không biết tại sao, người ta cần câu trả lời. Thấy câu trả lời rồi, tức là thấy được cái tai nhìn, biết gỡ nó là thoát, đúng không nào? Bởi vì người ta rất cần ơn tiên tri, rất cần sự trí thức, rất cần lời Chúa bày tỏ cho. Nếu người ta chỉ cần cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm Chúa của cuộc đời mình mà ta được cứu chuộc rồi, thì tại sao Chúa Jesus phải kêu gọi những người đó đến với Ngài, là đến với lời của Đức Trời, là lời được chép trong thánh để học về Ngài, học theo Ngài và cái linh ách của Ngài, thì ơn của người đó mới nhận được sự yên nghỉ của Đức Chúa Jesus Christ. Thầy tư lễ, thầy nông giáo người Israel khi xưa nói bình an mà chẳng nghe chết. Ngón bút giả dối của bọn đó khiến cho luật pháp nó trở ra sự nói dối. Khi dân của Chúa là dân đã được chuộc ra khỏi Ê-tô đó, trở thành không có nghề chăn, đi từ núi qua gò, quên chứ mình an nghỉ. Phàm bất cứ con thú nào gặp đó cũng ăn được thịt chúng nó. Đức Chúa buồn bực. Chúng ta phải nhớ rằng linh hồn của những người nghe theo bằng lệnh của Đức Chúa Jesus Christ đó sẽ được Đức Chúa Giêsu cho được yên nghỉ, vì Giê-hô-va trời đã ban cho con một ngày là Đức Chúa Giêsu Christ, chức thầy tế lễ thượng phẩm đời đời trong nước Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Giêsu Christ được toàn quyền cai trị sự cứu chuộc loài người, vì Đức Trời đã giao phó tất cả mọi điều đó quyền năng cho Chúa Giêsu con một ngày, vì Chúa Giêsu Christ đã đổ huyết của Ngài ra để cứu chuộc linh hồn của những người nào tin đến danh Ngài. Chúa Giêsu lấy thân thể xác thịt của Ngài để trở thành sự thù xả thay cho tất cả chúng ta. Mà sự xả đáng ra chúng ta phải chịu, nhưng Ngài chịu thay cho. Có biết tại sao Chúa phải chịu chết cho lên mình linh hồn chúng ta khi ta bỗng nghe Chúa được thờ phượng Chúa rồi? Tại sao Ngài phải chịu thù xả thay cho chúng ta trong cái thân thể xác thịt chúng ta vẫn đang hiện được? Tại sao? Ấy bởi vì Ngài thương xót. Ngài ban cho anh một cái điều kiện đặc biệt. Khi nói với Ngài rằng Chúa con muốn trở về cùng Ngài, còn trước về thế nào biết thế nào và được, ta sẵn sàng làm cho, nhưng với điều kiện nếu ngươi như là nếu như ngươi làm theo những gì ta đã làm, ta vâng giữ các mệnh lệnh của điều răn của Đức Cha và cứ ở trong sự yêu thương này, thì ngươi sẽ vào được. Như hiện nay dù ngươi biết thì muốn ngươi cũng không thể được, bởi vì món nợ trên ngươi quá cao quá nặng. Tổ phụ bốn đời, tôi nói là Adam đó, tổ phụ bốn đời gần nhất của ngươi đã ở trên ngươi rồi, khi không thể làm được, không đi được, muốn đi ăn nhưng bị giam cầm, cầm được chủ giả. Vậy thì Chúa nói, bởi vì ta là tớ đã tạo đến người, ta đến cứu chuộc người, mặc dù ta trả giá để chuộc cái ra, mà có nợ ngươi ta thanh toán cho, và từ đây người đi cách nhẹ nhàng, nhưng không được phạm tội. Thì nếu người phạm tử luôn thì không có ra chuộc lại đâu. Nếu anh đồng ý làm theo, anh sẽ đi đến nơi. Bởi vì tất cả cái món nợ nếu nghe nhận từ được Chúa chẳng biết giờ. Bởi vì đó Chúa giúp phải những giá cứu chuộc để tất cả kẻ nào tin đến Ngài đó thì không bị ma quỷ ràng buộc đâu, bởi vì đó là cái giá chuộc rồi. Chúng ta đọc trong Lê Vi Ký 25 rõ rồi. Rồi. Nên làm hân hỷ tất cả mọi kẻ bị làm nô lệ đó được thả tự do trở về nguyên chủ. Vì đã có giá rồi. Mang lệnh của Chúa là giá. Năm đó khi tiếng kèn của năm Jubilee thổi lên rồi thì phải buông thả. Các hội thánh không giảng điều này. Ma quỷ thích lắm, vì sự sáng không tỏ ra rồi nó tiếp tục lừa người ta. Chúng ta phải giảng ra để cho dân chúng biết rằng lời của Đức Trời, luật pháp của Đức Trời, mang lệnh của Đức Trời, nó là giá chuộc chúng ta. Chúng ta tuân theo Ngài thì bây giờ Chúa Giêsu là giá chuộc chúng ta cả thuộc thể và thuộc linh, mà chúng ta không được phạm tử đâu. Vì nếu phạm tội thì cái giá kia không còn quay lại chúng ta nữa. Bởi đó rất nhiều kẻ nói láo chống lại chức vụ của tôi, nói là tôi lấy sự đổ xả để đề nhẹ cứu sự vui mừng của Thượng Chúa. Kẻ đó sẽ phán xét trước mặt đâu rồi. Vì chính Chúa Giêsu đã phán kia, người đã được sạch rồi, đừng phạm tội nữa. Em có sự gì càng xấu xa xảy ra cho tôi không? Chúng ta đọc lại 7 lá thư của Chúa Giêsu gửi cho các thánh của chương trình này qua sự đổi răng. Chỉ có một chùa thánh duy nhất là Philadelphia là tôi bị của trách mà thôi. Còn tất cả đều của trách là bệnh Thiagino, Laodice, Hâm Hẩm, Thời Thần Tư Lạc. Chúa Pháp đi, tôi thấy Thiagino. Điều tôi trách ngươi là ngươi còn dung cho dê xe bên, rủ dê tô tất ta, ăn của quốc thường, phạm tội cá dân. Ta đã giao cho nó thời gian để ăn. Nếu nó không ăn, ta đánh chết con bé đó, ta khiến nó nằm trên giường du liệt. Để các thầy biết rằng ta là đứng rõ biết lòng dạ người. Nhà thờ nói là khi ta tin Chúa rồi là không bị dù xả nữa.
đọc lời của Chúa gửi cho Thyatira đi và Laodice trong cải huyền. Chúng ta phải hiểu rõ Chúa ban ta hai luật: sự sống và sự chết, sự phước hạnh và sự rủa xả. Và Chúa dạy chúng ta chọn sự sống. Của sự phước hạnh rủa xả là sự báo trả của Chúa. Phước hạnh là phần thưởng cho những kẻ vâng lời Chúa và làm theo. Rủa xả là phần thưởng của Chúa cho những kẻ không làm theo lời Chúa. Đó là sự báo trả. Trả lời: người nào nghe theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời nhưng mà do Chúa su giảng ra, thì chúng ta nghe lời Chúa, làm theo lời Chúa thì được cứu. Bởi vì Đức Chúa Trời không cứu chúng ta bằng huyết của Ngài, không có. Nhưng có một Ngài làm công việc này. Bởi vì con bé là người có phần về thịt và huyết, nên Chúa Giêsu phải có phần trong thịt và huyết thì mới chuộc chúng ta được. Chúng ta không thể bỏ qua Chúa Giêsu mà chỉ cầu nguyện trực tiếp với Đức Chúa Trời đâu, không. Chúng ta phải thông qua Đức Chúa Giêsu Christ, vì Ngài dùng huyết của chính Ngài đổ ra thập giá để chuộc chúng ta. Chúng ta phải đến làm theo điều gì Chúa đã phán, xem trong Kinh Thánh chép gì về Chúa Giêsu đã làm gì và Ngài phán như nào và làm theo Ngài. Thì bây giờ chúng ta sẽ được yên nghỉ. Chúng ta biết rõ trong lẽ thật, ma quỷ là công cụ Đức Trời sử dụng để thử thách loài người. Ngài không loại bỏ công cụ đó cho đến khi nào mọi công việc thuộc về sự chủ đã hoàn thành rồi, thì bây giờ ma quỷ sẽ bị nhốt trong hồ lửa đời đời. Còn hiện tại nó vẫn vẩn vơ xung quanh đấy. Kẻ nào vi phạm mà chúng ta biết luật, xin Chúa xét xử, nó sẽ bị xét xử. Nó nhiều lắm, 1/3 số trên trời đó. Và số lượng ma quỷ rất là nhiều. Bởi đó Chúa vẫn tiếp tục để cho của lũ ma quỷ thử thách loài người, đi sang sẻ loài người. Mà chúng ta ở trong Chúa, chúng ta chưa thể cai trị được. Nhưng mà chúng ta không thể lấy quyền của Chúa đi bất cứ chỗ nào cũng đuổi quỷ được. Chúng ta không làm được điều này. Chúng ta làm ở trong sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh. Tôi đã được mạng lệnh của Chúa phán rất rõ, tôi biết tôi phải làm gì. Chúa Giêsu đã lấy thân thể của Ngài đã mang trên mình đó để gánh đi sự đổ xả thay cho chúng ta. Để thấy người nào tin đến Ngài thì sẽ được cứu. Vì tự là người không thể giải cứu mình ra khỏi sự sổ luật pháp. Người ta không thể dùng điều thiện để mà xóa tội mình được. Tất cả mọi điều không làm theo lời Chúa, dù công việc của nó là thiện đến đâu chứ nữa, vẫn không cứu được người ta trong ngày cuối cùng. Chỉ có là ở trong Đức Chúa Jesus Christ, làm theo mà lấy Đức Trời, thực hành sự công bình của Đức Trời thì mới được cứu mà thôi. Mà không có việc công đức nào của người ta làm ra có thể trả giá thay cho mạng sống người ta được. Hebrews đoạn 10 câu 19-22 chắc nhờ: hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Chúa. Đây cũng là nhờ huyết Chúa đó. Tôi đã nói cái chữ nhờ này nó không đúng một tí nào về nguyên văn của luật pháp. Hỡi anh em, tôi đọc tiếng Việt: hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Là vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Bằng kinh chiếc vô dân chép, các câu chuyện như sau: having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. By the blood, không phải nhờ, mà by là thông qua, xuyên qua the blood of Jesus. By a new and living way, which he had consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh, and having an high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Chứ nhờ ở trong câu 19 này, tiếng Anh chép là by, đó chữ in, số 1722 của tiếng Hy Lạp có nghĩa là phương tiện, tính chất của công cụ. Tính chất của công cụ liên quan đến sự ý nghĩa của con người. Thông qua phương tiện, tính chất của công cụ. Tính chất của công cụ là gì? Ví dụ, tôi thấy một cái dụng cụ xếp ở đây. Thế là cái gì đây? Cái thang, của cái thang này. Tại sao xếp ở đây? Nó là thang, nhưng để cho con người ta xếp lại như vậy đó. Bây giờ chúng ta xem nhé, kéo lên cái thang. Thế này, chưa, cái này để làm gì? Cái này là cái thang để làm gì? Để người ta trèo lên trên cao, thế là bật lên được. Như vậy cái thang đó là một công cụ để ta sử dụng nó. Thông qua nó mà chúng ta lên cao được, không phải là nhờ. Bởi nó thuộc về mình thông qua nó mà được cứu. Và nó ở với cùng luôn luôn. Nó ở với mình luôn luôn cho đến đời đời. Thì sao gọi là nhờ được? Bài là một phương tiện, là một công cụ có tính chất đặc biệt. Nó sẽ ở với mình ở với đó. Thông qua nó mà mình được cứu, không phải nhờ nó. Nó là Chúa mình mà, sẽ nhờ được. Bởi đó chúng ta phải thật cẩn thận với những lời mà bản tiếng Việt dịch đấy, phải là thông qua, xuyên qua. Thì khi nói đến Chúa nhờ là nói một sự việc mang tính tạm thời trong chốc lát,
mà người ta có thể hoặc do tình cờ, hoặc ngẫu nhiên, hoặc cho sự tính toán mà người ta có được một phương tiện, mà nhờ phương tiện đó mà người ta giải quyết được công việc mình muốn. Sự như này mang tính tạm thời, mà sau khi sự việc đó, người ta vẫn thuộc về chính mình và phương tiện kia cũng vậy, không ràng buộc với nhau. Nhờ mà chúng ta có thể nhờ cái xe được, nhờ phương tiện nó đi nhanh được. Nhưng mà đối với Chúa là không phải là nhờ, là bởi Ngài, thông qua Ngài mà chúng ta được cứu về. Vì chính Ngài, Ngài là Chúa, nhưng mà để yêu ta, Ngài trở thành một công cụ để chúng ta thông qua công cụ đó mà được về với Đức Chúa Trời. Ngài thấy nó cái thuyền để chở ta trở về với Chúa. Đức Chúa Trời muốn cứu dân Noe, Ngài mặc lời cho Noe để Noe đóng một con tàu. Đóng rồi Chúa bảo người, cái người và nó con thú đi, bà thú đi. Chúa cứu đi bởi con tàu, Noe không nhờ con tàu. Chúa tạo lên bằng miệng của Ngài phán và Noe làm theo. Noe không đóng cái tội, mặc lời của Chúa làm theo, Noe cứ làm như đúng rồi. Sau đó Chúa bảo người và người vào tàu đến giờ rồi. Chúng ta thông qua cái công cụ đó mà được cứu. Nhưng trong sự cứu chuộc không thể có chữ nhờ được, bởi sự cứu và sự chuộc là hai vấn đề riêng biệt nhưng có liên quan mật thiết với nhau. Mà người được chuộc sẽ thuộc về đấng đã trả giá cho sự cứu chuộc, tức là mua lại người ấy cho mình. Trong trường hợp của sự cứu chuộc này, không phải là sự cứu chuộc lại một tạo vật như người ta chuộc lại đồ vật, ruộng đất hay sản nghiệp, là nhân vật không thể tự quyền quyết định vì các vật đó là vô tri vô giác. Nhưng nếu sự cứu chuộc lại người thì Đức Giê-va là đấng công bình và các tạo vật được chuộc đó là loài người. Và theo luật công bình của Đức Trời thì nếu như người ta không muốn Đức Trời chuộc mình thì Đức Trời sẽ không chuộc người đó. Có như ai đó trong loài người muốn trở về với Đức Trời thì người đó nhận biết giá cứu chuộc cùng với những điều kiện mà những người nào muốn nhận được giá cứu chuộc của Đức Trời thì phải đạt được. Theo luật pháp đã định thì việc đầu tiên và trước nhất những người phải làm là kêu cầu danh đấng cứu chuộc mình và làm theo các mệnh lệnh mà Giê-va Trời đấng cứu chuộc đã phán và ban cho loài người. Chúng ta phải tập nó chính xác. Chúa rất thích điều đó vì chúng ta tôn trọng lời của Ngài. Rô-ma đoạn 10 câu 1 đến câu 21 chép: Hỡi anh em, sữa gao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó không phải theo trí khôn, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đằng xưng mọi kẻ tin là công bình, và Môi-se luận sự công bình đến bởi luật pháp cách này: thế ai làm theo điều đó thì nhờ đó mà sống. Nhưng sự công bình đến bởi đức tin thì nói như vậy: chớ nói trong lòng ngươi rằng ai sẽ lên trời, ấy là để đem Đấng Christ xuống, hay là ai sẽ xuống vực sâu, ấy là để đem Đấng Christ từ trong kẻ chết lại lên. Nhưng nói làm sao: đạo ở gần ngươi và ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vì nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì bị tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng, confess, công bố ra mà được sự cứu rỗi. Và Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hủy diệt. Trong người Giu-đa hay người Greek, tức là người Hy Lạp, người Greek, không có phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, dấu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu làm sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Là nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bàn chân của kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu. Vì Esai có nói rằng, lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, tức là khi lời của Đức Chúa Trời được giảng, nguyên văn là lời của Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa Giêsu giảng lời Đức Chúa Trời, Ngài không giảng lời của Ngài, Ngài giảng lời của Đức Chúa Trời. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Nhưng tôi hỏi, có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian. Tôi lại hỏi, thế mà dân Israel chẳng biết chi hết sao? Môi-se đã nói rằng, ta sẽ dục lòng ganh tị các ngươi bởi kẻ chẳng phải là dân. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một dân ngu dốt. Là Ê-sai nói cách mạnh bạo rằng, những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta. Ta tỏ mình ra cho những kẻ chẳng hỏi han ta. Xong về dân Israel thì rằng,
ta đã giơ tay ra cả ngày hướng về dân bội nghịch và hay nói trái. Tin ở trong lòng thì được xưng công bình, nhưng mà nói ra, công bố ra cái điều mình tin đó thì được cứu rỗi. Hệ thống mà thờ cho nó là thế chưa? Tôi tin Chúa và tôi nói danh Chúa ra là tôi được cứu. Chúng ta tin, chúng ta công bố ra. Mọi lời chúng ta công bố ra chứng minh trình độ thuộc linh chúng ta, chứng minh tình trạng thuộc linh thật của chúng ta. Có người nói ra là biết lõa lộ. Hội thánh Lai Đi Xê là hội thánh đó chúng ta, nhưng mà cái người lõa lộ trần chuồng đuôi mù mà không biết. Mình chúng ta nói ra để chứng minh chúng ta thuộc về Chúa không? Lời chúng ta có phải là sự sáng không? Hay là văn tự? Nó phải là sự sáng. Vì Chúa thì Chúa đã phán cái người là sự sáng của thế gian. Không ai thắp cái đèn để dư dùng, nhưng để chết trên đèn để xuất hiện mọi người trong nhà. Chúa đã nói về tâm linh chúng ta. Chứ tin đó nói về con người trong tin và hành động qua sát tin này. Nó phải nói những gì thuộc về nó chứ. Kinh Thánh chép về chúng ta. Để chúng ta phải chứng minh tình trạng thuộc linh thật của mình. Cũng như ngày nay, người ta đến cái phòng đó xin việc. Và anh lớp mấy? Lớp 7. Vâng. Anh vào phòng kia đi. Vì anh nói anh có bằng lớp 7, ta thử ngay đưa một bài toán lớp 7 ra, không thể được, anh nói dối. Vì cái bằng người ta có thể mua được, thì trực tiếp ngay, không có trình độ, trượt. Đối với Chúa tinh vi hơn, đến ngày biết ngay không mặc áo lễ, Chúa đuổi. Trở lại, sự nhờ có nghĩa là sự người ta muốn một hay là nhiều người khác, hay là một phương tiện nào đó giúp mình cách tạm thời, ngắn hạn. Mà người nhờ giúp đó không phải là trả tiền công sau khi xong công việc đó rồi. Sẽ không có một sự ràng buộc nào giữa người nhờ với người giúp đỡ nó, hay là với phương tiện mà người ta đã nhờ. Người không thể nhờ huyết Chúa Giêsu mà được cứu linh hồn mình, nhưng chính Chúa Giêsu Christ đã dùng huyết của Ngài để chuộc chúng ta lại cho Ngài. Hay nói cái chính xác, hay học nói cái chính xác đi. Không ai có thể nhờ huyết Chúa được cứu đâu, mà chúng ta được cứu bởi huyết của Chúa Giêsu Christ. Chính Ngài dùng huyết Ngài chuộc chúng ta cho Ngài. Chúng ta không nhờ. Chúng ta muốn được khu chuộc, mà tôi biết chuộc như thế nào? Chúng ta đi với Chúa đâu? Không thấy. Kinh Thánh có chép về Ngài. Nhưng ta biết ra luật pháp là nếu không có sự đổi biết thì không có sự tha thứ. Và chính Chúa là đấng hằng thương xót chúng ta đã đến, chính Ngài trả giá cho chúng ta rồi trước khi ta sinh ra trên đất này. Chính Ngài dùng huyết Ngài chuộc chúng ta. Chúng ta phải được chuộc bởi huyết của Chúa Jesus Christ. Bởi chính Ngài dùng huyết Ngài chuộc chúng ta không có nhờ. Nó nhờ là sai văn phạm, sai luật pháp, không đúng. Đừng nói tôi cứng nhắc, vì Chúa đã đào tạo chúng ta làm tôi tớ Ngài, làm thầy tế lễ của Đức Ngài. Thầy tế là giáo sư, tức là thầy giảng luật pháp. Phải nói chính xác từ luật pháp, cho luật pháp không có chữ nhờ. Công việc nhờ đó hoàn toàn không nói về sự cứu chuộc được. Hebrew đoạn 9 câu 8-28 chép: Đức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng hễ nền tảng thứ nhất đang còn thì đường vào lưới Thánh chưa mở. Ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ, để tỏ ra rằng các lễ vật và hy sinh dâng đó không có thể làm cho kẻ thờ phượng được luyện lành về lương tâm. Đó chẳng qua là mạng lệnh của xác thịt, cũng như các lễ ăn uống rửa sạch chỉ là chuẩn kỳ hoán cải vậy. Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thay thế đến tượng phẩm của sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Vì nếu huyết của dê đực bò được cùng cho bỏ cái tơ mà người ta rứa trên kẻ uế còn được làm sạch về phần xác thịt và nên thay, huống chi là huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tỉ tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hàng sống là dường nào. Nhân đó Ngài là Đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Vì khi có chúc thư thì cần phải đợi đến kẻ chối chết đã. Chúc thư chỉ có giá trị sau lúc chết, vì hễ kẻ chối còn sống thì nó không có quyền gì. Ấy vậy chính giao ước trước nào chẳng phải không dùng huyết mà lập. Lúc Môi-se phán mọi điều răn luật pháp cho dân chúng, có lấy huyết của bò con và dê đực với nước dây nhung đỏ tía và dành ngưu tất dạy trên sách cùng trên cả dân chúng, mà nói rằng này là huyết của sự giao ước mà Đức Trời đã dạy lập với các ngươi. Đoạn người cũng lấy huyết dạy đền tạm cùng mọi đồ thờ. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Vậy nếu những tượng chỉ về các vật trên trời đã phải nhờ cách ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ của lễ càng quý trọng hơn nữa để được sạch. Và Đức Thánh chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời, để bây giờ
vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời ấy chẳng phải là dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thường phẩm mỗi năm vào trong nơi rất thánh mà dâng huyết, không phải là huyết mình. Bằng chẳng vậy thì từ buổi sáng tế đến nay Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi, nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi, theo như đã định cho loài người phải chết một lần dù chịu phán xét. Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Ở đây các thầy tế lễ nhờ huyết của các con sinh tế để chuộc tội mình, nhưng không chuộc được linh hồn mình. Đó là nhờ hoặc con chiên chết xong rồi nó ở đó chết rồi, huyết xong rồi ta về không nhớ đến nó nữa. Nhờ mà, vì cứ nhờ nên họ không được cứu linh hồn, họ là tha tội thôi. Đó là nhờ. Chúa Giêsu không nhờ sự vâng lời của Ngài mà là Ngài làm thầy tế từ một chiếc cao đâu. Không, không. Ngài biết Ngài hằng còn đến muôn đời vì Ngài biết Trời là một. Ngài đã bày tỏ cho người về tình yêu của Đức Chúa Cha, và chính Ngài chứng minh tình yêu Cha thông qua chính Ngài. Sự sinh của Ngài đối ra đó là món quà, sự thương xót, nhân từ của Đức Trời ban cho người. Bởi vì Ngài hằng còn đến muôn đời, Ngài muốn được người nhờ vả Ngài từ đó. Không, Ngài muốn ta thông qua Ngài và được cứu bởi huyết của Ngài. Chính Ngài dùng huyết Ngài cứu chúng ta, chúng ta không nhờ. Nếu ta nhờ cái này, tôi đồng ý. Ê, tôi đến nhờ xem vậy. Không, Chúa Giêsu đến tìm chúng ta và Ngài lập chúng ta, không phải chúng ta tìm và lập Ngài. Chúa chọn chúng ta nên không thể nói chứ nhờ được. Cho nên Chúa Giêsu đã dùng huyết Ngài để chuộc tôi vì Ngài yêu tôi không chọn Ngài, tôi không biết Ngài, nhưng Ngài đã chọn tôi vì Ngài biết tôi. Dân xem cũng như các thầy tế lễ trong nghi xem đã nhờ huyết của các con sinh tế theo luật pháp quy định để được sạch tội lỗi mình, nhưng họ không nhận được sự cứu chuộc cho linh hồn mình vì họ không ghi nhận được sự thương khó mà chính sự sống của thân thể họ và linh họ phải trả. Vì thế nên họ vẫn thuộc về mình, nghe không? Vẫn thuộc về xác thịt. Nếu ta đã nhờ, chúng ta vẫn thuộc về mình, chúng ta phải hoàn toàn thuộc về Ngài. Và những gì Ngài ban cho ta đó, đó là chúng ta quản lý. Tôi quản lý của báo tin đàng Chúa ban cho tôi, và tôi tạ ơn Đức Trời, tôi trung thành trung tín với điều Chúa đã ban cho tôi. Vì tôi biết đây tôi là người quản gia, Chúa cho tôi thấy, tôi từng nói với anh em, tôi được ngồi ăn cùng bàn với Ngài. Ở trong cái nhà hàng đó, Chúa ra lệnh cho tất cả nhân viên của nhà đó đều mặc đồng phục màu đỏ, cả nam cả nữ, chúc mang lệnh cho họ chuẩn bị vì nó Ngài có tiếp khách. Sau đó Ngài dẫn tôi đi, tôi đi theo Ngài vượt qua một con sông, sang con sông kia có một cái lưới B10 bảo kín bờ sông đó, nó bị người ta cắt thủng rồi. Chúa nói có kẻ đã vào tới chỗ. Ngài đi qua cái lỗ bị cắt đó, tôi cũng theo Ngài đi lên trên núi. Và trong cái hang đá, trong hang đá là rộng mênh mông, nước trong veo từ trong bể ra. Và tôi đi theo Ngài vào trong đá, tôi thấy có một nơi mênh mông trong hang rộng lắm, nước trong veo lại như nước đá lạnh lắm, trong veo, và những cái bó mía dài đã được buộc lại và ngâm vào trong. Ngài bác lên của bác, Chúa nói là có nhiều kẻ đã vào trên trộm mía của ta. Nhớ quý vị, Chúa phù lắm. Ngài không làm ý nào. Bởi vì có rất nhiều kẻ ăn cắp những cái bài giảng này trên Internet. Chúa biết chứ. Chúa không muốn những kẻ đó làm như vậy. Nhưng mà Chúa biết có những kẻ lợi dụng danh Chúa, lợi dụng cái mía này, cái thật này đó để giảng ra. Nhưng mà kẻ đó sẽ bị phán xét vì nó không làm theo lời Chúa. Nó làm để lấy tiền, để sự vinh hiển của con người. Nhưng mà Chúa sẽ cứu những kẻ nào nghe cái lời của Chúa được cứu, làm cái lời Chúa được cứu, chứ phải làm theo miệng của người đó. Nhưng mà vì miệng của cái kẻ trộm nó nói đúng thì ta cứu. Tại như Ba-la-am không? Ba-la-am sợ Chúa phải chúc phúc cho Israel, nhưng sau đó thì dân Israel vẫn diệt hắn ta bởi vì hắn là kẻ tham kiến. Đức Chúa Jesus Christ đã trở nên giá cứu chuộc trọn vẹn cho loài người. Tức là thân thể xác thịt mà Ngài đã phải mang đó, chịu thương khó thay cho những kẻ, cho chúng ta. Tức là những sự mà chúng ta phải chịu đó, đánh nghe chúng ta phải chịu, nhưng mà Chúa chịu thay cho. Thì thân thể của Ngài trở nên sụt sả thay cho chúng ta. Vì cái thế là chết rồi, Đức Chúa Jesus đã trở nên sụt sả thay cho những người được Ngài cứu chuộc. Đức Chúa Jesus đã đổ huyết của Ngài ra trên thập tự giá để cứu chuộc hết thảy những linh hồn nào đã tin đến danh Ngài. Ở đây quan trọng lắm quý vị. Rất nhiều người tin đúng là Chúa đổ huyết thập tự giá thật để cứu chuộc người nào tin, nhưng họ không biết rằng họ có đúng đối tượng nào không. Khi tôi vẫn đồng công cùng dưới đồng công kiểm soát chúng tôi xem chúng tôi phải ra đến từ Trung Quốc không, thì khi họ xem chứng minh nhân dân của tôi là ở phố Nhân Dinh Móng Cái, họ có bản đồ để đây, bản đồ này trên bàn là bản đồ Móng Cái nhưng mà không ghi địa danh, có con sông, có hình vẽ con sông đó nhưng không để thành phố từ khu vực mình phải dịch. Còn dưới bàn này có một cái bản đồ của Móng Cái rõ ràng luôn. Họ bảo đấy anh Móng Cái, anh chỉ tôi biết phố Nhân Dinh anh nằm ở đâu.
Tôi nói đùa, cái bàn vừa đơn giản quá, đứng bút đây tôi viết cho kỹ hơn. Này, tôi vẽ lên nhá, đây nhá, đến đây, đây này, bệnh viện đây này, nhà tôi đây này. Đây, hắn cầm đầu. Chính xác, vì tôi ở đó mà, chứng minh của tôi để đúng cái phố tôi ở, tôi vẽ chính xác như vậy. Thế mà, như vậy tôi đến từ phòng cái, không phải là đến từ nông trường. Tại vì rất nhiều người Trung Quốc đóng giả người Việt Nam bởi vì ở với người Việt Nam rồi quên đó, rồi sang nói là người tị nạn, họ đuổi về. Họ đưa đủ cái thứ ra để thử xem mình có phải đến người Việt Nam hay không. Cứ có thể như vậy, chúng ta phải biết rằng nếu chúng ta được cứu chuộc bởi huyết, có nghĩa chúng ta đã được chúa chuộc lại. Mà nếu chúng ta được chuộc lại thì Ngài đã bỏ lên ra một giáo ước và Thánh Linh sẽ đến để dạy chúng ta và chúng ta không biết là thật. Và mình chúng ta phải nói là thật ra. Chính xác như vậy. Xem trái thì biết cây. Như nhiều người ngày hôm nay ở trong bài thờ, họ nói tin Chúa được cứu. Bởi đúng, anh tin có Chúa, nhưng anh không tin Chúa. Vì anh tin Chúa, anh không tin cái người đó nói. Anh tin những gì đã có chép trong Kinh Thánh. Anh đi mua hàng hóa về nói dối, anh bị phát hiện là không đúng, anh mang trả hàng, nhưng phải kiện, người ta phải trả lại cho anh tiền. Nhưng mà anh cho rằng có lời của Chúa trong tay anh ấy, mà anh không tin, anh tin người đó nói. Như vậy anh đồng lõa với người đó rồi. Anh không phải tin Chúa đâu, anh tin người đó rồi. Vì nếu anh tin Chúa thì sẽ làm việc Chúa làm và làm việc lớn hơn. Kinh Thánh chép rồi, bởi vì Chúa biết rõ, trong thế tận linh Chúa biết rõ, thần của Chúa biết rõ chúng ta tin hay không tin. Nếu quả tin thật thì Chúa sẽ bảo lãnh cho chúng ta rồi, và chúng ta được Thánh Linh của Đấng Christ đến nuôi chúng ta, và chúng ta sẽ được nuôi bằng sức thiêng của đạo. Chúng ta sẽ nói ra điều gì chúng ta đã biết đó. Rõ ràng là người ta nói một câu là ra đường thì hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Bởi vì con trẻ ít khi ngoài đường nên không thuộc đường, như Văn Châu bây giờ mà bảo đưa cho cái xe bảo Văn Châu đi vào, còn một phút đầu kia Văn Châu khó khăn ở đấy là ngày ngày đâu, chưa đi vào bao giờ cả, được đi có bố chở thôi, nhưng mà tự mình lái xe thì chưa đi bao giờ cả, là hơi khó khăn. Nhưng mà đối với người đi ra ngoài đường thường xuyên thì người ta biết rồi, khi về nhà người ta hỏi trẻ con, vì trẻ con không biết nó giữ bí mật, nó có gì nó nói hết, nó biết đâu nói đi đó. Vì con trẻ luôn luôn muốn khoe cái sự hiểu biết của mình, tính cái con trẻ là vậy, nó ngây thơ. Tức là khi ta tin Chúa thật thì chúng ta được cứu bởi huyết, mà chúng huyết đó là hình bóng về huyết nhỏ là lẽ thật. Chúa Giêsu đã phán, nếu các ngươi cứ ở cho ta mà những lời ta ở trong ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, ắt sẽ được ban cho. Ở trong Ngài, được tháp vào với Ngài rồi thì chúng ta sẽ hiểu biết lời Chúa vậy. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 35 đi 38 chép, được Chúa Giêsu đi khắp các thành các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nơi nước của trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và ta lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì thật chúng, xong có gặt thì ít, vậy cầu xin Chúa mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Chúa động lòng thương xót. Ma-thi-ơ đoạn 4 đoạn 14 câu 13 đến câu 14 chép như sau. Đức Giê-xu vừa nghe tin ấy liền bỏ đó xuống thuyền đi tỉa ra nơi đường vắng. Khi đoàn dân biết vậy thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài. Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc động lòng thương xót mà chưa cho kẻ bệnh được lành. Chúng ta đang nhìn vào điều Chúa thương xót, Ngài đồng lòng thương xót. Thương xót là đồng lòng chắc ẩn. Tiếp nữa, Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 30 đến câu 34 chép. Này có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Giêsu qua đó thì kêu lên rằng, lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Chúng rầy hai người ấy biểu điên đi, nhưng họ kêu lớn hơn nữa rằng, lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Đức Chúa Giêsu dừng lại, gọi hai người mù đến mà phán rằng, các ngươi muốn ta làm chi cho? Họ thấy rằng, lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ, tức thì hai người được thấy được và đi theo Ngài. Chúa đồng lòng thương xót. Chúng ta đang đề nghị làm cái tại sao Chúa Giêsu đã phán cái mặc lệnh chúng ta cần phải thương xót để được thương xót. Mát đoạn 1 câu 38 đến 42 chép, Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác cho những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Ngài trải khắp xứ Galilê giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Có một người phụng đến cùng Ngài quỳ xuống cầu xin rằng, nếu Chúa khứng có thể khiến tôi sạch được. Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, giơ tay rờ người mà phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi. Liền khi đó phung lặn mất, người trở nên sạch. Luca đoạn 7 câu 11 đến 16 chép, bữa sau Đức Chúa Giêsu đi đến một thành gọi là Nain, có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài. Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết là con trai của mẹ quá kia. Có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà quá ấy. Chúa thấy đồng lòng thương xót người mà phán rằng, đừng khóc.
đoạn ngài lại gần rửa quan tài thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng: hỡi kẻ trẻ kia, ta biểu ngươi trở dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói: Đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ. Ai nấy đều sợ hãi và người khen Đức Chúa Trời rằng: có đấng tiên tri lớn đã dậy lên giữa chúng tôi và Đức Trời đã thăm viếng dân ngài. Cái sự thương xót vô cùng quan trọng, Đức Chúa hành động như Chúa Giêsu là cái camera đi trực tiếp nhìn vấn đề, và Đức Giê-va nhìn thấy sự thương xót của Chúa Giêsu sáng lên, lập tức ngài ban quyền năng cho. Tôi tạ ơn Đức Trời. Năm 2000 tôi sang Michigan, sang Houston. Tôi giảng tin lành bên đó, tôi giảng về cái trụ sở trên đó. Ngày hôm đó là cái ngày cuối cùng thì hôm sau tôi trở về lại Canada. Sau khi giảng xong, tôi cầu nguyện hướng dẫn người ta cầu nguyện về cái trụ sở xong, tôi đặt tay cầu nguyện trên người. Tôi cầu nguyện cho chị Tâm là một tín đồ ở bên đó. Tôi cầu nguyện xong, tôi đến cầu nguyện người thứ hai là em gái của chị, cô ta là cô Kim. Tôi cầu nguyện nói tin chi xong rồi thì tôi quay sang với người khác. Chưa kịp cầu nguyện cho người thứ ba thì cái người tên Tâm nói: thưa mục sư, đi em của em nó không có con. Cái người tên Tâm nói xong, chú nói ngay với lỗ tai của tôi: bất cứ điều gì tôi muốn và nói ra, ngài sẽ làm thành. Chúa, điều gì mà tôi muốn mà tôi nói ra, chú sẽ làm thành. Tôi biết đây là cô em gái của em ruột của cái chị đó tên là Tâm, lấy chồng triệu phú của người Mỹ, 10 con rồi. Bác sĩ nói vô sinh. Mình chị Kim đã nghe tôi giảng suốt 3 tuần rồi, 21 ngày rồi. Rồi kêu em gái mình đến nghe xuống rồi tôi cầu nguyện cho. Thì khi Tâm nói như vậy thì chú phán ngay lỗ tai tôi. Tôi nghe rõ ràng là bất kỳ điều gì con muốn và nói ra tôi sẽ làm cho. Tôi quay lại vừa đặt tay một miệng ra, tôi nói là: chú phán trong tuần này cô sẽ có bầu, vì Chúa Trời có quyền ban cho người ta. Ơi chẳng phải vì cô, nhưng để cho người biết là ngài đã hiện diện mà có quyền ban cho người ta. Đặt tay cái này. Ngày hôm sau tôi trở về bên Canada. Đúng 2 tuần sau, chị Nguyệt bên Houston, Texas gọi phone cho tôi nói: mục sư ơi, tôi báo cho mục sư một tin mừng. Bảo cô xin mừng như vậy: mục sư có nhớ cô Kim không? Mà mục sư nói tiếng chi cô ấy là sẽ có con đấy. Là tôi có nhớ. Sáng chủ nhật này cô mang hoa đến để dâng cho Chúa. Cô nói cảm ơn Chúa, cô đã có thai rồi. Nếu tôi về cô ấy đến bệnh viện, cô khá cũng xin là cô đã có thai. Mà tôi nói là một con trai, rõ ràng tôi nói một con trai. Tôi cảm ơn Chúa. Nếu lòng chúng ta muốn, Chúa xem chúng ta cần lòng chúng ta làm gì. Nếu ta chỉ bày tỏ quyền năng mà không có sự thương xót, không ích gì. Cái chính là chúng ta phải bày tỏ sự thương xót của Chúa ở trong mình. Ngài đầu tư sự thương xót của Ngài ở trong chúng ta. Vì Ngài thương xót đến Ngài Chúa chúng ta lại cho Ngài và để thân Ngài ở trong chúng ta. Đó là sự thương xót rất lớn. Thì tại sao ta lại sử dụng lợi dụng Chúa ở trong ta để làm thương mại, để làm đổi danh mình? Cái đó là điều ác. Tôi sợ những người lợi dụng quyền năng của Chúa. Tôi nói: Chúa cứu con khỏi điều đó. Luôn luôn nhắc nhở con là đầy tớ vô ích. Chúa Giêsu dạy rồi, các người làm xong việc mình làm, hay nói là tôi đây là đầy tớ vô ích, việc tôi làm là đáng phải làm. Giê-va trở nên khôn ngoan và vô lận, và sự khôn ngoan của Chúa là không thể dò. Vì thế cho nên các sách thuộc về phần đất nước đều sử dụng ngôn ngữ Hy Lạp để chép và làm chứng về mọi lời mà Đức Chúa Giêsu đã rao giảng cũng như công việc Ngài đã làm. Nhưng mà cái nền tảng của lời Đức Chúa Trời vẫn là tiếng Hebrew. Vì thế chúng ta sử dụng cả hai thứ ngôn ngữ này để nhận biết ý nghĩa lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Chứ thương xót lần đầu tiên được chép trong Kinh Thánh, đó là điều Đức Giê-va đã làm thương xót Lọt. Sáng đến ký đoạn 19 từ câu 1 đến câu 25 chép: lối chiều hai tiên sứ đến Sodom. Lúc đó Lọt đang ngồi tại cửa thành. Khi Lọt thấy hai tiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước và sấp mình xuống đất. Người thấy rằng: này là hai Chúa, sẽ đến ở nhà của kẻ tôi tới Chúa và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai Chúa hãy rửa chân rồi sáng mai thức dậy lên đường. Hai tiên sứ phán rằng: không, đêm nay ta sẽ ở ngoài đường. Nhưng nó cố mời cho đến nỗi hai tiên sứ phải đi lại vào nhà mình. Người dâng một bữa tiệc làm bánh không men và hai tiên sứ bèn dùng tiệc. Hai tiên sứ chưa đi nằm mà các người nam ở Sodom từ trẻ đến già tất cả dân đều chạy đến bao chung quanh nhà. Bọn đó của Lót mà hỏi rằng: nhưng khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây hầu cho chúng ta được biết. Lót bèn ra đến cùng dân chúng ở ngoài cửa rồi đóng cửa lại và nói cùng họ rằng: này, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó. Đây, tôi sẵn có 2 con gái chưa chồng, nguyên văn chép là còn trinh. Tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý, miễn đừng làm chi hại cho hai người kia. Vì cớ đó nên họ đến núp bóng mái nhà tôi. Bọn dân chúng nói rằng: người hãy tránh chỗ khác. Đã thấy rằng người này đến đây như kẻ kiều ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao? Vậy thôi, chúng ta sẽ đãi người bạc tệ hơn hai khách kia. Đoàn họ lớn ép Lót mạnh quá và tràn đến đặng phá cửa. Nhưng hai tiên sứ giơ tay ra đem Lót vào nhà và đóng cửa lại. Đoạn hành phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già đều quáng lỏa mắt.
cho nó tìm cửa mệt mà không được. Hai thị sứ bèn hỏi nó rằng, ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi. Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ này, vì tiếng kêu oan về dân thành này đã thấu lên Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt. Lót bèn đi ra và nói cùng rể, nguyên văn chép là đã hứa gả, tức là đã hứa cưới con gái mình. Hãy trỗi dậy, đi ra khỏi chỗ này, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành này. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng, hãy đứng dậy, dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng? Nhưng Lót lần nữa, vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người và dẫn ra khỏi thành. Và khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi đồi, một trong hai vì nói rằng, hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng, hãy chạy trốn lên núi kéo phải bỏ mình chăng? Lót đã đáp rằng, lạy Chúa không được, này tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa, Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu trọn sự sống tôi, nhưng tôi chạy trốn lên núi không kịp, trước khi tai nạn đến thì tôi phải chết. Kìa, thành kia đã nhỏ, lại cũng gần đặng tôi có thể ẩn mình. Ôi chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó đặng cứu trọn sự sống tôi, thành này há chẳng phải là nhỏ sao? Thiên sứ phán rằng, đây ta ban ơn này cho người nữa, sẽ không hủy diệt thành của ngươi đã nói đó đâu. Mau mau hãy lại ẩn đó, vì ta không làm chứ được khi ngươi chưa vào đến nơi. Bởi cớ ấy, người ta gọi tên thành này là Xoa. Khi mặt trời mọc lên khỏi đất, thì Lót vào đến thành Xoa. Đoạn Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm sinh và lửa từ nơi Ngài từ trên trời xa xuống Sodom và Gomorrah, hủy diệt hai thành này, cả đồng bằng, hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó. Chữ thương xót thì Ngài chép là merciful. Chép cho câu 16 trên, đó là chữ Semla, số 2551 ra từ chữ Salao. Số 2550 của tiếng Hebrew có nghĩa là sự thương xót, lòng trắc ẩn, sự tha thứ, sự miễn thứ cho. Giê-hô-va trời là đấng công bình, nên khi Ngài thương xót Lót là một người đã sống tại thành Sodom vào thời điểm đó, thì thành Sodom và thành Gomorrah là hai thành đầy dẫy sự gian ác và tội lỗi. Nên khi Đức Giê-hô-va quyết định hủy diệt hai cái thành này bằng lửa và diêm sinh, thì Ngài đã sai hai tiên sứ của Ngài đến để giải cứu Lót. Như vậy chắc chắn Lót không phải là người gian ác. Mà ta xem cái lý do gì mà Giê-hô-va trời lại giải cứu Lót. Lót là cháu của Abraham. Lót biết rõ tội ác của những người sống trong hai thành Sodom và Gomorrah, nên Lót thường ngồi tại ở cửa thành. Lót không hề biết hai người đến đó là thiên sứ, vì hai người không mang cánh. Hai người này đã từng gặp Abraham trước đó, được chép ở đoạn 18. Nhưng bây giờ hai người đến đây thì Lót luôn luôn ngồi ở cửa thành để xem ai là người khách vãng lai lữ hành đi ngang qua đó, hoặc vì thiếu biết mà đi đường này, hoặc là muốn qua đường này đi ăn đường khác mà đi đến đây rồi buổi chiều tối rồi, rất nguy hiểm, họ sẽ vào nhà trọ và họ sẽ bị họ ta làm tình cảm tội. Lên Lót vội vàng đứng dậy luôn. Một cái điều đặc biệt ở người Hebrew là có lòng hiếu khách, nên người sang trọng đi qua là gọi là chúa, ta là chủ. Lót biết rõ sự nguy hiểm của hai người này, vì hai thiên sứ là rất đẹp, cho nên là nếu hai người tiếp tục đi hoặc vào trong thành để nhà trọ ai đó thì nguy hiểm vô cùng, vì Lót biết cái dân cư thành là cực kỳ hung hăng, cho nên ông cố mời hai thiên sứ phải vào nhà mình để trọ, vì ông không nói rõ hai thành ác như thế nào, ông cũng biết hai người đó là thiên sứ. Bởi vì khi mà bọn người hung hăng này đến, nó nghe tin có hai người rất là đẹp đến nhà của Lót, và cái bọn họ này đến nhà, họ nói là hai khách mới đến nhà ngươi chiều này ở đâu, hãy đưa ra để cho ta được biết. Cái chữ biết ở đây để chúng ta được thưởng thức cái thân thể của bọn đó. Biết đây là gì? Hiện là một trong xác thịt. Sodom và Gomorrah hiện nay cái linh của ma quỷ hành động hai cái thành này khi bị hủy diệt đó đang lan tràn khắp mọi nơi, nhưng gọi là đồng tín. Nó diễn ra từ Sodom và Gomorrah, không phải Sodom và Gomorrah là tên của ma quỷ, mà ma quỷ dâm dục đã sử dụng hai cái thành đó để hủy diệt người. Và khi hai thành bị hủy rồi, nó đâu? Nó lan khắp mọi nơi. Còn lại vi trùng nó lan khắp mọi nơi trên đất này, nó lan khắp mọi nơi rồi, không có chỗ nào thiếu hết. Kể cả người cao cấp cũng có luôn, kể cả người trong chính phủ cũng có luôn. Còn là đồng tính cái linh đấy, nó lan truyền. Nó không biết hai người đó tiền sứ. Nhưng khi thấy hai người đến, ông biết ngay rồi, nên dùng cái lòng thương xót của ông đó mà hết sức để năn nỉ hai người đó vào nhà mình. Ông nói như thế nào? Nó vội vàng đứng dậy mà đón rước và sấp mình xuống đất. Người thấy rằng, này lạy hai Chúa, xin đến ở nhà của kẻ tôi tớ và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai Chúa hãy rửa chân, rồi sáng mai thức dậy lên đường. Hai thiên sứ phán rằng không, đêm nay ta sẽ ở ngoài đường. Nhưng Lót cố mời cho đôi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình. Người dân một bữa tiệc làm bánh không men và hai thiên sứ bèn dùng tiệc. Đây là cái lòng thương xót được bày tỏ ra. Ông không nói lộ cho hai thiên sứ kia nguy hiểm thế nào đâu, nhưng mà ông cũng muốn hai người đó vào trong nhà mình cho an toàn, rồi sáng mai dậy sớm đi. Cái sự thương xót của Lót là đãi khách rất là đặc biệt. Abraham không hề nói với Đức Giê-hô-va rằng trong thành Sodom đó có Lót cháu mình. Lót đang sống với gia đình của người, nhưng mà
khi nói chuyện với Đức Giê-hô-va, Abraham đã nói với rằng Chúa sẽ diệt người công bình lúa với người đối ác sao? Ngồi trong thành có 50 người công bình, Chúa có sẽ diệt họ hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó vì cớ 50 người công bình ở trong sao? Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác, đến nỗi kẻ người công bình cũng như người độc ác? Không, Chúa chẳng làm điều đó bao giờ. Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao? Abraham nói chuyện với Chúa thế này. Rất ngay thẳng, Đức Giê-hô-va phán rằng, nếu ta tìm được trong Sodom 50 người công bình, vì tình thương bấy nhiêu người đó, ta sẽ tha hết cả thành. Áp lại thưa rằng, mà dầu tôi vốn là cho bụi, song cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa, hoặc trong 50 người công bình rủi thiếu hết lắm, vì cớ 5 người thiếu Chúa sẽ diệt cả thành sao? Ngài trả lời rằng, nếu ta tìm được 45 người, ta chẳng diệt thành đâu. Abraham cứ thưa rằng, ngộ trong thành chỉ có 40 người công bình thì ra sao? Ngài đã phán, ta sẽ chẳng diệt đâu vì tình thương 40 người này. Abraham lại tiếp, tôi xin Chúa đừng giận, thì tôi sẽ thưa, ngộ trong đó chỉ có 30 người thì sẽ ra sao? Ngài phán, nếu ta tìm trong đó có 30 người thì ta chẳng diệt đâu. Abraham thưa rằng, tôi đây cũng cả gan thưa cùng Chúa, nếu chỉ có 20 người thì làm sao? Ngài rằng, vì tình thương 20 người đó, ta sẽ chẳng diệt thành đâu. Abraham thưa, xin Chúa đừng giận, cho tôi thưa chỉ một lần nữa, ngộ chỉ có 10 người thì sẽ làm sao? Ngài phán rằng, ta cũng chẳng diệt thành đâu vì tình thương 10 người đó. Khi Đức Giê-hô-va phán xong cùng Abraham thì Ngài ngự đi, còn Abraham trở về trại mình. Sáng ký đoạn 18 của ông 2-33. Chúng ta có thấy một người nào tương tự với Abraham nói chuyện này không? Có đấy. Dù nào tôi bực đến chết cũng phải lắm chứ, cái thằng này ăn mê mà chúng ta ra sao? Thế chứ, Jonah là người cũng nói Chúa cái thật của lòng mình. Thế nghe Abraham nói, Abraham rất là thẳng thắn nói chuyện với Chúa. Ông không dám nói, Chúa ơi, ở trong đó chỉ có Lót, cháu tôi nó là người công bình, ông dám nói, ông dám thương. Giê-hô-va thương xót Lót không phải vì cớ Ngài biết Lót là cháu của Abraham, nhưng mà Đức Giê-hô-va biết rõ tâm tánh của Lót là có lòng thương xót. Rồi nhớ nhớ chuyện trước đó đấy, khi Lót bị giặc bắt đuổi đi, kéo đi rồi, chính Chúa khiến cho Abraham đuổi theo cứu được Lót và cả dinh Lót trở về, vì Chúa biết Lót. Chúng ta đừng lo rằng Chúa có biết chúng ta hay không. Có khi chúng ta không biết chúng ta có cái điều gì giống Chúa, chúng ta không biết. Mà Chúa biết tạo vật của Ngài. Chúa biết tạo vật của Ngài. Tôi không dám khoe mình. Nhưng khi tôi đến cùng Chúa, tôi đi học với Chúa trong 20 năm qua, tôi kinh nghiệm được. Những gì ngày xưa tôi đã làm đấy, ấy không phải là xác thịt tôi đâu, mà tâm linh tôi. Bởi vì tâm linh ta ra từ Đức Chúa Trời, nó có đủ tất cả mọi thứ của Đức Chúa Trời có. Vì chúng ta là con của Ngài, bởi cái thờ Chúa tạo ra, chúng ta chỉ có năng lực cực nhỏ mà thôi. Nhưng mà chúng ta có cái bổn tánh của cha mình. Nhưng vì tội lỗi của tổ phụ ta là Adam, mà khiến ta bị trói buộc, bị cầm buộc, đến là không có thể hành động được ra thôi. Mà chính tôi là kẻ không được thương xót. Cả cái huyện Gia Lâm đó không thương xót tôi. Người ta đứng qua xem cái ông đại đấy, mình con ông như nào, cười với nhau trần chuồng, nó đứng ở kiến đất đó, không ai can cả, không ai khuyên đâu cả. Nó đi, không ai gọi tôi vào nhà cho miếng cơm nguội không. Biết nó bị bỏ đói, bị xích trong nhà đó mà không ai nó cho. Nó còn dình xe nữa, tôi mà trốn ra ngoài nó về, nó bắt ngay ông đại ơi, cái thằng con ông ấy nó có chìa khóa đấy, nó mở khóa đi cùng đi chơi thôi, ông sẽ về nó chạy vào đó đi. May để tôi bị đánh thêm nữa, họ thích tôi bị chặn đấy. Mà tôi chẳng bao giờ được trả thù. Nhưng khi mình lớn lên rồi, mình kinh nghiệm được khi mình đói thì ao ước cái gì, khi khát ao ước cái gì. Và bắt đầu khi mình vào trong bộ đội, mới bắt đầu mình có cái đặc tính nó trỗi dậy. Khi mình có quyền làm thì mình sẽ làm cho mọi người. Mình có lòng thương xót. Tôi không lười biếng, tôi cảm tạ Chúa điều tôi không lười biếng. Tôi là y tá của một đơn vị 120 người, tức là một đại đội mà thôi. Nhưng mà trong toàn trung đoàn huấn luyện ở Tràng Lương đó, thì đại đội của tôi là có con số ra thao trường cao nhất. Mặc dù cả trung đoàn bị dịch cúm được tàn phá, nhưng mà đại đội của tôi là ít người bị cúm nằm lại tại chạy lắm, tất cả đều ra thao trường. Bởi vì tôi là người chăm sóc đơn vị rất kỹ lưỡng, không có thuốc Azilon của trung đoàn cho thì tôi xin đại đội cho tiền đi mua tỏi về giã vắt lấy nước để gió cho mọi người. Đêm gió hết, tất cả từ đại đội trưởng rửa xuống rửa hết. Rồi cũng là tôi, rồi tôi đi ngủ. Nếu ai chưa rửa chân là tôi bắt dậy, kể cả trung đội trưởng các bạn, tôi thấy chưa rửa chân xuống, rửa chân đi ngủ. Đi đơn vị hành quân vào trong chiến trường, tôi đến từng cái lán của cái đại đội tôi phụ trách. Bỏ bộ đồ xuống là tôi đi, đào hố ngâm chân ngay lập tức. Tôi yêu cầu đã đặt đào chân, đào hố ngay. Và tôi phải thấy chút xíu nữa, sau khi ăn cơm xong, tất cả mọi người phải được ngâm chân. Để nếu họ không nhân, ngày mai tôi khổ. Nó không đi được, tôi phải cõng người ta. Phải ngâm chân, tôi đi một chặng đường 25 cây số. Cho nó ngoài dừ đi, cho bộ đồ nặng nữa. Cho nó ngoài đó, tôi đi, không ngâm chân là bàn chân không cứ nó đi được.
phải đào cái hố xuống, như vậy có bốn người đào một hố. Nào, thì chúa nhật lót cái điêu xuống dưới, rồi đổ nước nóng, bỏ gối vào xuống đó, rồi tất cả bốn người để bốn cặp bàn chân nó xuống đó để ngâm, rồi mát xoa cho người. Thì đi ngủ với con mà sáng mai thì còn không đặt không bị được. Anh ở bên Việt Nam Cộng Hòa có lẽ không có cái việc này. Nhớ bác Việt là có cái đó. Vì anh quân đường Trường Sơn mà không có chân thì không đi được. Như vậy tôi chưa được nghỉ ngơi, tôi đi kiểm tra họ hết. Tôi không chấp nhận cho anh nuôi mua cá ươn về hay thịt yêu về để nấu cho đơn vị. Tôi kiểm tra nó là yêu rồi có mùi rồi, cá ươn rồi, không chấp nhận. Mà không chấp nhận thì cái người đi mua về phải đền tiền. Vì chúng tôi học về cách mua thịt, mua cá ở ngoài chợ đó là phải biết kiểm tra cá nào là tươi hay là cá ươn. Mình phải biết cái mánh của nó, tìm. Mình phải kiểm tra mọi người làm đúng cân nấu đến đầy đủ rồi. Bây giờ tôi mới ra thao trường tôi tập. Rồi tôi biết là đơn vị đến buổi chiều hôm đó là sẽ về, là tôi xin phép tôi cho về trước nửa tiếng. Việc của tôi là về bỏ bao lô xuống cái lán của mình rồi. Tôi ra ngoài rừng cái suối đó là tôi lấy cái cây khô và để bàn tá to lên, một cái chảo thật to lên đó, đổ nước suối vào, nấu lên cho nó sôi. Để những người bị ghẻ, bị hắc lào đó ra đó tắm, kể hết quần áo ra, nhúng vào nước sôi đó luộc để chết các cái nấm ở trong cái đó. Rồi tắm rửa sạch sẽ ở cái suối riêng, không được ở trong cái suối của người lành. Và đến tối đó là tôi phải bôi ghẻ cho họ, bôi thuốc hắc lào cho họ. Bằng mọi giá mình phải có thuốc cho, nếu không có mình phải chết đấy, bằng cây rừng. Tôi không biết đó là lòng thương xót. Tôi làm cách tự nhiên của bản năng mình. Nhưng bây giờ tôi biết đây là con người bên trong mình có lòng thương xót mọi người. Bởi đó khi tôi vào trong những trường, mọi người đều quý tôi. Từ đại tu trường xuống đến người bên dưới đều quý tôi. Bởi vì tôi là người rừng quen rồi, nên luôn luôn đi theo tôi và cứ đi theo anh Long là được ăn. Anh biết có đồ ăn trong rừng, cây nào ăn được, trái nào ăn được, cái dây nào có thể hút nước được. Mà đấy, khát vào trong rừng rồi mà không biết uống ấy, là dây có nước mà chặt là không có nước. Dây có nước dài rồi mà cầm chặt cái này hút hết nước lên trên rồi nước không có được. Mà phải níu nó xuống, chặt cái ngon. Bây giờ chặt cái gốc thì nước ở trên nó xuống, miệng mình uống được. Cái dây rừng đó, mà mình biết cái dây nào. Nhưng sau này mình phát hiện ra cái lòng thương xót mình, thì mình sẽ sẵn sàng giúp đỡ người ta, lo cho người ta. Đó là cái ở trong tâm linh mình. Trở lại với bài đây. Trong đêm đó bọn ác của thành Sodom biết nhà của khách, nên đã đến tìm cách để mà bắt hai người khách đó để hành dâm. Thấy chưa? Nó không thích đàn bà. Lọt đưa hai con gái của mình ra cho bọn đó để thay thế kia, nó chịu mà không. Nếu người không chịu, ta làm nơi luôn. Kinh khủng không? Bọn đồng tính đấy. Chúa sai thiên sứ đến để giải cứu Lót, bởi vì Lót hay thương xót. Sự thương xót của Đức Chúa ban cho người xứng đáng với sự thương xót của Ngài. Như Đức Chúa Giêsu đã phán là phước cho kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Chúa Giêsu không nói tự mình, Ngài nói mọi điều mà nghe Ngài đã nghe Cha nói. Giê-va đưa chỉ công bình cho mọi công việc Ngài. Mặc dù Ngài có quyền làm ơn cho ai Ngài muốn, thì ngay trong ý muốn của Đức Chúa cũng là sự công bình nữa. Nếu chúng ta không hiểu điều này, chúng ta sẽ nói là Chúa ơi, tại sao các bọn ác làm ác như vậy mà Chúa cho nó giàu có vậy? Có rất nhiều điều Chúa trả lời trong Kinh Thánh. Chúa dùng người này để nuôi người kia. Còn Salomon thì ông không hiểu điều này. Ông nói đó là sự hư không. Ông ấy ta thấy có những kẻ làm việc rất là tài giỏi, nhưng mà cuối cùng để của cải những kẻ không làm mà hưởng. Đó là sự hư không. Chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam trước đây đấy, cái người thợ mộc không bao giờ được làm cái giường đẹp. Bởi vì giường mình làm đẹp vừa làm xong có khách đi mua rồi. Cuối cùng cái giường làm bằng cái gạch gỗ tạt đấy, ông ấy thôi lại cho mình dùng tạm. Thế mà có gỗ tốt định làm cho mình hưởng đó, lại người đến mua rồi, năn nỉ mua rồi, thôi vì tiền thôi nó trả nó cao giá cũng bán. Thế chứ nào? Có những người nông dân, những trái họ ăn đấy là trái không ngon, có trái đẹp ngon nhất thì bán cũng có tiền. Nhưng mà đối với chúng ta thì Chúa thương xót chúng ta, Ngài muốn chúng ta trông cậy hoàn toàn nơi Ngài, chính Ngài nuôi chúng ta, Ngài đãi chúng ta. Và hát ngày hôm nay chúng ta rất nhiều bài nó liên quan đến bài này. Tôi chẳng thiếu thốn gì cả vì Ngài đã đứng chăn giữ tôi. Chúng tôi nói cảm ơn Chúa. Con thấy điều đó chưa? Con đến nhà của bạn của con, thấy các bạn của con có điều gì giống nhà mình không? Có thể nó có xe hay xe to, nhà tên mình tên bà lợi, nhưng mà nó không vui mừng không bình an. Còn chúng ta là người không thương mại, không làm ra tiền bạc, nhưng mà Chúa cho ta hưởng rất là tốt. Chúng ta không nói về những người như Ben Hinn mấy chục triệu đô la, hay là ông Al Blucow 1 tỷ đô la. Ông xứng đáng được ông hưởng, còn ông làm sai Chúa cai trị. Nhưng mà đây không phải ông đến cắt đâu, người ta dâng cho ông, đúng chứ nào? Tiền đó là tiền sạch. Còn thấy ông không ban cho ai là quyền của ông với Chúa, không phải của chúng ta. Mà chúng ta tin biết một điều là tất cả chúng tôi đều đến từ Đức Giê-hô-va. Con phải dâng lời cảm ơn Chúa vì con được sinh ra trong nhà của tôi tới Chúa. Con biết cha mình, còn bố không biết cha bố là ai.
chỉ huy tâm linh của Bố là ra từ Đức Chúa Trời, và Chúa đã ban cho Bố một cơ hội để sống ở trong một cái gia đình không thương xót. Nhưng phải vì mình sống ở trong gia đình không thương xót mà mình không thương xót người khác đâu, nhưng mà vì cái hạt giống đó không phải đến từ gia đình đó mà đến từ Đức Chúa Trời. Ngài cho sinh ra ở một người có quyền năng, có sức mạnh, ông ta làm sai, ông ta chịu. Nhưng đến khi mình nhớ ơn của Chúa, mình bẻ gãy xù xả đến từ ông ta và mình được hưởng phước lành của Chúa ban cho mình. Nhưng mà cái điều quan trọng là Chúa đã ban cho cái linh hồn này được sống, được ra từ một con người có quyền thế. Chứ ta cậu thấy biết ông nội tôi là tướng, ông ta là tá. Còn mình là chỉ huy, là người lãnh đạo. Ít nhất là 10 con chiên có là người lãnh đạo, 10 con chiên đúng không nào? Mình không nói nhiều lớn cả, nhưng mà mình là tôi tớ Chúa. Tôi tớ của đấng chí cao là quan trọng như vậy. Chúa đấng bầu luận. Phía đầu thứ 2 đoạn 2 câu 4 của chuyên chép: và nếu Đức Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi thứ tam để chờ sự phán xét. Nếu mà chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời dân đất này, chỉ gìn giữ Noe là thầy giảng đạo của mình với 7 người khác mà thôi. Nếu Ngài đã đoán phạt thành Sodom và Gomorrah hủy phá đi khiến hóa ra cho, để làm gương cho người dân đất về sau, nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo về cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kiêm, vì người của mình này ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình, thì Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ và hình phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó để chờ ngày phán xét. Rõ ràng là Đức Chúa Ba biết Lót, không phải vì cớ ác tham cầu xin thay. Chúa biết, đây là một cái điều rõ rõ ràng là Chúa đã là công bình, nên điều Chúa Giê-xu phán đây không phải là mới, nhưng là ở trong Đức Giê-va. Vì Chúa Giê-xu đến để nói lại những gì mà Đức Giê-va đã làm, Ngài biết rõ ý tưởng của Đức Giê-va. Sự thương xót thuộc về bổn tánh của Đức Giê-va, vì thế cho nên hết thảy tâm linh của loài người đều đã có sự thương xót của Đức Giê-va. Vì tâm linh loài người được tạo nên bởi hơi thở của Đức Giê-va và được tạo nên từ ảnh tượng Ngài. Như cái thánh đã chép ở trong sách Gióp đoạn 32 câu 8 như sau: nhưng có thần linh ở trong loài người và hơi thở của đấng toàn năng cho chúng sự khôn sáng. Gióp đoạn 33 câu 4 chép: thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, hơi thở của đấng toàn năng ban cho tôi sự sống. Thi Thiên đoạn 8 câu 4 Đức Chúa chép: loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con là người là chi mà Chúa thăm viếng nó. Chúa làm người kém Đức Trời một chút, đổi cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người, cả loài chiên, loài bò, đến nơi các thú rừng, chim trời và các biển, cùng phàm vật gì đổ đi các lưới biển. Hỡi Đức Giê-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trên đất. Bây giờ chúng ta đang nói về lý lịch của mình, chúng ta phải luôn nhớ lại lý lịch của mình. Giấy khai sinh chúng ta được lời Chúa chép cho ta là chúng ta bởi hơi thở của Đức Giê-va mà được dựng nên. Chúng ta có đủ tất cả mọi đặc tính bổn tánh của Đức Giê-va. Nó bị hạm nghe, bị che giấu đi bởi tội lỗi của Adam, nên sao thì chúng ta bị cầm buộc. Như vậy thì chúng ta có thể phục hồi lại toàn bộ nếu ta tin vào lời Chúa đã phán và làm theo lời của Ngài. Thì bây giờ những gì thuộc về Đức Giê-va chúng ta sẽ được phục hồi lại cái chức năng của nó. Thi Thiên ở 33 câu 1 được có chi tiết: hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-va, sự người khen đáng cho người ngay thẳng. Hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Giê-va, hãy dùng đàn sắt 10 dây mà hát ngợi khen Ngài, hát cho Ngài một bài ca mới và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng. Vì lời Đức Giê-va là ngay thẳng, cái việc Ngài làm đều cách thành tín. Ngài chuộng sự công bình và sự chánh trực, đất đầy dẫy sự nhân từ của Đức Giê-va. Các tầng trời được lớn lên bởi lời Đức Giê-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Ngài thâu các nước biển lại thành như đấm, và chứa những nước sâu trong chỗ chứa. Khắp thiên hạ khá kinh sợ Đức Giê-va, các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài, vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài biểu thì việc bền đứng vững bền. Câu cuối cùng câu 9: vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài biểu thì vẫn bền đứng vững bền. Ngày nay Ngài phán qua các tôi tớ của Ngài. Chúng ta là tôi tớ của Đức Giê-va. Trong danh của Chúa Giê-xu chúng ta được đồng cai trị với Ngài, vì Ngài là vua của các vua, là Chúa của các chúa, vì chúng ta sứ giả. Khi Chúa đã bảo ta nói là chúng ta sẽ nói. Chúa nên gây dựng chúng ta một cái lòng thương xót, phải hay thương xót, vì cha chúng ta là Đức Giê-va đó là hay thương xót. Các đặc tính như nhân từ, thương xót, chậm giận, nhu mì, hiền lành, thành tín, yêu thương là thuộc về Đức Giê-va. Vì chính Giê-va đã phán cho Môi-se biết danh của Ngài, khi nói đến danh là gì? Uy quyền, bổn tánh, sự tôn trọng. Xuất Y-tô ký đoạn 34 câu 5 câu 7 chép: Đức Giê-va ngự xuống cho đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người hô rằng: Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều dân ác tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phải đến con cháu trải 3-4 đời. Đây là những điều căn bản tôi tớ của Chúa, những kẻ sẽ làm chức vụ thầy tớ nhà vua phải nhớ.
Tất cả mọi lời tiên tri lời Chúa nói ra đều căn cứ vào cái điều này. Nó là nền tảng. Bất cứ người nào có những đặc tính này ở trong người đang hoạt động ở trên đời này, nhưng mà vì họ chưa biết Chúa, chưa biết là thật, họ bị đè nén, bị áp bức, ma quỷ ghét họ. Nếu như là bất cứ một người nào bị tấn công, gặp yếu khăn là vì ma quỷ sợ những kẻ đó. Nó sợ tâm linh của người đó. Một khi Chúa dạy này, chúng nó sẽ bị bại. Vì nó sợ, hết thì cách để trói buộc người đó, đưa ra vào cái bẫy tổ chức của xác định để chói buộc tâm linh của người đó. Ma quỷ biết rõ ai là người có thể dây đạt của nó. Nó tìm cách để trói buộc người đó trong rồi đổi. Bởi vì khi chúng ta Thiên Chúa phủ Chúa, Chúa biết được kẻ đó, thì khi nhìn người đó đổi dạng sao? Đừng nghĩ đến, quên nó đi, nghe tiếng Chúa phán. Chúa phán giải cứu nó. Anh là người về này biết có những đặc tính ở trong người đó vẫn không chết, nó vẫn hành động trong đất này, Ngài thương xót. Chúng ta không nhìn vào công việc hiện tại mà đang làm. Chúa nhìn người về trong, Chúa chọn. Và bữa đó sẽ có những kỳ chúng ta không thể ngờ được, có những kẻ ngày hôm nay đang làm điều ác, nhưng mà đến kỳ đấy thì Chúa khiến người đó được phục hồi lại quyền làm con Ngài. Môi-se là người có lòng hay thương xót. Và Đức Giê-hô-va biết danh của Môi-se. Có nghĩa là Đức Giê-hô-va biết bổn tánh của Môi-se và Ngài đã chọn Môi-se để dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Có thể biết một bằng chứng nào mà chứng minh rằng Đức Giê-hô-va biết danh Môi-se thì danh của Môi-se có lòng thương xót? Ông biết ông người Hê-bơ-rơ. Mà thấy cái người Hê-bơ-rơ đã bị hành hạ, ông đã bênh vực. Và ông không có ý giết người, mà khi ông nặng tay kẻ đó chết. Điều ý là ông biết ông người Hê-bơ-rơ, ông tôn trọng dân tộc mình, ông có lòng thương xót về dân tộc mình, bởi vì dân tộc đó bị hại ấy. Mặc dù ông đang làm con nuôi của công chúa, ông được hưởng sự vinh hiển, ông không ích kỷ. Sao là quên mình đi vì cớ tông tộc mình? Phao-lô có đức tin này, ông vì cớ một số người Israel trong tông tộc ông đó, ông cố gắng hết sức để cứu họ. Biết không, họ có thể ném đá không? Ông đã tự mình ném đá rồi, họ tưởng chết rồi nó bỏ. Chúa dùng sự chết của ông đó đưa ông về thiên đàng để thấy điều ông cần phải biết. Phao-lô có sự tưởng xót. Và bữa đó, trong bất cứ lúc nào Phao-lô làm việc, Phao-lô cũng cầu nguyện. Dùng tâm linh của mình cầu nguyện cho tất cả các nơi mà Chúa cảm động ông cầu nguyện. Là người bởi hơi thở của Đức Giê-hô-va mà được dựng nên, nên khi còn ở trong Đức Chúa Trời thì là người có đủ mọi sự như Đức Chúa Trời có. Nhưng khi người ta được sanh ra trong xác thịt của loài người, tức là loài sau khi Adam phạm tội ăn trái cây biết được thiện và ác đó, thì các bổn tánh mà là người vốn có như Đức Chúa đã có đó đều bị quyền lực ma quỷ hạ mép, không thể hoạt động được tự do theo ý mình nữa. Tức là tâm linh không hoạt động để cai trị xác thịt mình nữa. Điều đó không có nghĩa là người ta không thể cai trị được xác thịt mình, mà do chính tâm linh của mỗi người phải nhận biết thân phận mình mà Chúa dạy quản trị xác thịt mình theo như Đức Chúa Trời đã định cho là người phải quản trị những sự thuộc về đất vậy. Con cái của Ai Khanh là bạn của Bùi Vân, đây là Thái An. Lần đầu tiên tôi đến nhà đó để ăn cơm với gia đình của Bùi Quốc Đạm, thì hôm đó là Bùi Quốc Đạm mê nói chuyện với tôi. Thế Thái An đến thì tôi mới sờ lưng nó, thấy nó rát nhăn, nó như là con trâu mà xuống bùn nó tắm thì nó lên nó bị khô đấy. Cái da của nó còn nhát hơn da con rắn. Tôi tại sao như vậy? Bùi Quốc Đạm nó bị bệnh từ nhỏ đấy, nó bị bệnh từ nhỏ đấy. Thế để bác cầu nguyện cho, thôi sức dầu lên cầu nguyện cho đứa bé đó, chúc phước cho nó. Một tuần sau tôi mời Bùi Quốc Đạm đến nhà tôi ăn sò, sò luộc. Tôi không biết rằng Thái An này khi trước đó hễ ăn một con sò thôi, một cái đau biển thôi là dị ứng cả người phải đến bệnh viện. Chính tay tôi lột ra đến bảy con sò rất là ngon đưa cho nó ăn. Bùi Quốc Đạm và Thái Khanh ngồi đó nhìn khối miếng cam, tôi cứ cho ăn thôi, ăn bình thường ngon lành chẳng sao cả. Ăn xong rồi hai vợ chồng nói cảm ơn Chúa cho nó được lành rồi. Thì khi anh Thành cầu nguyện cho nó bây giờ là nó khác, toàn bộ cái da vảy của nó là hết sạch luôn, hết sạch luôn, và không còn một cái bệnh nào. Ngày xưa là ăn đồ biển và làm gì ứng được hết. Cái lời chủ nguyện chúc phước của người có đức tin, người công bình á, linh nghiệm nhiều, đúng như vậy. Mình có lòng thương xót, mình nguyện trong lòng thương xót. Đến khi tôi đi cầu nguyện ở các cái làng, tôi giảng từ Bảo Lộc Thiên Lâm Đồng ấy, mà làng có đông người, thì đầu tiên tôi cầu nguyện cho các con trẻ trước đó, bởi vì hay quấy nhiễu. Tôi chúc phước cho các con trẻ, tất cả con trẻ tôi đều cầu nguyện chúc phước cho chúng nó. Rồi sau đó cầu nguyện đến những người già, người già, rồi bắt đầu đến người nữ, rồi đến người nam, đúng như vậy. Và phép lạ xảy ra, vì Chúa thương xót, ơn của Chúa là để giải cứu, giải phóng, giải thoát, không phải làm để phép lạ để người ta biết mình là người của Chúa đâu, không, để giải cứu, giải phóng, giải thoát và chữa lành. Tôi dấu hiệu của sự cứu chuộc mà tôi nói là của Chúa là phải có ơn đó, nhưng mà ơn Chúa mang cho kẻ kiêu ngạo, tôi biết điều đó. Và cảm ơn Chúa là mình có lòng thương xót nên cầu nguyện cho đứa trẻ nào, Chúa cũng làm ơn cho những đứa trẻ đó. Chốt trở lại bài. Khi 10 trong 12 thám tử
mà Môi-se đã vâng theo mệnh lệnh Đức Giê-hô-va sai đi do tham sứ Canaan. Khi trở về thì phao phản khiến cho dân Israel mất đức tin. Họ la lên, họ làm một oán trách Môi-se, oán trách Aaron. Mà khi Caleb và Joshua đứng dậy để can ngăn họ, khuyên họ, họ toàn ném đá hai bể luôn. Nên Chúa xuất hiện ra, Ngài muốn trừng phạt họ luôn. Nhưng chúng ta xem Chúa làm, Chúa phán với lại Môi-se như này: dân này khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào, mà dầu các phép lạ ta làm giữa chúng nó, ta sẽ giáng cho nó sự này dịch lệ và tiêu diệt phần cơ nghiệp của nó đi. Nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn hơn và mạnh hơn nó. Dân được ký đoạn 14 câu 12. Nhưng mà Môi-se được cầu xin Đức Giê-hô-va, ông nói như là Môi-se từ cùng Đức Giê-hô-va rằng: dân giữa Ê-díp-tô có hay rằng Chúa cậy quyền năng Chúa đem dân này ra khỏi họ và có thuật điều đó cho dân xứ này? Ôi Đức Giê-hô-va, người ta biết rằng Chúa ngự giữa dân này, Chúa hiện ra cho mắt chúng thấy trụ mây Chúa ở trên dân này, và Chúa đi trước ban ngày trong một trụ mây, ban đêm trong một trụ lửa. Nếu Chúa giết dân này như thể giết một người, thì các nước đã nghe nói về Chúa sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va không thể dẫn dân này vào xứ mà Ngài đã thề ban cho. Bởi cái đó Ngài giết chết chúng nó trong vùng vắng. Và bây giờ tôi xin quyền năng của Chúa hiện ra cách oai nghiêm, như Chúa đã nói rằng Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn, hay xá điều gian ác và tội lỗi, nhưng không kể cả có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt con cháu trải bao bốn đời. Tôi xin Chúa tha tội gian ác của dân này tùy theo ơn lớn của Chúa, như Chúa đã tha từ xứ Ê-tô đến đây. Dân ký 14 câu 13 đến 9. Ông càn gián. Mặc dù Chúa có phán là Chúa sẽ làm cho Môi-se trở nên một dân lớn hơn dân này, nhưng mà Môi-se không lý vào chữ đó. Ông thương xót dân này. Sự thương xót khiến ông dạn dĩ càn gián Chúa. Không phải lần đầu tiên ông càn gián Chúa tha thứ cho. Và Đức Giê-hô-va đã nhận lời cầu xin của Môi-se và tha thứ cho dân Israel. Điều đó có nghĩa là người nào có lòng hay thương xót, khi làm sự thương xót cho những người khác, thì qua việc cầu xin Giê-hô-va trời tha thứ cho, thì lời cầu xin của người đó sẽ được Giê-hô-va Đức Trời nhận. Đức Giê-hô-va đã phán với tiên tri Ê-chê-chiên như sau: hỡi con người, hãy nói cùng nó rằng mày là đất chẳng được tẩy sạch, nơi ngày thành nộ chẳng được mưa rào. Những tiên tri của nó lập mưu giữa nó như sư tử hay gầm cắn xé mồi của nó. Chúng nó nuốt các linh hồn, cướp đi của cải và những vật quý, làm cho kẻ quá bụa thêm nhiều ra giữa thành. Các thầy tế lễ phạm pháp luật ta, làm dơ vật thánh ta, chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục, chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch. Nhắm mắt chẳng xem các ngày Sa-bát của ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó. Các quan trưởng ở giữa chúng nó giống như muông sói xé mồi, chỉ lo làm đổ máu, làm mất linh hồn để được lợi bất nghĩa. Các tiên tri nó dùng bùn không pha rơm chết cho chúng nó, thế sự hiện thấy giả dối, bói khoa sự dối cho chúng nó, mà rằng Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Xong Đức Giê-hô-va chưa hề phán. Dân trong đất làm sự bạo ngược, phạm sự trộm cướp, khuấy rối kẻ nghèo nàn thiếu thốn, và ức hiếp người trú ngụ cách trái phép. Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó đang xây lại tường thành vì đất mà đứng chỗ sức mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy nó, song ta chẳng tìm được một ai. Vì nên ta đổ cơn thành nộ trên chúng nó và lấy lửa giận của ta đốt chúng nó. Ta đã làm cho đường lối của chúng nó lại đổ về trên đầu chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ê-chê-chiên 22 câu 4 đến 31. Chỉ cần một người thôi, nhưng người đó là ai? Chắc chắn là có lòng thương xót. Giô-na không có lòng thương xót, ông có sự công bình. Ông biết tội lỗi của ông nên bão đổ lên, nếu ông bán người trong thuyền rồi, các người ném tài xuống biển đi thì các người sẽ thoát. Ông biết được công bình, nhưng mà ông không muốn thành Ninive được thương xót. Thế ông ngồi đấy chờ xem, ông mong rằng Chúa sẽ giáng tai họa cho cái thành Ninive giống như Ngài làm cho Sodom và Gomorrah. Ngày nay Chúa dạy chúng ta rất kỹ, Ngài đang thắp sáng cái ngọn đèn của chúng ta, cái phần thương xót chúng ta bị quên đi, chúng ta không đầu tư vào. Sự thương xót không chỉ nói là ô tô thương xót người đó, ô tương thương quá, không nói kinh nghiệm, mà là hành động. Dù không nói sự ra, nhưng mà Chúa biết. Hành động đó Chúa biết, không để tỏ cho ta biết, nhưng mà Chúa biết. Khi Đức Chúa Su phán rằng phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót, ấy là Ngài đang nhắc lại cho tâm linh của hết thảy những người đang nghe Ngài giảng phải nhận biết trách nhiệm của mình. Đó là người ta phải có lòng hay thương xót, hầu cho linh hồn của họ cũng sẽ được thương xót, vì đó là luật công bình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đã giao giảng các mệnh lệnh của Ngài, nhưng không phải cho là người xác thịt, nhưng cho linh hồn của người ta. Vì thế cho nên Ngài đến thế gian để cứu chuộc được người, không phải là thân thể xác thịt người ta. Nhưng Ngài là phán rằng ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng nghe chi. Nhưng lời ta phán cùng với ngươi đều là thần linh và sự sống. Giao đoạn 6 câu 3. Nếu như tất cả cái lời mà Chúa đã phán ra ấy chẳng phải chỉ là giảng mà thôi, ấy là đang thắp lại ngọn đèn của chúng ta. Chúng ta có tin điều đó đang làm ở đây, Chúa đã làm việc lạ lùng không?
Cái này là cái gì nhỉ? Cái sạc không dây. Lời Chúa phán trong không gian chúng ta nghe không có dây chuyền của chúng ta. Nhưng mà cái phone này nó là cấu tạo để làm bằng cái này. Khi cắm cái này vào cục điện, rồi cái này bỏ lên đó, tôi chẳng cắm gì vào đó cả, nó cũng sẽ nạp điện vào. Để gần cái cục điện đó là nó nhất điện vào trong khoảng pin vào đó, nạp pin, nạp điện cho nó. Nếu chúng ta nghe Thiên Chúa mà biết ý kiến rằng Ngài giảng để thắp đèn chúng ta thì chúng ta không lơ đãng. Ví dụ nếu cắm ở đây rồi mà chúng ta để bên cạnh đây nó không sáng, không sáng. Để như thế này nó mới sáng. Để thế này cũng được, để thế này cũng được, để thế cũng được. Nhưng mà để thế này không được. Thế là để đúng hướng của nó thì nó sẽ sáng. Vậy khi ta nghe lời Chúa, chúng ta phải hướng làm chúng ta về cái điều Chúa phán để hiểu rằng đây là Ngài đang thắp cái đoàn đèn chúng ta. Lời Chúa là nguyên liệu, là sự sáng nạp cho ngọn đèn chúng ta, cho chúng ta nó sáng lên. Vì ta tin, nghĩ và amen Chúa ơi, xin thắp ngọn đèn của Ngài trong con lên. Cho chú ý nghe, tiếp nhận cho mình, nó sẽ sáng. Và bây giờ khi ta trở về, nó sẽ nói chúng ta. Trong giấc ngủ chúng ta, hoặc là sáng ngày chúng ta làm điều gì đó, nó nhắc ta nhớ cái điều chúng ta vừa dạy đó, Chúa vừa dạy đó, là làm công việc của Ngài. Anh em hiểu không? Kính thế, Chúa thắp ngọn đèn tôi, Chúa soi sáng tâm linh tôi. Đấy là lời Chúa phán. Nên chúng ta ai có tâm mà nghe hay nghe. Ai cũng biết thế đưa vào đây vào đó, nó sẽ sáng. Tất cả điều gì mà người đang chế tạo đến ngày sau đó này đều liên quan đến lời Chúa đã phán, khả năng Chúa đã làm cho người. Người ta không để ý. Mà tôi để ý vào tất cả điều Chúa làm thôi. Tôi nghĩ tất cả mọi sự người ta làm đều bắt chước Chúa hết. Cái máy ảnh cũng vậy thôi, cứ tất cả đều bắt chước công việc của Chúa cả. Có mắt Chúa dựng để chúng ta. Cái tai nghe gọi cái miệng cũng vậy. Cái lòng chúng ta, bộ nhớ chúng ta, con chip cũng vậy. Chúa mở rộng chúng ta ra để ta hiểu được ý của Ngài. Trách nhiệm của đời của chúng ta là phải làm sáng danh Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta phải làm sáng danh Đức Chúa Trời? Tôi tạ ơn Chúa. Tôi biết là mà tôi là người bé nhỏ nhất, mà người đặc biệt nhất. Mà người ta ở Đầm Hà thì nói tiếng quê thì hơi nói ngọng. Thế bảo cái thằng này người Hà Lan Hà Lộ mà làm cái gì cũng giỏi. Hà Lan Hà Lộ. Nói người Việt, người Hà Nội nó vậy đó. Nói cái giọng đó ông hiểu. Thật vậy thôi, Hà Lan Hà Lộ. Nói ngọng. Nhưng cái gì tôi cũng biết cả. Bởi vì tôi thương bố mẹ thôi. Tôi thương cái em thôi. Tôi thấy ba tôi làm đột quỵ quá, gầy nhò, gánh nước khó chịu quá. Bà ai xuống thị trấn ba làm. Ba làm xe đạp đi đó, ba kiếm tiền để mua thóc cho ba được làm, để con làm được rồi. Còn đi rừng kiếm củi thì con lo. Trong 3 năm liên tục, từ năm 15, 16, 17 tôi đi đấy. 3 năm đó tôi làm tất cả việc của gia đình rồi. Bố tôi chỉ có ở dưới huyện để làm chỗ xe mà lấy tiền thôi. Còn tôi làm tất cả ruộng ở nhà, bao nhiêu luống rau, bao nhiêu cái gốc cây là tôi phải tưới là tôi hết. Đến 30 cái nước một buổi tối có bị xe mình đánh từ dưới này, một cái bực cao đây. Thế mà tầng dưới này, tầng dưới này, đến là tầng trên này. Dốc như vậy đang đánh được mà về tưới rau, tức là khoảng 100 mét. 30 cái như vậy tôi bị tính này. 100 mét bao nhiêu cái số đó? 3 cái số. Mà liên tục như vậy để tưới bao nhiêu rau, đâu vừa với cái mẹ tôi không làm được, mẹ tôi có cái nhỏ. Nhưng mà mình tự hào lắm. Vì Chúa đãi ngộ mình, về nhà cả nhà cũng biết tôi. Thế cuối cùng mọi người đều khi gặp ba tôi đều nói ông có phước, ông đi bấy nhiêu năm rồi, 65 tuổi về đất này bây giờ có thằng con đỡ đần cũng hay. Mình phải làm sáng danh đứng nuôi đứng đứng mình chứ. Tôi không biết ba tôi hồi đó là ba tôi là ba nuôi, tôi không biết. Dù ngày xưa còn nhỏ tôi bị đánh đòn nhiều thì tôi bảo lại mình hư chắc đánh tôi thôi, không ghét mình bỏ qua rất là nhanh, không nhớ gì đó. Nhưng mà khi mình về có cơ hội thì mình làm tất cả mọi sự, mình muốn cha mình được vui lòng. Và cuối cùng tôi không phải là con của ông sinh ra, nhưng mà tôi lại là niềm tự hào của ông. Chú biết cái lòng của mình thương xót cha mẹ mình, các em của mình, lên Ngài thương xót họ. Chúa công bình mà, họ không được cứu rỗi thôi, nhưng mà Chúa cũng thương xót. Mình phải làm sáng danh đấng đã tạo dựng mình. Bất cứ ở đâu tôi xưng Chúa là, tôi nói về Chúa là cho người ta. Và tôi làm chứng giải dĩ bất cứ chỗ nào. Người ta còn nghe là tôi nói tiếp, tôi nói những điều không phải để khoe về Chúa. Nói cho thấy họ là con của Chúa, tâm linh ta là con của Chúa. Chúa đến để cứu chúng ta, phải tên Ngài là vậy, danh Ngài là vậy, phải tin Ngài để cứu. Tôi đến cửa tiệm mua hàng xong ra, thấy cái nhà bên cạnh đang làm cái ông già hô 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 hô. Tôi bảo các người muốn làm trò gì đây? Có biết cái này cái gì không? Đang nhà bán Chúa tôi. Noel là cái gì? Noel tiếng Pháp là Giáng sinh. Ai Giáng sinh? Chúa Giêsu Giáng sinh. Thế đến làm gì? Để cứu chuộc loài người. Các người muốn sự đột giá thì các người làm điều này ở cửa. Thì sự giá với vô. Vì các người đang nhà bán Đức Chúa Trời trí cao. Vậy em đâu có biết đâu, cái này tại ông chủ thôi. Và nói ông chủ biết rồi. Cô làm cái việc đây mà cô có làm tiếp điều này đó. Nói chung chủ biết rồi, làm việc là sai. Tôi nói thẳng chứ biết đi. Không sợ họ, nhắc cho họ biết. Vì mình không muốn họ bị tai họa.
Trách nhiệm của tôi mình là người là phải làm sáng danh Đức Chúa Trời thông qua việc bày tỏ sự sáng thật có ở trong lòng mình. Mà sự sáng đó không phải chỉ là sự công bố lời của Đức Trời mà thôi, mà còn là bỏ ra bổn tánh của Đức Trời đang có ở trong mình. Mà sao anh nóng nảy vậy? Tôi ghen cho cha tôi. Cái người này ăn của Chúa, uống nước của Chúa, thở hơi của Chúa mà không thờ phượng Chúa là chết. Cái muốn chết nữa sao? Tôi ngày xưa không giống quý vị, nhưng khi Chúa trùng chiếc ba tỏ tôi, Chúa đưa tôi vào địa ngục, thấy địa ngục. Những ai trong đó? Chúa đưa xuống âm phủ, nơi linh hồn của những người đã chết không được cứu đã ở trên đó. Rồi Chúa tôi vào trên thang, bây giờ Chúa bảo tôi đi, nói là biết phải trở lại với Chúa. Giảng cho như sấm truyền để ấn tượng rằng tin Chúa là phương pháp cuối cùng tốt nhất, phải cố gắng làm được không thể chết. Phải cho họ đang ở trong sự chết mà không biết. Họ là con Đức Trời và Đức Trời đã đến thì cứu họ rồi, bây giờ không tiếp nhận được ngài là chết. Ma quỷ đã sợ lúc đó không dám tấn công mình, vì nó biết thiên sứ của Chúa ở cạnh mình. Nó biết, và khi thần của Chúa ở cạnh là tôi nói không sợ ai hết. Ở Phú Nhuận có hai công an đến, một của cái khu vực đến giới thiệu, một anh được an ninh đến giới thiệu. Và nhà tôi nói anh yên tâm đi, tôi là người giảng tin lành, tôi dạy sự của Chúa và làm cái pháp của Chúa lên đây. Anh đọc đi, tôi chỉ cho ông ta thấy, hai người nó thấy cái tranh thành Chúa xem. Tôi nói liên tục cho ông nghe, cũng không nói được tôi gì cả. Gần tiếng hồn đứng rồi, tôi bảo thôi hôm nay cảm ơn anh tiếp chúng tôi, nó nào nếu có gì thì cho anh tôi đưa ra cái thẻ business, thấy không? Vâng, ok đi. Không nói được gì cả, tôi nói. Thôi đấy, bất luận gặp thời hay không gặp thời đó là phải nói. Họ không thể nói được gì nữa thôi. Không chối bỏ, không nói dối, không nói thẳng tôi là người giảng tin này, tôi dạy sự của Chúa là phải tôn trọng đức cầm quyền trên mình, bởi vì các anh cũng vậy, các anh đáng được cứu. Nói luôn, không nói họ có tội mà họ đáng được cứu. Giăng đoạn 14 câu 11 đến 17 chép: khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta, thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc của ta. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta cầu xin điều chi, ta sẽ làm cho. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì gìn giữ các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, ngài sẽ ban cho ngươi một đấng yên ủi khác, để ở với ngươi đời đời. Tức là thật là thật, mà thế gian không thể nhận lấy được, vì chẳng thấy và chẳng bên ngài. Nhưng các ngươi biết ngài, thì ngài vẫn ở với các ngươi, và sẽ ở trong các ngươi. Nếu người tin Chúa mà không có lòng thương xót, thì ấy không thể nào làm môn đồ của Đức Chúa Giêsu được. Là vì sao? Vì họ có sự thương xót của Chúa ở trong tâm linh mình mà không hành động. Điều đó là tự người đó chối bỏ quyền làm con kế tự Đức Chúa Trời, ngài từ bỏ người đó. Bởi vì bồn tánh của Đức Giê-va là trận nóng giận, đầy sự điện tử, rồi lòng thương xót, và hay để ý sự giáng thế bạn, và ngài là sự yêu thương. Là con của Đức Chúa Trời xuống thế gian này thì phải trỗi dậy để các chị sát tình mình. Thế là người đó, chính người đó đang thương xót mình. Nếu mà người đó bỏ sự thương xót đi và đồng lõa với sát thịt mình, thì người đó đang làm điều ác. Nó không thương xót chính nó, làm sao nó thương xót người ta được? Chúa không bao giờ cung cấp ân tứ, quyền năng, sự dụng của ngài cho kẻ ác. Nó phải từ bỏ điều ác đi để sự tốt lành vốn có ở trong nó phải trỗi dậy để làm công việc của Đức Chúa Trời. Bởi đó tất cả mọi người trên đất này nếu không trở lại cùng Chúa sẽ bị diệt, bởi vì nó không muốn trở về với Đức Chúa Trời mà nó muốn làm công việc của ma quỷ. Bởi chúng ta phải được thương xót. Khi Chúa phán phước cho kẻ có lòng hay thương xót, vì sự thương xót, điều đó có làm có điều kiện. Nếu người ta vốn có sự thương xót ở trong mình mà không sử dụng nó để làm sáng lên Chúa, để làm công việc của mình, thì người đó không hưởng sự thương xót của Đức Chúa Trời. Ê-sai đoạn 61 câu 1 câu 3 chép này: thần của Chúa Giê-va ngự trên ta, vì Đức Giê-va đã sức dầu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-va và ngày báo thù của Đức Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban đao hoa cho kẻ buồn rầu ở Sion thay vì cho bụi, ban giờ vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-va đã trồng để được vinh hiển. Bốn câu này cho ta biết cái mục tiêu Chúa nghiên cứu là những kẻ vốn là con Đức Trời mà có những cái điều này đang chịu đây, ngài ban lại cho những kẻ đó. Không phải là muốn ban là ban đâu, có lý do hết đấy. Nhưng kẻ này là kẻ vẫn biết mình ra từ Đức Chúa Trời. Nếu có thể thương xót đồng loại mình, yêu thương đồng loại mình, giúp đỡ đồng loại mình, Chúa biết hết, ngài không bỏ qua. Vì chức vụ Chúa sức dầu cho sẽ làm công việc này, để đi cứu những kẻ đang bị áp bức đó. Đi cứu bằng cách nào? Ngày đấy bác sĩ đi làm, chọn bác sĩ là bởi vì được dây vọng, đi nhiều tiền. Trong quá khứ thì không, đi làm bác sĩ không phải là nhiều tiền hơn người khác đâu, mà trách nhiệm cao hơn.
làm công nhân cực nhọc lên vất vả cái giá trị thôi, nhưng không có lo trách nhiệm tính mạng. Những bác sĩ ở đó tính nhiệm tính mạng nằm đè lắm quý vị. Nhưng mà Chúa lại khiến tôi làm công việc này như lại chẳng ý thích gì nghề đâu cả. Vậy mà bộ đội được 7 ngày rồi chú làm gì không? Y tá đi bộ đi suốt vào cái trường đó rồi. Đi 2 ngày mới tới. Vừa đi vừa khóc bởi vì cái chân mình đau chênh quên bao giờ cả. Mà hồi chưa phát thầy bộ đội đi ba ta của mình đi. Chưa được phát thầy. Đi lên cứ tìm cái vệ thầy có một chút nào gồ gồ lên. Đặt cái bàn để nó lõm cái gan bàn chân này nó khỏi đau. Vừa đi vừa khóc. Bé nhận thân mình. Nhưng vào đây học rồi bắt đầu chú khiến cái miếng đầu thương xót. Lạ lùng quý vị. Nếu một bác sĩ không có tâm thương xót nguy hiểm lắm quý vị, làm vô trách nhiệm, vô trách nhiệm. Nếu không phải tình cờ ngẫu nhiên khi tôi nói ra, ai đó bây giờ nghe cuốn băng của tôi có thể nói tôi nói nó bắt là nó phép. Vì tôi đi y tá như là tôi làm trưởng phòng mổ, và Đoàn Thanh Tân là giáo sư của cái ngành gây mê của toàn y tế miền Bắc, phải đến từ Hà Nội xuống tận Móng Cái đó hỏi tôi lý do nào khiến tôi đã có kế hoạch gây mê thành công cái ca mổ quan trọng 3 tiếng liên tục như vậy. Và không thể tưởng tượng được, bởi vì trong lịch sử y tế miền Bắc chưa ai làm công việc như thế này mà tôi làm được. Không phải tôi đâu, tại vì tôi nhờ cái cuốn đào tạo bác sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, do một người y sĩ của Việt Nam Cộng Hòa có người nhà cán bộ cách mạng ở ngoài Bắc ra ngoài Bắc thẳng không bị cải tạo, nên đến nhà cạnh nhà tôi nghe thấy tôi chơi nhạc của Mỹ. Ông hỏi lạ luôn tại sao cán bộ nhà nước đây có thể nghe nhạc nhẹ của Mỹ thế này. Ông sang thăm tôi thấy ảnh tôi để trung sĩ quân y trên cái bộ áo quân phục đó, bảo anh quân là quân y à, quân tôi quân y, mày làm gì? Tôi y tá gì? Tôi y tá BB. Bảo thế à, thầy đã nói chuyện với tôi về ngành cái ngành là BB rồi anh trở nhà anh sang tôi biểu tôi cái cuốn sách đó. Tôi mê quá, thích quá, tài liệu này quý vô cùng, quý nó hiện đại hơn của Việt Nam bác Việt nhiều. Nhờ cuốn sách đó, kỹ thuật đó mà tôi làm thành công việc này. Tôi phải nói rằng không phải tại tôi, Chúa cung cấp và tôi làm công việc đó. Nhưng mà để có thể làm được phải có lòng thương xót, mình mới tập trung kỹ lưỡng được. Tại vì sai một ly là đi một dặm, sự sống của nó trong tay mình, oxy, huyết áp, mạch, mình sử dụng thuốc nào lúc nào, thời cơ như thế nào đó để phối hợp với bác sĩ khi mổ phụ tạng người ta. Chút nào khâu, lúc nào móc, lúc nào tìm, lúc nào hút máu, mình phải phối hợp như là mình là mổ chính ấy. Bác sĩ hoàn toàn phó thác sự sống của cái người bệnh nhân ở trong tay rồi. Tôi cai trị hai người kỹ thuật viên trung cấp, cao hơn cấp của tôi nhưng mà kinh nghiệm không của tôi. Thì tôi là trưởng bộ, tôi là gây mê, phải làm được. Mình phát hiện được ra Chúa đang đào tạo mình, vì Chúa biết mình cái ngành có lòng thương xót thì Chúa đưa mình vào cái ngành này để làm được đó. Đến mức độ bác sĩ mổ nói là mổ ca nặng này mà không có thằng lòng nhà là tôi chuyển đi vào tỉnh thôi, không thể mổ được. Nhưng có nào nhà tôi yên tâm để mổ. Rồi ông nói xong rồi đang mổ này, cậu lao hôm nay trực cả lại cho tôi nhé. Vâng, không dám ai cả được, vì tôi lo luôn, vì tôi cái phòng phẫu thuật ngay cạnh cái phòng mổ. Tôi chỉ hai ba bước thôi, tôi sử dụng tất cả cái thiết bị máy của cái phòng mổ đó để được cấp cứu khi chưa có ai đến kịp. Tôi vẫn cứ bảo đảm sự sống cho người ta được, tôi có thể bảo đảm sự sống cho người đó liên tục cho khi bác sĩ vào mổ. Vì tôi có thể dùng thuốc theo quyền của tôi có và oxy của tôi có để cho duy trì sống con người. Như thế tôi đã nói về đề là có lòng thương xót, có lòng thương xót thì người ta tiết kiệm từng xê xây máu một. Quý vị, tôi học được điều này. Bác sĩ đỡ đẻ, khi thai phụ yếu gầy mòn, khi đứa trẻ mới sinh ra, ông bảo đừng cắt rốn vội, chờ đến cái rau thai bong ra rồi, bắt đầu cầm cái rau thai cao lên, ép nhẹ rau thai đó để truyền cái máu xuống cho thằng bé, rồi tuốt dần qua cái cuốn rốn đó xuống đến tiết kiệm 1 cc máu thôi, 1 ml máu thôi là quý lắm rồi, vì đứa trẻ nó có 2 kg mà 1 cc máu là rất là quý rồi. Nên ép cái máu ở trong cái rau thai xuống rồi qua cuốn rốn ép vào rồi bắt đầu kẹp lại cắt cái cuốn rốn, làm sao đó để đứa bé nó có thêm máu cho nó năng lượng, bởi vì mẹ nó quá yếu. Cái lòng thương xót không làm theo thủ tục, không làm trong xong công việc mà làm đúng cái tương tâm của người đó. Để chúng ta thấy ra rằng Chúa có lòng thương xót nên chúng ta phải có lòng thương xót, và sự thương xót đó bởi có hành động của chúng ta. Khi các môn đồ của Chúa Giêsu theo Chúa Giêsu, và lần đó Chúa Giêsu cùng các môn đồ trên đường trở về Jerusalem thì Ngài phải đi qua cái thành của người Samaria, và Chúa sai một số môn đồ của Chúa đi trước để tìm chỗ trọ ở trong cái thành đó, nghỉ đêm rồi hôm sau mới trở về thành Jerusalem. Nhưng mà người Samaria phát hiện ra đây là Chúa Giêsu, vì trước đó Chúa từng làm phép lạ và những bầy heo đó của người Samaria đó nhảy xuống biển chết, và họ sợ mất Ngài đến thì sẽ bị mất tài sản của họ lên, họ cho vào. Các môn đồ của Chúa bực quá, họ hỏi Chúa: thầy đây, thầy chúng có muốn chúng tôi sai lệnh cái rời xuống thiếu đất bọn đó không? Chúa quay trở lại của mắng họ. Chúng ta xem lời Chúa chép này, Luca đoạn 9 câu 51 đến 55 chép: khi gần đến kỳ Đức Chúa Giêsu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình, họ ra đi vào một làng của người Samaria để sửa soạn nhà trọ cho Ngài.
Sau người Samari không tiếp rước ngài, thì ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Giăng và Gia-cơ là môn đồ ngài, thế vậy nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu hóa chăng? Nhưng Đức Chúa Giêsu sai lại của hai người rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào sử dụng mình. Cha ngươi không làm điều này. Tại sao thiếu đất họ? Họ đang là nạn nhân của tôi như các ngươi. Nếu ta không gọi các ngươi đi nghe lời ta, các ngươi cũng chỉ lấy kỷ như họ mà thôi. Việc phán xét là thuộc về Chúa. Đừng bắt chước như Eli. Eli có thần của Chúa làm việc khác. Mình chúng ta đi là học lời Chúa. Phải có sự nhân từ, phải có lòng thương xót. Họ quên họ đang được Chúa dạy cho phải thương xót. Thì họ nói xin lửa thiêu họ đi. Vì không đón tiếp rước Chúa. Họ đâu có biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời đâu mà họ tiếp đón. Chúa Giêsu đã phán dạy các môn đồ của ngài về bổn tánh của họ phải được phục hồi theo tiêu chuẩn sự nhân từ và sự thương xót là bổn tánh của Đức Chúa Trời. Luca đoạn 6 con 7 đến 38 tiếp: Như ta phán cùng các ngươi là người nghe ta, hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa xá mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ai vả ngươi má bên này, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. Còn nếu ai giận áo ngoài của ngươi thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Hãy ai xin hãy cho. Nếu có ai đoạt lấy của các ngươi thì chứ đừng đòi lại. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thế ấy. Nếu có ngươi yêu kẻ yêu mình thì có ơn chi? Người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình thì có ơn chi? Người có tội cũng làm như vậy. Nếu ngươi cho ai mượn mà mong họ trả thì có ơn chi? Người có tội cũng cho người có tội mượn để được thâu lại ý số. Sao mọi người hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của Đấng rất cao, vì ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dư. Hãy thương xót như cha các ngươi hãy thương xót. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho ngươi mực ấy. Nên nhớ chúng ta công đấng cải trị ngài Đức Chúa Trời, ngài ngồi trên tòa xét xử muôn dân. Phần lớn người tin Chúa đều quên, giống như Israel quên mình là ai vậy. Người dân ta quên mình là ai, nghĩ rằng tôi mới là người thuộc về Chúa, còn người này là Samari. Thực tế là họ là nhà Israel. Người Israel có 12 chi phái. Israel ở phía bắc, còn Juda từ dãy Israel xuống phía nam. Họ quên họ cùng là anh em, cùng ra một cha. Họ chê bai nhau. Và đây phần lớn người tin Chúa là khinh rẻ người ngoại. Đừng khinh họ. Chúa bảo chúng ta khinh họ. Chúa bảo chúng ta hãy tỏ sự sáng mình có cho dân ngoại biết. Mình không làm bạn với họ, nhưng mình có thể khiến họ trở thành bạn, tức là họ trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Theo luật của sự công bình thì hễ ai gieo giống chi thì sẽ gặt giống ấy, như lời Chúa đã chép trong Galati đoạn 6 câu 1 đến câu 10. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có đức linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại, chi mình anh em lại phải giữ, e cũng bị cám dỗ chăng? Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai giàu mình không ra gì hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình lừa dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ ác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần ấy? Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cái mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ bền nhọc vì sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Đây là công việc bởi đức tin mà làm ra. Nếu ta đã tin Chúa rồi mà vẫn như con người ngày xưa trước mặt mọi người, thì người đó không phải là người tin Chúa. Chúng ta phải bày tỏ, từ khi tôi là người tin Chúa, lời Chúa đã biến đổi tôi. Bằng chứng của sự biến đổi đó là chúng ta đối xử để người ta nhận biết mình hoàn toàn là con người mới. Những gì chúng ta làm là phải hiểu cái bổn tánh của Đức Chúa Trời. Như tôi đã nói, một cái đèn dầu thắp dầu hỏa cháy bình thường, thắp dầu diesel khói mù mịt, thắp xăng là cháy nổ, thắp dầu hỏa mà lại có pha nước nó nổ lẹp lẹp lẹp, nhiều khi tắt ngấm bất ngờ cái ngọn đèn thế này. Thế thì hành động chúng ta cũng vậy. Chúng ta không nói mình có sự sáng, nhưng mà hành động chúng ta bày tỏ mình có sự sáng, bày tỏ đặc tính đó. Bởi vì sự thương xót hay sự tự là tính từ, là tính chất của công việc mình làm, tính chất của lời mình nói, hành động của mình nói mang tính chất gì. Dưới bầu trời đã thương xót loài người là loài sinh ra từ Adam thứ nhất, và sự thương xót của Đức Chúa được tỏ ra qua sự ngài cứu chuộc dân Israel ra khỏi sự ép tô là nhà nô lệ. Và sự thương xót đó không chỉ dừng lại ở chỗ ngài cứu dân Israel ra khỏi sự đó, rồi bảo các ngươi đi qua cái đường này đi thẳng lên rồi vào chiến nước xưa đó là mình được.
Chúa cũng bảo như vậy. Chúa đưa họ ra khỏi Ê-tô, Ngài đưa họ đến nơi đồng vắng. Mục đích Chúa đưa dân ra khỏi Ê-tô, Ngài đưa vào đồng vắng để cách ly tất cả mọi dân tộc khác khỏi dân Israel. Để tại đó họ tập trung vào sự dạy dỗ của Chúa. Họ tập trung vào những điều Ngài đã làm cho họ. Nhưng phần lớn ngày hôm nay, người ta đã làm giống như Israel ngày xưa là cứng lòng, không chịu tin vào lời Chúa đã phán. Bởi khi Đức Chúa Trời phán từ trên trời cao phán xuống về việc Ngài ban luật pháp của Ngài cho, có mục đích rõ ràng. Ngài không để ý. Vì sao vậy? Như tôi nói ví dụ về cái sạc điện không dây đó. Ta để không đúng vị trí đó là nó không sạc. Để không phóng trung tâm hòm pin nó không sạc. Phải để đúng vị trí của nó. Cũng có thể như vậy, khi người ta nghe lời Chúa, người ta đi hướng khác, ngồi đây nghe nhưng mà cái tâm trí này nghĩ chuyện khác rồi, coi như không nghe được gì cả. Không phải ngồi đó là tự nhiên lời vào đâu không. Cái tâm linh chúng ta đang nghe qua lỗ tai này, không nghe qua da, qua lỗ tai. Mà nếu nó nghe đi nơi khác rồi, cái tai hướng đi hướng khác rồi, không thu được điều gì cả. Bởi đó nên lời Chúa dạy chúng ta, trước khi tin lành đến qua Chúa Jesus Christ, thì trong châm ngôn chúng ta, hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống sẽ từ nơi đó mà ra. Ngồi trong nhà thờ những nghĩ điều ác thì kết quả sẽ đến với nó là sự ác. Ra khỏi nhà thờ là nó đi đến điều ác nó làm, rồi về nhà mẹ tới nhà thờ mà. Ủa mày đi nhà thờ sao mày làm điều ác vậy? Không nghe lời Chúa, không nghe được. Bởi chúng ta phải cẩn thận về cái tâm trí, chúng ta phải hướng lòng về lời Chúa để nghe lời Chúa. Nên Đức Giê-hô-va đã đưa Giê-sen ra khỏi Ê-tô, Ngài đưa họ vào nơi đồng vắng để làm gì? Để họ không nghe tiếng động nào khác cả, không có sự thương mại nào khác cả, chỉ có một mình họ với lời của Chúa mà thôi. Vì cái mục tiêu cuối cùng mà Chúa kêu họ ra khỏi tôi là để đến giữ sự thẩm sự và mật. Mục đích cuối cùng Ngài đưa chúng ta khỏi thế gian để tin Chúa Giêsu, để được Ngài đem ta về thiên đàng là quê hương chúng ta. Ngài đưa dân sẽ đến đó để Ngài ban luật pháp của Ngài cho họ. Và trong luật pháp đó, Chúa đã phán là người là làm theo, vâng giữ và làm theo lời của Chúa thì nhờ đó mà được sống. Ấy là Đức Chúa muốn dân này được sống lại tâm linh mình, là dân của Đức Chúa Trời, là dân hằng sống với Ngài, là dân thầy tế lễ nhà vua. Đức Chúa muốn họ được sống đời đời với Ngài trên thiên đàng. Nhưng tại vì người ta không để ý, Ngài không nói thẳng ngay lúc đó để người ta biết là ta sẽ đưa ngươi về thiên đàng nếu nghe lời ta. E rằng họ sẽ vì thiên đàng mà nghe lời Chúa, không phải là tấm lòng thật. Đó là tại sao ngày hôm nay không phải bất cứ người nào cũng được Chúa cho về thiên đàng đâu. Tôi cảm tạ Chúa có hai nơi rất quan trọng. Đó là Chúa cho tôi thấy địa ngục. Không phải như người ta đã kể, vì cái địa ngục mà tôi nhìn thấy là dành cho những người đã tin Chúa, đang hầu việc Chúa mà phạm tội. Cái nhánh nó là bị như vậy đó, để Chúa chọn tôi. Và phần nữa là Chúa chọn tôi trước khi tôi được tấn phong làm mục sư. Đó là thi thư rất là mới tin Chúa thời gian ngắn thôi. Chúa cho tôi xứng âm phủ. Và tỉnh dậy Chúa nói là cái bàn thờ con thờ cái người này và thờ đứa em của con chết đó không giá trị chi. Con không bao giờ liên lạc được với họ, nó là gì đó. Tôi là ngay lập tức và tôi cuộn lại thôi, phá hủy nó và tôi mang vào thùng rác công cộng tôi vứt. Lúc đó tôi đang chấp sự của Hội Thánh Tin Lành người Việt ở 24. Đó là hai nơi rất quan trọng khiến tôi nhận biết cái hậu quả của người không tin Chúa nó về đâu. Giang đoạn 15 câu 9 đến câu 16 chép: Như Cha yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy ở trong sự yêu thương của ta. Nếu ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ cái điều răn của Cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta đã cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Vì từ các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi vào kết quả, hầu cho Cha các ngươi thưởng đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Chúa Giê-hô-va ban luật pháp của Ngài cho Giê-hô-va, ấy là tình yêu của Ngài. Ngài không nói thẳng ra họ bị cám dỗ bởi cái mục đích cuối cùng là họ sẽ được về thiên đàng với Chúa. Nhưng Ngài đã nói rất rõ rằng họ sẽ là một dân tộc thánh cho Ngài, riêng cho Ngài và một nước thầy tế lễ cho Ngài. Tôi rất lời cảm ơn Chúa. Có những lúc tôi rất ao ước được lên thiên đàng. Tôi tin rằng nếu Chúa khứng sẽ có một kỳ đúng kỳ nhất, Ngài sẽ cho tôi lên thiên đàng. Vì bất cứ người nào lên thiên đàng khi trở xuống sẽ nhận được sức mới từ nơi Ngài. Bởi vì nơi đó thuộc về quê hương mình có sức lắm. Nhìn thấy Chúa đã vui rồi, chứ đừng nói là về thiên đàng. Tôi đã nói là nghe theo lời Chúa phán với mình là sung sướng rồi. Mình không ai thích Chúa cả. Nhưng mà trong chiêm bao tôi được gặp Chúa Giêsu 3 lần. Trực tiếp nói chuyện với Ngài, đầu tiên là còn theo Chúa ra sao. Thứ hai thì nói chuyện với Ngài. Và thứ ba là gì? Tôi
ôm tay Chúa, tôi kéo tôi Chúa, tôi nói hỏi Chúa đang làm gì, Chúa nói chuyện với tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn có một kỳ tôi được lên thiên đàng để có sức mới để mang xuống cho sự của Chúa. Tôi tin ở bề trên của Chúa đây rất muốn tôi lên thiên đàng. Bởi vì khi tôi xuống trở lại, có vị sẽ nhận được tình yêu của Chúa ban cho mình. Chắc chắn là như vậy. Tôi lên trên đó không chạy về với tôi như vì những con chiên Chúa ra với tôi. Tôi tin chắc chắn một điều. Cái sự biển của Chúa đến trên tôi từ Chúa. Chúng ta từng nghe ông Jesse, ông được Chúa hẹn đúng giờ đó. Ông vừa về đến nhà, Chúa cho nằm trên đất luôn. Và ông lên trên thiên đàng, trong giá ông dưới đất không 15 phút. Khi ông trên gặp Chúa rồi, khi ông trở về, ông muốn đứng phòng nhóm. Ông vừa đứng tại bục giảng nói, tôi vừa trên thiên đàng xuống. Lập tức toàn bộ mọi người té hết. Cái sự vinh hiển của Chúa ở trên ông. Cũng như khi xưa dân Israel không thể nhìn thấy mặt của Môi-se được. Bởi vì Môi-se đối diện với Chúa trên núi Sinai sáng quá, không ai nhìn thấy mặt Ngài được. Ông phải dùng lúp để che. Tôi tin điều đó. Bất cứ điều gì Chúa làm cũng vì danh Ngài, vì tình yêu của Ngài. Tôi tin điều đó. Nên chúng ta phải cầu nguyện. Chúng ta hãy xin Chúa. Chúng ta xin Chúa làm ơn cho chúng ta. Tôi tới Chúa được lên chắc chắn vì chức vụ. Vì nếu một miệng tôi tới Chúa nói ra, có thể nói ông là mục sư, ông nói là phải đúng rồi. Mà Chúa đứng khôn ngoan bổn lận. Chúa đã ban điều gì đó, chắc chắn có sự khôn ngoan đi theo đó, chúng ta không thể dò được. Nhưng mới rằng đó là điều tốt nhất Chúa ban cho chúng ta. Sự thương xót thật chỉ có ở trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Chứ không phải là sự yêu thương của thế gian. Sự yêu thương của thế gian nghe có vẻ yêu thương, nhưng tôi nói đấy, có thể là sự giết người. Thương con quá, chiều chuộng quá, cùng nó hư hỏng, cũng không giết nó. Mà sự thương xót của Đức Chúa Trời, đó là sự ban cho những gì mà mình đã có. Hầu cho kẻ không có đó sẽ nhờ sự thương xót của Chúa đó mà được cứu rỗi. Hành động thương xót của người ta có thể tác động đến chi hiểu của người đó, đến tâm linh của người được giúp đỡ đó, mà ta nhớ đến Chúa và cảm tạ Chúa. Khi người ta mở miệng cảm tạ Chúa rồi, có phép lạ xảy ra. Sự muốn ăn muôn lộn của Đức Trời rất là tuyệt vời. Nên chúng ta khi được cảm động, đừng ngăn trở, hãy làm theo. Nếu một người không làm cho luật pháp mà Đức Trời đã ban cho mình, thì người ấy không thể có sự thương xót thật. Vì sự thương xót thật không tìm kiếm sự báo trả đến từ lời người, nhưng là sự vinh hiển, dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, là đấng đã ban sự thương xót của Ngài cho muôn vật. Roma đoạn 13 câu 8 đến 14 chép: đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là làm trọn luật pháp. Và những điều ra này, người chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn cái nữa, bất luận điều nào đều tóm lại trong một lời này: phải yêu kẻ lân cận mình như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận, và yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đang lúc bị chúng ta đây. Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm, mặc lấy áo giáp sáng láng, hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ độc mình vào sự quá độ và sự say dương, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phí lòng dục nó. Tôi nhắc lại anh em để anh em biết, tất cả những gì mà Đức Chúa Ba đã phán lên Môi-se trên núi về danh Ngài đó, nó có ở trong chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải có việc làm cho nó. Chúng ta không đi tìm người để thương. Chúa là chủ chúng ta. Khi chúng ta được cảm động, hãy làm theo điều được cảm động. Đừng ngăn trở. Vì điều gì chúng ta đã gieo, nó sẽ mọc và chúng ta sẽ được gặt. Đừng có sợ cái đó lừa mình. Không phải vì đó bất cứ người nào mình biết là lừa dối mà mình cứ cho đâu không. Bởi Chúa cảm động mình mà làm. Tất cả người tôi đã giúp mà đã phản bội tôi chỉ buồn cho họ. Vì biết họ đã gieo được ác, họ sẽ gặt điều ác. Nhưng mà mình không tiếc công việc của mình nữa. Mình lên công việc của Chúa. Ngài dùng chúng ta để làm công việc đó. Họ từ chối chúng ta là từ chối Chúa. Cũng như khi xưa Samuel buồn phiền vì cớ dân Israel, Chúa nói với Samuel rằng nó không phải từ chối ngươi đâu mà từ chối ta. Bởi đó chúng ta, nếu như chúng ta được Chúa cảm động bằng điều gì thì đừng suy tính. Dần dần nhớ chuyện Anani. Chúa bảo đến đặt tay cho Saul. Ông Saul bảo Chúa ơi, những ngày có nhầm không? Theo con được biết là cái này có giấy phép của ông thể tế cả đó, đi bắt bỏ tù những người tin Chúa đó. Biết không? Chúa bảo nhưng ta đã chọn người đó làm công cụ cho ta rồi. Làm tin luôn. Nếu ta được cảm động lòng Chúa, Chúa thử chúng ta. Nếu biết cái đó là hay lựa, mình có thể biết là với Chúa. Và ta có thể cầu nguyện cho tôi mới và xin Chúa chỉ. Đó là điều khôn ngoan nhất. Không mệt mỏi về sự làm lành.
Vì linh tánh tức là linh hồn hay tâm linh của đời người với một ngọn đèn của Đức Giê-va, do thấu đôi bí ẩn của lòng, nên Đức Giê-va biết rõ một sự toan tính ở trong lòng của người ta. Và bởi sự yêu thương mà thần của Đức Giê-va sẽ nhắc nhở, sẽ cáo trách cái lòng, tức là tâm trí của những người thuộc về Ngài, để giải cứu họ ra khỏi đường của tội lỗi. Như lời Chúa đã chép ở trong Thi Thiên 139 từ câu 1 đến câu 4 như sau: Hỡi Đức Giê-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi. Quen biết các đường lưỡi tôi. Vì lời Chúa ở trên lưỡi tôi, kìa hỡi Đức Giê-va, Ngài đã biết chọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ kia, Chúa cũng có ở đó. Như bằng tôi đi cánh hướng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói sự tôi tâm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi sẽ trở nên đêm tối, thì chính sự tôi tâm cũng không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tôi tâm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắn cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mặt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi Chúa có một ngày trong các ngày. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay. Số các tư tưởng ấy thật lớn, nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức, tôi còn ở cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ắt giết kẻ ác. Hỡi người huyết, hãy đi khỏi ta. Chúa nói với nghịch Chúa cách phớm phỉnh, kẻ thùng nghịch Chúa lấy danh Chúa mà làm chơi. Hỡi Đức Chúa Ba, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa, há chẳng gớm biết những kẻ dễ nghịch Chúa sao? Tôi ghét chúng nó, thật là ghét. Cầm Chúa nó bằng kẻ thù nghịch tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác đạo chăng. Xin dẫn tôi vào con đường đời đời. Thế là Thi Thiên đã viết. Đây là lời Chúa cảm động để tỏ xuống. Vì Chúa biết những ngày sau đó có rất nhiều người sẽ nghĩ suy ngẫm kỹ về những lời Chúa đã phán đây. Vậy thì chúng ta hãy biết rằng chúng ta là con Đức Chúa Trời. Đừng để đến khi Chúa đánh này. Hãy con, con phải con ta quay con Chúa đây. Ta không thấy con làm bất cứ điều gì thuộc về con ta cả. Bởi vì Chúa biết nếu con là Chúa thì con phải làm điều gì. Ủa? Trong đường cụ của nhà nông, cả cuốc, cái cày, cái mai, cái xẻng, cái chuộc đều có công việc nó làm cả. Thì trong con là hơi thở ta từng đêm có đủ cái bổn tánh của ta mà ta không thấy cái bổn tánh đâu của ta ở trong con, trong suốt cuộc đời ta nhìn thấy con. Thấy chưa? Hãy tỏ mình là con Đức Chúa Trời, không để cho người ta biết. Mà khi mình làm, mình nói, mình có thái độ, mình tỏ ra là mình có Chúa. Công việc của mình làm là luôn luôn có sự nhân từ, thương xót, yêu thương, tận tình, giúp đỡ. Cái thái độ của mình không phải để mua chuộc họ, nhưng để giúp đỡ họ. Để cho họ biết tại sao nhà vậy. Có gì đâu, có gì khác lạ đâu. Bởi vì loài người ra từ Chúa mà. Chúa Đức Trời tốt lành. Bạn có thể xem đi, Chúa đứng hành tín không? Đồng hồ ta chế tạo ra bởi đồng hồ để chế tạo ra quả đất quay. Chúa khi nó quay bao nhiêu ngàn năm nay rồi vẫn quay đều vì Chúa đứng thành kính. Ngày ban mưa nắng cho cả người công bình, người lên đáp Chúa nhân từ. Vậy tôi giúp bạn có gì sai? Vì tôi tin Chúa nên tôi làm điều đó. Bởi vì cái điều đó ở trong tôi, không phải là tôi làm bởi vì tôi định toàn tính điều gì lợi dụng bạn, không phải đâu. Chúa cảm động tôi làm cho bạn đấy. Nếu bạn cảm tôi cảm ơn tôi không, hãy cảm ơn Chúa. Hiểu không nào? Là một cách tiếp cận nói về Chúa cho ta rất đơn giản. Khi Đức Chúa Giêsu phán rằng phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót, ấy là Chúa đang dùng lời của Ngài để gõ cửa tâm linh của người ta và nhắc cho người ta biết rằng là người đang thiếu bất sự thương xót. Cũng như nhà nông mà không có hạt giống để gieo trong vụ của mình thì khi vụ cả đến họ chẳng có gì để gieo cả, đồng nghĩa việc người ta sẽ đói. Chúa là cho mình không gieo sao có thể gặt được. Gieo sự gì là sự đó, gieo sự đó thì được sự thương xót. Tôi cảm ơn Chúa, tôi đã thấy rõ điều này. Trong chính trường nào tôi thương xót thương binh, tôi thương xót cả tù binh của Lào luôn. Tôi không đứng đi tù binh đâu, tôi tận tình làm cho nó để nói biết người Việt Nam nhân đạo, không đối xử ác với tù binh, coi người đó cứ đồng loại với mình, căn cứ đàng hoàng, không phải là làm cho đói nó đồng chí đâu, nhưng mà mình làm chăm sóc nó, nhìn thấy mình cũng được đối xử như người kia, họ cảm động. Tín sĩ Lê Xê đã xin Chúa cho cái đạo binh của sĩ thế bị mù. Ông có giết họ đâu? Không. Ông dẫn đến Samari. Rồi vua Samari nói là
cha, sao giờ tôi giết hả? Đừng giết, ai lại giết tù binh bắt được. Không, cho nó ăn đi, một tiếng cho nó ăn đi. Lần sau nó không kéo đến nữa. Nó về nó là chúng ta sai rồi. Từ dưng từ này đánh kẻ nhân từ, nó về kẻ thù gì đâu, chắc vua mình làm sao, chậm làm sao, từ dưng này quyết định cho tên đánh người ta. Nó đâu có ác, nếu ác có chuyện tình rồi, nó lời trong coi nó chuyện tình rồi nhưng nó không ác. Vậy là lần sau vua có sai đi vào chúa, vua ơi, xem lại có phải không người đó đối xử mình nhân từ mà sao giết họ, đúng không nào? Trong cuộc đời tôi đã từng sao, đã tìm cơ hội tốt nhất để giúp cho người bạc nhược không thể chiến đấu được nữa, có cái đường giải thoát cho người ta. Mà bác sau này khi mà ra chứ sao phải đi trường rồi, người ta đến tận nơi mà tôi dưỡng ở của tụi mình đó, người ta đến cảm ơn tôi. Đi tá người cuối cùng vào cửa hàng, máy bay chuẩn bị đánh bom cửa hàng rồi, một người ôi nào tôi không vào, tôi bảo vào hết đi, vào đi, chỉ đâu vào đi, cứ từ nó vào này, từ nó vào được, vì trong hang tối quá không thể bảo ôi nào được cả, cửa hẹp á. Cuối cùng khi bom rơi về lấy bằng máy bay T-8 cánh quạt nó bay rất là rõ như vậy này, trời hai bên là vách đá, tôi nghe tiếng rất là rõ. Bây giờ tôi không có cái nào vào cửa hang thì bị rồi, tôi mới lén cái nhũ đá từ trên xuống này, có vỉa ở đây, tôi bò lén qua đây, tôi nghe gần quá rồi, tôi nhào đại vào trong, vướng gì thì vướng kệ đi, hai tay đưa trước này. Cuối cùng là mình nằm trên một tên binh khác, nhưng mình không đẹp vì hai tay mình xuống trước, đúng là hai bên sườn của nó, chân đây, tay đây, cuối cùng là ở trên bụng người đó không chạm của nó, một cái này bị nổ quá gần. Cái nhũ đá trên thì gây xuống, đập tan cái phòng mổ bên ngoài ra, nát bụng này, bụi đầy tất cả mọi sự này. Mình không tranh vào trước, nhường đường cho họ vào. Vào, chỉ đường cho họ vào, nguy hiểm mình ngoài, đấy chứ. Mình đi tiền phòng. Đó. Sau này, khi tôi ra khỏi Việt Nam, tôi được thương xót. Ở trại nào cũng được thương xót. Đi sang Canada cũng được thương xót. Tôi mới biết rõ ràng, Chúa có chương trình. Mình phải kinh nghiệm được cuộc đời của mình. Mình làm chứng chính xác, này. Mình phải có sự thương xót. Vì Chúa rất công bình. Nếu ai đó Chúa muốn làm điều ác mà cứ muốn mình được phước á, thì hãy nhìn lại cái bài này, phải ăn năn, phải gieo sự thương xót cho đồng loại mình thì mới được Chúa thương xót cho. Chúa Giêsu đã phán rằng kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến để hầu cho chiên được sự sống và được sống dư dật. Rất là 10 câu 10. Chúa Giêsu đã tỏ cho Nicodem, một giáo sư được tôn trọng quê sen, biết ngài không chỉ là một giáo sư từ đâu trở đến như Nicodem đã nghĩ, nhưng ngài là con một, là con kế tự Đức Chúa Trời, và chính Giê-hô-va trời đã sai người đến thế gian này để cứu chuộc người, và sự cứu chuộc đó chính là Chúa Giêsu đã đến vì ngài có lòng thương xót. Chúa đã sai các tiên tri giảng cho người ta nhưng không làm được. Chúa đã tỏ cho các thầy tới đây trong quê sen nhưng họ không làm theo, họ có lòng thương xót, nên Chúa dùng cánh tay hữu của mình đến. Con một của ngài là sự cứu chuộc loài người đến thế gian này. Vì Chúa Giêsu Christ chính là sự thương xót của Đức Chúa Trời ban cho người. Hầu cho người nào tin đến danh con một Đức Chúa Trời thì những người ấy sẽ nhờ quyền phép ở trong con ấy mà được sự sống lại và được sự sống đời đời. Bất cứ một người nào Chúa không chỉ định, không kêu gọi mà tự mình nhảy vào nhà Chúa làm chức nọ chức kia mặc dầu, nó là kẻ ác. Không bao giờ Chúa ban cho kẻ đó sự sức giàu để làm cả. Bởi vì nó không tôn trọng Chúa thì làm sao nó có thể nhận ơn của Chúa? Nó không hạ mình, nó kiêu ngạo, nó muốn làm thầy người ta. Chúa công bình, Chúa gọi bọn nó là con trộm cướp là bởi vì nó không phục hồi lại quyền làm con kế tự. Nó chưa để tâm linh mình sanh lại thì làm sao có thể chịu thương xót được? Nó toàn tính bằng xác thịt tự nhiên của con người. Xác thịt tự nhiên tức là gì? Natural. Người ta nói là natural tự nhiên tức là gì? Từ bữa đó mà ra. Nên nó không thể có lòng thương xót được. Mà đúng là không thương xót. Nếu nó thương xót, nó nhìn con chó cái. Con chó cái đi sinh con rồi, nó thương con nó. Con nó bú nó sốt ruột quá rồi, nó đi lang thang khắp mọi nhà vì ông chủ nó cứ đi vắng làm được rồi. Nó thương con nó, chạy lại để bố, không có sức cho con nó. Nó đi, nó nhìn nhà người ta, tôi biết mà, tôi nhìn tôi hiểu. Nó nhìn nhà người ta, bất cứ điều gì ra được nó ăn cho con nó. Con vật, hãy nhắm đi. Người chăn chiên cũng vậy, Chúa Giêsu sẵn sàng ban ơn cho người chăn chiên, để người chăn chiên thương xót để chiên của ngài. Thì thấy chưa, Chúa từ dắt con chiên đang cho con bú. Ngài biết những người yếu hèn, ngài ban ơn cho. Nhưng mà nếu kẻ chân chiên gian ác, làm sao để ban ơn cho người ta được? Hoặc không có thì ra, làm sao chiên có thể sống lại được? Bởi những gì mà con người đó đã cho xác thịt được, nó ai mà chối rằng? Chúa nói về sự cứu độ thuộc linh, mà Chúa dùng xác thịt mình, giả người xác thịt, làm sao người tin Chúa từ tái sinh được? Sự sống lại này không phải là cho thân thể xác thịt, nhưng cho tâm linh, là cho người bề trong của người đó được phục hồi lại quyền làm con kế tự Đức Chúa Trời và sẽ được đồng kế tự với con một Đức Chúa Trời. Sự sống lại của tâm linh là người được là sự phục hồi hoàn toàn quyền kế tự Đức Chúa Trời cho tâm linh của người ấy, giống như đất được phục hồi màu mỡ qua những cơn mưa và tuyết mà Giê-hô-va trời đã cho phép giáng xuống trên đất ấy.
Chính quyền phép của lời Đức Trời sẽ làm thành công việc của sự phục hồi này, chứ phải bởi khả năng lỗ lực của xác thể là người, nhưng là qua sự loài người tin cậy, vâng giữ và tuân theo các mệnh lệnh của các điều răn mà Đức Trời đã ban cho. Để một người được phục hồi lại tất cả các bổn tánh của Đức Trời ban cho mình, người đó phải được báp tên trong danh của Đức Giê-ba, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, và bắt đầu làm theo luật pháp của Ngài. Thông qua luật pháp đó mà người đó nhận biết trách nhiệm của mình và thân thân thật của mình. Nếu tâm linh người đó được tái sinh lại, người đó sẽ biết ý của Chúa mình. Chính mình đã được sống lại nhờ ơn thương xót của Ngài, không phải trực tiếp từ Đức Trời ban đến, mà qua các tôi tớ của Chúa, là những kẻ đã vì danh Chúa mà từ bỏ nhà cửa, từ đất anh chị em mình để đi giảng, và mình đã nhìn nhận từ nơi đó. Thì mình phải có sự thương xót đến người ta, và Chúa cho tôi kinh nghiệm được cuộc đời của tôi không được thương xót thực tế. Rồi đến khi tôi tiếp nhận Chúa, tôi không được thương xót bởi những người đứng giải đó không có ơn của Đức Chúa Trời, họ làm theo cách của sai tiện mình trong hệ thống thần học của họ, nên không ơn cho Chúa, nên không tin nghe, không thể hiểu được, nên không sống lại, không tôn trọng Chúa, mà ở trong hệ thống đó vẫn pha tội tà dâm ở trong ngay nhà thờ. Tôi biết có một số người khác cũng làm như vậy. Tại sao vậy? Tôn giáo người đó không phải đến từ Chúa. Sau này khi được tái sinh rồi, mình phát hiện được ra những kẻ không bị cửa vào vào chuồng chiên đó là người gì, như thế nào, ai là người phải suy. Vậy là thông qua luật pháp mà mình nhận biết được cái bổn tánh của mình, tớ bổn tánh thật là đến từ Đức Chúa Trời, và mình phải nuôi nó bằng công việc, bằng lời và bằng công việc. Mình không gieo, mình không gạt, mình phải gieo thì mình mới gạt. Đó là sự công bình của Chúa. Khi chúng ta tiếp nhận luật pháp thánh khiết và công bình của Đức Trời, đây là chúng ta tiếp nhận sự thương xót của Đức Chúa Trời. Mà Đức Trời muốn chúng ta có bông trái của sự thương xót ở trong lòng mình, và Đức Trời sẽ kiểm tra tiêu chuẩn đó trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Nếu ai đó không có sự thương xót, không làm sự thương xót, người sẽ không được Đức Trời thương xót như lời Chúa đã có chép. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 13 chép: Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì. Ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ, vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Cái tội mà người đó đang phạm đó, đó là ma quỷ mặc cho nó. Nó đâu có biết ma quỷ mặc cho nó đâu, vì tâm linh của nó không hành động, chưa được hồi lại. Một nền ra cho nó đang nghỉ rồi, bởi nó không biết công việc đó đến từ ma quỷ. Bị lừa nên chú kêu kẻ có tội, ta kêu tâm linh của kẻ có tội tỉnh dậy đi con, đừng để cho quỷ tiếp tục lừa rồi nữa. Con cũng cay sắc thì mình là con chết, con nhớ chuyện ta đang cay không? Ta cảnh cáo như thế nào? Nếu ngươi là lành, há chẳng nước bạn lên sao? Vì nước là lành thì tối nó thèm ra, nó dính trước cửa lại, nó dính trước cửa, ngươi phải quản trị nó. Chú cảnh cáo rồi. Vậy hãy thức dậy, tỉnh dậy, nuôi mình bằng sự thành kính của Chúa, lời Chúa phán. Nuôi mình bằng sự thành kính của Chúa, tức là gì? Con nuôi hy vọng của con nuôi cái tương lai con muốn, cái nghề đó. Con bắt đầu tập trung mình học cái điều gì cần con học, để con có thể từng bước một đến gần cái mục đích con có, đúng không nào? Bậc cha mẹ cũng vậy, nuôi con mình để mong đứa con mình lớn như thế nó sẽ làm điều gì cho mình. Ít ra nó cũng là vinh hiển cho mình, cuộc đời của nó, đúng không nào? Nuôi mình tức là phải có sự chờ đợi, giống như trồng cái cây, nuôi cây đó trên kỳ nó xanh trái cho mình. Cũng có thể như vậy, chúng ta tin rằng Chúa đã ban cho chúng ta, nhưng mà chúng ta phải nuôi mình. Chúa đã hứa Ngài sẽ làm cho chọn. Tôi phải nói với Chúa là: Chúa xin tha thứ cho chúng con, vì khi chúng con nghe lời Chúa con nôn nóng muốn nó đến ngay, nhưng không thấy đến ngay thì con buồn. Xin Chúa tha thứ cho, đấy là xác thịt tự nhiên của con người, nhưng mà con không cố tình, nó cũng phải là sự phạm tội. Nhưng mà dù siêu nữa, tư tưởng ngu dại là tội lỗi, bởi vì dân Israel đã không tin và Đức Giê-hô-va sẽ đưa họ vào nơi xứ Canaan nên họ nổi loạn. Chúng ta không được phép như vậy, thì Chúa tha thứ chúng ta và chúng ta tin cậy rằng đến kỳ, bởi vì Chúa đang cai trị điều này, Ngài không đợi chúng ta. Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài là phán, Ngài sẽ làm thành. Ngài là phán, Ngài là thách thức quyền lực của ma quỷ, nó không thể chặn được công việc của Ngài. Vậy chúng ta phải thành tín để vinh danh Chúa được vinh hiển. Thì cũng có thể như vậy, chúng ta phải để cho tâm linh chúng ta có công việc làm theo bổn tánh của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Hầu cho đến kỳ đã định, chúng ta được Chúa thương xót. Gia-cơ đoạn 2 câu 13 chép: Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót, nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét. Rõ ràng là Môi-se đã đứng ra can gián Đức Giê-ba để Đức Giê-ba không diệt dân Israel bởi vì tội lỗi cứng lòng của họ, bởi vì ông làm sự thương xót đến khi ông nài xin Chúa nhậm lời. Trong ý nghĩa của sự thương xót có sự tha thứ, và khi sự tha thứ đã được công bố thì sự phán xét sẽ được hủy bỏ trên những người đã nhận được sự tha thứ. Chức vụ tiên tri cũng vậy. Chức vụ tiên tri là cái gì mà Chúa đã muốn nói, thì người nhận được sự mách bảo của Chúa đó thực hành đức tin, nói ngay, nói thẳng, không nhìn vào con người họ, xét thì họ, hay là điều gì mình biết về họ cả để mình nói.
Ngay cả khi lời tiên tri đó rất tuyệt vời đối với kẻ đang được sự gian nan cũng vậy. Mình phải nhận biết là Chúa đến để cứu kẻ có tội. Vì chính lời tiên tri đó sẽ khiến cho kẻ có tội đó tức tỉnh và đã hết lòng trở lại cùng Chúa được cứu. Hết thảy người trong thế gian đều đã phạm tội, thiếu một sự vinh hiển của Đức Trời. Nhưng Đức Trời đã tìm được giá cứu chuộc cho đời người. Mặc dù vậy, Đức Trời cần có những người được sai đi để giao truyền tin lành cứu rỗi cho muôn dân, để muôn dân nhận biết luật pháp thánh khiết công bình của Ngài mà ăn năn tội lỗi mình để được sự tha thứ. Nhưng mà ai sẽ được sai đi để thành công việc này? Giê-hô-va Đức Trời không chọn những người có tài nói giỏi, có tài hùng biện, có bằng cấp địa vị cao trong xã hội này để làm công việc này. Nhưng Ngài tìm những người có lòng hay thường xót. Vì Chúa là hằng thương xót, chính vì Chúa là hằng thương xót nên Ngài đã sai cứu con một ngày đến ra đây để cứu rỗi lên người chúng ta. Một câu hỏi nữa là ai là người có lòng hay thương xót khi mà cả thế gian này đều phục dưới quyền của ma quỷ? Trong đất có vàng, nếu ta không đào vàng hiện ra không? Không. Bởi đó chính Chúa là ban tin lành cho chúng ta. Chúng ta giảng tin lành ra và bất cứ một tâm linh nào nghe tiếng Chúa mà Chúa dạy cho vậy, à đây rồi, đây là người Chúa gọi. Bởi vì Chúa gọi nó mới tỉnh thức, còn không nó không tỉnh thức. Nhưng lời Chúa vang ra thì Chúa hành động. Bởi đó nếu ta không làm chứng, làm sao ta cứu người ta được? Nào, chúng ta ở cùng người thân của mình, người ta cứ là không nghe thì mình phải giảng tin lành cho người ta chứ. Đừng giúp họ bằng tiền bạc để mua chuộc họ, bị lừa luôn, không được đâu. Trong đạo Chúa đừng dùng tiền mua chuộc, không, dùng lời Chúa để sáng lên Chúa. Vì Chúa có toàn năng, lời của Chúa là cây sự sống lại và sự sống đời. Mình gieo sự sống lại cho người ta để cứu tâm linh người ta, dùng sự trí khôn của mình đối xử với sách cho người ta, là người ta mắc như ma quỷ có đủ cả tiền tỷ mà tụi nó cũng vứt phản bội Chúa như thế. Gieo lời Chúa là lời khiến tâm linh nó trỗi dậy. Chúng ta đang làm chứng cho tâm linh. Khi ta nhìn thấy sách thì người ta đang phạm tội thì biết tâm linh nó đang ngủ, đang chết, phải đánh thức nó dậy bằng lời của Đức Chúa Trời. Phần lớn ta làm trong trí khôn, thế lúc đó là do trí khôn hết. Cái này là trí khôn, họ không có lẽ thật, chỉ có lẽ thật cái thắp sáng ngọn đèn trong lòng người ta mà thôi. Vì trong Đức Trời đâu có văn tự, anh em hiểu không nào? Trong trời không có văn tự, trong trời là lẽ thật. Nên tự trong ta đã có điều đó rồi. Nên điều mà mỗi xe giảng ta không có cao, bởi vì có lẽ thật là có cái mầm gốc của nó rồi thì biết cái ngọn. Người nào chỉ có ngọn thì không biết gốc, người nào có gốc thì biết luôn cả ngọn. Anh em hiểu không? Tôi có vàng, tôi có tiền, mà anh có tiền thì chắc có vàng. Nên tiền ít quá không thể mua vàng được. Tôi có vàng thì tôi có tiền, tôi có gốc thì tôi chung ngọn. Anh chỉ có ngọn thì không có gốc. Anh phải làm đủ mấy trái mới có gốc được. Thì cũng có thể như vậy, khi chúng ta làm chứng đạo, đừng nói theo trí khôn, đừng dụ dỗ người ta, đừng mua chuộc người ta bằng phước, không, bằng lẽ thật, nói cho tâm linh của người đó để nó trỗi dậy từ đáng của chết đó, để Chúa chiếu sáng nó, chính Chúa khiến nó tỉnh cho bọn chúng ta. Trả lời cái câu hỏi, ai là người có lòng hay thương xót khi mà cả thế gian này đều phục chức quyền ma quỷ? Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian này và Ngài kêu gọi những người mà Đức Chúa đã chọn từ trước khi sang thế, để những người đó được hầu việc con bổn Ngài là Chúa Giêsu Christ, là người mà Giê-hô-va đã lập làm thầy tiết tự thực phẩm đời đời theo ban Mê-chi-si-đẹc. Giê-hô-va Đức Trời biết rõ các tài vật của Ngài, và khi kỳ định đã đến thì Ngài gọi những người mà Ngài đã chọn đó trỗi dậy để noi theo con bổn Ngài, theo lời của Ngài mà hầu việc Ngài. Những người đó khi nhận được sự thương xót của Giê-hô-va Đức Trời thì sự thương xót vốn có trong họ từ trước khi họ xe trên này sẽ được phục hồi lại, và họ sẽ hầu việc Đức Chúa Giê-xu Christ bằng tình yêu thương, sự thương xót mà Đức Giê-hô-va đã ban cho họ. Bây giờ ta hãy quay trở lại trong quá khứ để chúng ta thấy Đức Giê-hô-va làm phép lạ trên những kẻ không phải đang ở trong thành Jerusalem, nhưng kẻ đã làm phu tù lâu rồi ở tại Babylon. Sách Sa-cha-ri đoạn 3 câu 1 đến câu 10 chép như sau. Đoạn Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-sua đang đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tăng đứng bên hữu người đặng đối địch người. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tăng rằng: Hỡi Sa-tăng, nguyền Đức Giê-hô-va của trách ngươi. Nguyền Đức Giê-hô-va là đấng đã kén chọn Giê-ru-sa-lem của trách ngươi. Trước thì này há chẳng phải là cái đóm đã kéo ra từ lửa sao? Và Giê-hô-sua mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ. Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng trước mặt mình rằng: Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó. Lại nói cùng Giê-hô-sua rằng: Hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi, và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi. Ta bèn nói rằng: Khá đội mũ sạch trên đầu người. Thì người ta đội trên đầu người một cái mũ sạch, đoạn mặc áo sống cho người. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng đứng đó. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va bèn đối chứng cùng Giê-hô-sua rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Nếu ngươi bước đi trong đường lối ta, vâng giữ điều răn phải giữ, thì ngươi sẽ được xét toán nhà ta và canh giữ hiên cửa ta. Ta sẽ cho ngươi bước đi trong hàng của những kẻ đứng chầu đây. Hỡi Giê-hô-sua thầy tế lễ cả,
ngươi cùng bạn hữu ngươi ngồi trước mặt ngươi hãy nghe. Vì những kẻ này làm dấu này quả thật ta sẽ làm cho đầy tớ ta là chổi móng dấy lên. Vì này hòn đá mà ta để trước mặt Giê-hô-su-a chỉ có một hòn mà có bảy con mắt này, ta sẽ chạm chỗ nó và ta sẽ cất sự dân ác khỏi đất này trong một ngày. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, trong ngày đó các ngươi ai nấy sẽ mời kẻ lân cận mình dưới cây nho và dưới cây vàng. Đây là một khải tượng đặc biệt tỏ cho thầy tế lễ Sa-cha-ri là một trong thầy tế lễ cuối cùng của cựu ước. Và trong cái khải tượng mà Giê-hô-va đã tỏ cho thầy tế lễ Sa-cha-ri được thấy và được chép xuống đó là khải tượng về sự trí thức báo trước về chức vụ của Đức Chúa Giê-su Christ cùng các môn đồ của Ngài. Danh Giê-hô-su-a được chép cho câu trên trong tiếng Hebrew có nghĩa là Giê-hô-su-a, số 3091 ra từ chữ Giê-hô-va, số 3068 của tiếng Hebrew có nghĩa là Giê-hô-va là đấng tự hữu hoàng hữu, Giê-hô-va là đấng cứu chuộc. Nói về Chúa Giê-su và các bạn hữu của thầy tế lễ cả Giê-hô-su-a đó đang ở cùng với Ngài. Đây là một cái khải tượng là khi Chúa Giê-su đã chịu chết ở thập giá và phục sinh vinh quang, sẽ đang tìm cách kiện cáo Chúa Giê-su vì Ngài mang tội lỗi của người ta. Thấy chưa? Đây là sự tri thức mà hắn nói với Giê-hô-va, tại sao Chúa không công bình? Cái người này mang tội lỗi của người ta, xét xử người, người không cãi, không bảo vệ mình, không binh vực mình và cứ để cho như vậy là người đó có tội. Thế tại sao lại được tha thứ cho? Thiên sứ Đức Giê-hô-va đại diện Đức Giê-hô-va nói này, nguyện Đức Giê-hô-va của phạt ngươi. Đây, chưa thì này há chẳng phải là cái đón đã kéo ra từ lửa sao? Cái đón đã đưa vào trong lửa là nó cháy. Chúa Giê-su khi thành chức vụ Chúa này đã lắp quăng lửa nó rồi, lửa đã cháy lên rồi, ta còn mong chi nữa? Chúa là cái đón này đón mồi đấy quý vị, đón mồi đưa xuống nữa đây, đốt ở dưới đây để nó bùng cháy lên. Tình yêu của Chúa khiến cho người ta bùng cháy lên, tình thương dày đã đến kỳ với tình thương rồi để Đức Giê-su chiếu sáng ngươi. Người đã mang tội lỗi để cứu dân ta, ngươi cũng từ bởi người này mà ra nên ngươi đáng bị của sát, ngươi tìm cách giết Chúa mình. Đây, nguyện Đức Giê-su của trách nhiệm. Mặc áo bẩn, Chúa đâu có phạt tội, nhưng vì cớ lỗi của dân ta đã chịu đi phạt đó mà Ngài mang lên tội lỗi của chúng ta. Chứ là chức vụ đó không thể bẩn được, nên được thay thế, lột bỏ đi. Mặc cái gì? Mặc cái áo mới chức vụ thầy tớ thường phẩm, giải trí cao của đội mũ trên đầu đó. Thấy chưa? Cái điều quan trọng đây về đó là Chúa được lập tên trên tất cả các danh. Lời tiên tri vô cùng tuyệt vời, Satan không thể ngờ được. Chúa khiến cho ta chứng kiến cảnh Chúa phong chức cho Chúa Giê-su. Ngươi không thể kiện cáo được mà chính ngươi phải bị của trách. Còn người này được tấn phong. Và khi Thiên sứ nói với thầy lễ cả, ngươi cùng bạn hữu ngươi ngồi trước mặt ta hãy nghe. Chúa nói đây nói về hội thánh của Chúa, thân thể của Đấng Christ hành động theo Chúa Giê-su đó bạn. Nên Đức Giê-su đã phán như thế nào? Khá đội mũ sạch trên đầu người thì người ta đội trên đầu người một cái mũ sạch, đoàn mặc áo sống cho người. Thiên sứ Đức Giê-su đường đứng đó. Đức Giê-su vạn quân phán như vậy, nếu ngươi bước đi trong đường lối ta, vâng giữ điều răn ta dạy phải giữ, thì ngươi sẽ được xếp đoán nhà ta và canh giữ hiên cửa ta. Ta sẽ cho ngươi bước đi trong hàng của những kẻ đứng chầu nơi này. Chúng ta nhìn xem ở trong lời Chúa Giê-su phán của Thánh Hội Chương, kẻ nào thắng ta sẽ cho nó một giày mới, ngoài ra không ai nghĩ cả, người số đó ở trong đền thờ của ta và cười nó không ra nữa. Lời tiên tri của Chúa đã phán cho ta biết sự mầu nhiệm qua tiên tri Sa-cha-ri. Vì chúng ta hiểu một về Chúa Giê-su, chúng ta phải vâng giữ các mệnh lệnh của Chúa dạy ta phải giữ. Đó là do tại sao mà Chúa Giê-su trước khi bay lên thiên đàng trở về với Đức Chúa Cha đó, thì Ngài phán môn đồ Chúa là hãy đi khiến môn dân trở nên môn đồ ta và dạy họ giữ tất cả mọi điều ta đã phán dạy các ngươi. Chúng ta hiểu một với Ngài, chúng ta tin quyết chúng ta được hiểu một với Ngài. Và bởi đó Chúa Giê-su đã ban này, nếu ngươi ở trong Chúa chúng ta thì cha ta yêu quý các ngươi, ta cũng yêu ngươi và tỏ ngươi biết các điều của ta vậy. Chính Chúa tỏ ra biết về Ngài, biết về lời của Đức Chúa Trời. Đấy là điều chúng ta hiểu một với Ngài. Ngài bày tỏ cho chúng ta, cho ta dâng lời cảm ơn Chúa. Không phải dễ dàng mà nghe tiếng Chúa đâu quý vị ơi. Người ta bây giờ nghe tiếng của xác thịt mình, nghe tiếng của đồng tiền, nghe tiếng của tình dục, nghe tiếng của tài sản vật chất. Ô, ta nghe đủ thứ tiếng, ta mơ mộng về đó là. Người ta gọi đó là phước. Chúa thử chúng ta. Người ta đi ra, cả người không thấy vui. Không vui, ta bỏ đi đâu có vui đúng không nào? Nhưng mà Chúa nói, không, chúng ta vui vì cơ lời của Chúa. Chúng ta vui vì chúng ta ít người nhưng mà ta thờ của Chúa, Chúa vẫn thăm viếng chúng ta. Chúng ta có sự vui mừng, có sự bình an. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta có của báo thiên đàng. Cái điều quan trọng nhất là Chúa không bỏ chúng ta một lúc nào hết ạ. Chúa nghe làm chọn mọi điều thuộc về chúng ta, như Ngài hứa Gia-cốp đây. Ngài không bỏ chúng ta đâu. Ngài tham chọn tất cả điều gì Chúa định cho chúng ta. Vì Đức Cha đã định cho chúng ta điều này rồi. Không phải tình cờ ngẫu nhiên vì công sức của ai đó mà chúng ta có cái này không? Không ai có thể đòi bản quyền cái này của chúng ta được. Vì Chúa ban trực tiếp cho ta. Chúng ta cảm tạ Chúa vì sự công ơn vô lận của Ngài. Thì Chúa nói như thế nào? Vì này, hòn đá ta đã để trước mặt Giê-hô-su-a chỉ là một hòn mà có bảy con mắt.
chỉ có một cuốn sách thôi. Nhưng mà bảy vị thần của Chúa ở trong này, có thêm bảy nội dung của bảy vị thần của Chúa tỏ ra chúng ta ở trong cuốn sách này, thế gian không biết. Tôi ra chúng ta nghe đây, ông tiên tri Shepherd Suresi này, ông nói này, thì sự đó này, người ta không biết ngươi đâu. Nhưng mà ngươi sẽ tỏ điều gì, ta đặt trên mương điện ngươi. Bưng cái điều gì người đó ra, ta sẽ làm thành. Người ta không thì biết là sao mới có điều đó được. Ông nói cái người đàn bà này, tại sao bạn hiểu không? Bởi tôi biết nói tiên tri, tôi biết là ông nói tiên tri rồi, tại sao tôi biết được? Thần của Chúa sẽ người trên đâu nói cho tôi. Nói đi, ông nói tiên tri đi, cứ thế nhảy. Mừng lắm, vì biết người đó là người của Đức Trời. Vì phía ngoài của thần của Chúa, cái gì, người đó không thể biết được gì cả. Và khi nghe được Chúa rồi, cả chồng của bọn nhảy. Chúng ta thấy này, vui quá. Được Chúa phán đến mình rồi, Chúa nhớ đến chúng ta rồi, vui vô cùng phải không nào? Thật cảm ơn Chúa. Chúa này, này ta sẽ chạm chỗ nó và ta cất sự dân áp khỏi đất này. Quý vị ơi, tôi nói ví dụ như thế này. Ở trong Internet hãy giới thiệu chúng ta nhiều bức tranh. Người ta kéo lên từ dòng sông một khúc, cái cây cổ lắm rồi, ở dưới dòng sông đó, nàng tấn ấy. Rồi thuê tàu kéo mãi xuống đường lên mà, đến đó rửa sạch đi rồi, bắt đầu tạo hình á, tạo hình á. Cái gốc cây đó chỉ là củi mà thôi. Nhưng mà do bàn tay công sức của người đó có trí hiểu tạo hình nó khác như của nó tất nhiên tiền tỷ. Chúa chạm chỗ nó, hòn đá đó mà chạm chỗ thì người ta vẫn biết là hòn đá, nhưng mà nó trở thành một hình thù khác quý giá hơn, đúng không nào? Chúa chạm chỗ cho lời của Chúa đây, khi giảng ra người ta không thể tưởng tượng được. Wow, hay quá, ô đẹp thật, mình nhìn vào biết bình thường quá, nghe danh Giêsu thấy bình thường quá, nhưng không ngờ rằng đó là Giê-hô-va thần cứu chuộc, nghe thì bình thường. Chúng ta cảm tạ Chúa. Ngài chạm chỗ đó. Và Chúa nói như thế nào? Ta sẽ cất sự dân ác khỏi đây trong một ngày. Cái ngày đó là ngày của Đấng Christ. Trong ngày đó, ai là người sẽ nhìn thấy hòn đá được chạm chỗ? Kẻ đó không thấy được. Chúa không ngừng sẽ nhìn cho những kẻ ác. Ai có lòng thương xót, Chúa sẽ cho nhìn thấy sự thương xót của Chúa. Đấy là bông trái của sự thương xót. Chúng ta cảm ơn Chúa ngày nay, chúng ta ngồi đây, chúng ta được ơn thương xót của Chúa để được nghe các lời này. Ngày hôm nay người ta chuẩn bị đi xem bóng đá, ta bỏ tiền ra mua, đã tiền lắm, nó sẽ chui, đã tiền lắm để xem bóng đá. Người ta bỏ bao nhiêu tiền của vào trong tiền ta, mà ông sau 5 năm ra trường có bao tiền của, không được biết cái lần này. Mà chúng ta, chú nói này, mua sữa cũng phải trả tiền. Hồng anh đâu có đến trường tiền đạo. Chú kêu anh đến đây để nghe điều này, chú đánh thuế anh đâu không, không phải mua vé để vào, tự nhiên vào. Cảm ơn Chúa, ta sự thương xót của Chúa ban cho chúng ta. Trong khải tượng này, tiên tri Satani đã thấy thể tất cả Joshua mặc áo bẩn là bóng về chức vụ của Chúa Jesus Christ, đấng thế kết và vô tội đã trở nên tội lỗi để cứu chuộc hết thảy những người được Giê-hô-va Đức Trời yêu thương và thương xót. Như lời Chúa đã chép vào trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 1 như sau: Đức Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Những người bạn đứng bên cạnh thầy tất cả Giê-hô-va đó là bóng về các môn đồ đầu tiên của Đức Chúa Jesus Christ, là những người đã bền lòng theo Chúa trong mọi sự thử thách của Ngài, và họ là những người làm chứng về công việc lạ lùng của Giê-hô-va Trời được tỏ ra qua con một ngày là Chúa Jesus Christ. Như lời Chúa đã phán: Hỡi Giê-hô-va thầy tất cả, ngươi cùng bàn hữu ngươi ngồi trước mặt ngươi hãy nghe, vì những người này làm dấu này quả thật, nhưng ta sẽ làm cho đầy tớ ta là chỗ bóng dễ lên. Và Chúa Giêsu cũng phán với các môn đồ của Chúa về chuyện này là khi nào đấng yên ủi sẽ đến, là đấng sẽ ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là thật ra từ Cha. Ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta, còn các ngươi cũng làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Giăng đoạn 15 câu 6-7. Chúa đã tiên tri về chức vụ Chúa qua tiên tri Sa-cha-ri. Và chúng ta đã rời cám ơn Chúa. Chúng ta sẽ làm chứng về Chúa Giêsu. Chúng ta không làm chứng về những gì mà Chúa đã làm cho cuộc đời chúng ta mà thôi, không. Cái quan trọng là làm chứng điều gì Chúa tỏ ra đó là chính xác, đó là lẽ thật mầu nhiệm này. Nên Chúa đã đào tạo chúng ta, trang bị cho chúng ta lần này, không phải đến tận ở rừng, đến kỳ, chính thế nên ngược trên ta, bây giờ chúng ta sẽ nói từ trong lòng nói ra. Vì chúng ta không thể nhớ hết tất cả mọi sự được, chính Chúa nhắc chúng ta nhớ mọi điều chúng ta cần phải nói lúc đó. Sự thương xót của Đức Giê-hô-va dành cho những người có lòng thương xót, mà sự thương xót của những người mà Đức Giê-hô-va đã chọn đó, đã chỉ định đó, đã kêu gọi đó, sẽ được tỏ ra. Khi những người đó nghe theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va kêu gọi mình, họ là những người sẵn sàng từ bỏ mọi sự mình đang có để nơi theo Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho họ cũng sẽ cậy ơn của Đức Chúa Jesus Christ ban cho mà đem sự thương xót của Đức Giê-hô-va đến với muôn dân trên đất này. Chúa đã gọi những kẻ Ngài đã đào tạo, Ngài biết. Ngài biết sự thương xót đó không chết ở trong của nó, ngay cả khi đang ở trong thế gian, nó cũng không chết. Cái bổn tánh nó không chết, Chúa dọn, Chúa đưa ra. Chúa có chương trình đặc biệt riêng rồi, thì Chúa đưa ra. Chúa gọi người đó ra khỏi thế gian và Chúa sẽ dầu cho để người đó làm công việc chuyển giao
món quà thương xót của Đấng Hằng Thương Xót đến cho muôn dân. Nếu giao vào tay kẻ ác, nó ăn cắp luôn, nó để trong nhà nó. Ta nghe nó trang bị tất cả cho dân sự ngay không? Trang sự một lần, ngay cho một lần thôi, dân dân hiến một lần, làm cho 10 lần. Tôi giảm một phần này thôi, đến dự thay quá rồi sau 10 lại nữa, lấy lại dân lần nữa. Như vậy là đáng nhé, giảm một lần, nó giảm đi 10 lần để được hưởng 10 lần. Nó là dùng lời của Chúa, dùng thương xót đó để làm gì? Để thương mại, truy thêm cái đó. Vì Chúa ban này, ăn hết thì cũng chỉ đó. Nếu còn đêm mai, vẫn đi. Ngày hôm nay Chúa ăn được gì? Hãy giảm hết tầm cho chúng tôi nhận được. Không để đi mai, không để dài dài để cho Chúa thòng thèm của mời nữa. Không, Chúa là đấng rất tình bỉ. Hãy biết rõ tất cả điều đó. Không được phép dùng danh Chúa làm thương mại. Chúa ghét cái đó. Lời Chúa chép trong Mác đoạn 10, câu 9, mang 19. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật, tôi nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đang bây giờ trong đời này trăm lần hơn với những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bất bỡ và sự sống đời đời trong đời sau. Đức Giêsu biết rõ những người mà Ngài sẽ chọn để qua những người đó mà sự thương yêu của Ngài, sự thương xót của Ngài được ban cho muôn dân, tức là những kẻ sẽ nghe tiếng của Ngài mà hết lòng trở lại với Ngài. Như ta được biết, khi ống nước để truyền nước hay ống truyền dịch cũng vậy, nó phải được sử dụng chính xác. Tôi nói ở trong bệnh viện, có những loại người ta nhập khẩu từ nước ngoài, thì nước ngoài khi trang bị cho Việt Nam, bán cho Việt Nam cái dụng cụ y tế như là huyết thanh, huyết tương, đàm cao cấp hoặc các thức bổ Moriamin, họ cung cấp luôn cả bộ dây chuyền luôn để bảo là an toàn tuyệt đối, tức là đưa ra mở ra là tâm nó vào là truyền trực tiếp ngay, bởi vì để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và nổi danh cho sản phẩm họ, họ làm cực kỳ an toàn tinh vi. Bởi vì mỗi một cái dây chuyền nó có cái một cái lọc, họ chế tạo rất là tinh vi, và tôi làm nghề tôi biết. Cũng có thể như vậy, ơn thương xót của Đức Chúa Ba là thánh khiết và là quyền phép ban cho người thông qua các tôi tớ của Ngài. Nhưng nếu phải là kẻ gian dối thì chúng ta xem ngọn bút giả dối của bạn văn sĩ khiến được phát tay của Chúa đã sự dối để lợi nhuận của xác định nó sẽ đẹp quẹ lời Chúa đi để du đi làm sao đấy, những người nghe nó không bị động chạm mạnh quá rồi tiếp tục người nghe nữa đó, mua chuộc người ta và cắt xén lời Chúa, giảm theo cách của xác định để được lòng người ta thay vì được ý của trời để cứu tâm linh ta. Mà muốn xác định người ta không muốn tâm linh của ta được cứu rồi. Bởi khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta phải thật cẩn thận về cái thái độ chúng ta. Chúng ta nghe thật cẩn thận để có tấm lòng thương xót để Chúa cho chúng ta ơn này, để chúng ta được đi ra giảng tiếp cái điều gì mà Chúa đã cho mình nhận được để ở được ơn, để tiếng phán của Đức Giêsu được đến với muôn dân. Đức Giêsu cần có những người có lòng hay thương xót để thành chức vụ này. Đức Giêsu không cần của cải vật chất của những người Ngài sai đi, không phải không cần, vì họ đâu có của cải thật, vì chính Chúa là đứng ban cho của cải. Vậy thì để những người đó trên chức vụ, Ngài thử họ, Ngài kêu gọi. Chúa kêu gọi tôi đi, tôi cảm tạ Chúa, tôi biết điều đó, tôi trình diện với Chúa, tôi cầu nguyện với Chúa và đêm Chúa cho trên bao, tôi amen với Chúa quyết định của Ngài, tôi sẵn sàng bỏ hết. Tôi đã làm thương mại, chú bảo con trở về Việt Nam 2 tháng đi. Từ dưng trước cảm động là tôi nghe tức là tôi đóng cửa tiệm lại, tôi sửa soạn máy cho nó ngừng nghỉ lại, và tôi thông báo bên ngoài là cửa tiệm tạm đóng cửa một thời gian. Và tôi trở về Việt Nam 2 tháng, năm 97 tôi về để biết cô Vân. Và năm đó tôi là Chúa, tôi về giảng Việt Nam rồi, bắt đầu có phép lạ rồi. Tôi không toàn tính, chú thử ngay trong 2 tháng tôi mất rất nhiều tiền bạc. Trong thời gian đó 2 tháng không có thu nhập mà vẫn phải nộp tiền điện, tiền hóa chất. Mình đóng máy lại và thử máy lại là tốn rất nhiều để điều chỉnh màu. Nhưng mà tôi không nói điều đó. Khi sáng đó rồi tôi bắt đầu học một số khóa mà không ai bắt buộc. Nhưng mà khi tôi nghe được tiếng Chúa và Chúa khiến tôi của Chúa đến mời, tôi đi ngay, đóng cửa tiệm, bỏ tiền ra để đóng cái lớp học đó, mua tài liệu và đến dự 3 ngày liên tục cũng đi. Tôi dự là khiến mất tài sản luôn, tôi chấp nhận, không tranh chấp, không tố cáo, không cãi. Luật sư hỏi tôi là sao anh dễ dàng vậy, mà không phải là dễ dàng mà Chúa bảo tôi bỏ qua để đi. Cái điều bây giờ quan trọng nhất là tôi được giải phóng khỏi căn nhà này. Tôi giữ căn nhà này thì rất nhiều người đã bị thiệt hại, nhưng mà khi tôi bỏ căn nhà này tôi không phải chăm nó nữa, vì nó không thuộc về tôi, nó thuộc về thế gian rồi, thì tôi được tự do trong tay Chúa. Bây giờ Chúa sai tôi đi chỗ này chỗ kia, nhiều người được cứu, nhiều người được giải phóng, đó là cái điều quan trọng nhất. Luật sư nói cậu có đức tin. Chúa thử mình phải hy sinh tất cả mọi sự hầu cho mình có thể đi theo Chúa được, không còn lo lắng về đời này nữa. Khi mình có sự thương xót cho những người đang cần sự thương xót của Chúa, mình đi thì bây giờ sự thương xót của Chúa ở trên mình đến với người ta. Khi được tay người ta được chữa lành, đó là sự thương xót. Phép là ra về vui lắm, có vợ tôi làm chứng, về nó kể lại
cầu nguyện ra sao, giải như thế nào, phép lạ ra sao, tôi ghi nhật ký đó. Về cười vui lắm. Vì sao vậy? Vì thấy người ta được chữa lành, người ta được dâng hiến cho mình. Không, nghèo lắm, với vùng nhà quê đâu có đâu, nhưng mà mình còn mang tiền để nuôi mình nữa, để chữa lành cho người ta qua lời của Đức Chúa Trời. Nên Chúa nói là vì này, hòn đá mà ta đã để trước mặt Giê-hô-sua chỉ một hòn mà có 7 con mắt, nên ta sẽ chạm trổ nó và ta sẽ cất sự dân ác khỏi nơi này trong một ngày. Đi-dơ-va bản quân phán vậy. Đi-dơ-va bản quân phán, trong ngày đó các ngươi ai đấy sẽ mời kẻ lên cận mình dưới cây nho và dưới cây vả. Chúa nói với các bạn của thầy Lê cả Giê-hô-sua, trong ngày đó tôi đã cho quý vị ăn trái nho trái vả ở trong vườn của tôi. Đã, cho nên trong ngày đó các ngươi, Chúa không nói với dân ngoài, Chúa nói với các bạn hữu của thầy Tế Cả Giê-hô-sua, trong ngày đó các ngươi ai đây sẽ mời kẻ lân cận mình dưới cây nho và dưới cây vả. Nó hình bóng về được nghe lời của Chúa, nó thật và được pháp của Đức Trần. Hòn đá được chép đây là bóng về cuốn Kinh Thánh, là cuốn sách luật pháp trọn vẹn của Giê-hô-va Trời được ban cho muôn dân. Nhưng muôn dân sẽ không vì thế mà tự hiểu được những sự mầu nhiệm được chụp kín trong mật tự của cuốn sách đó. Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn cho những người được Ngài chọn và kêu gọi, những người được gọi là bạn hữu của Đức Chúa Giê-su Christ được hiểu biết những sự mầu nhiệm đó, và những người đó sẽ tỏ những sự đó cho muôn dân được biết những sự mầu nhiệm này. Giăng đoạn 15 câu 12 đến 16 chép: Điều răn của ta đây này, các người yêu nhau cũng như ta đã yêu các người. Chẳng sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Vì thử các người làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bản hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi ngươi là bản hữu ta, vì ta từng tỏ cho ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để ngươi đi vào kết quả, hầu cho cha ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân anh ta cầu xin cha thì Ngài ban cho các ngươi. Ê-sai đoạn 52 câu 7 đến câu 10 chép: Những kẻ đem tin tốt giao sự bình an, đem tin tốt lành về phước lành, giao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là giờ nào, tiếng của những kẻ canh các ngươi, họ cất tiếng cùng nhau hát sướng, vì họ sẽ thấy mắt đối mắt khi Đức Giê-hô-va trở về Si-ôn. Hỡi những nơi hoang vu của Giê-ru-sa-lem, hãy trỗi dòng hát mừng trung đập, vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, đã chuộc lại Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-hô-va đã tỏ trần cánh tay thánh của Ngài trước mặt mọi nước, mọi đầu cùng đã thấy sự cứu rỗi của Đức Trời chúng ta. Chúng ta được cảm ơn Chúa vì buổi sáng nay chúng ta được nghe cái điều rất quan trọng là Chúa cứ gọi chúng ta tỉnh thức và sử dụng cái bổn tánh Chúa đã ban cho chúng ta, đó là sự hay thường xót. Cầu xin Chúa ban ơn chúng ta để chúng ta có cơ hội để làm sự thường xót, và cho nên nhóm tất cả cái ơn Chúa ban cho ta đã để nó làm sáng lên Chúa, và xin dạy chúng ta đứng dậy cầu nguyện và sẵn lòng chúng ta để chúng ta chuẩn bị dự tiệc thánh về sáng ngày hôm nay. Hallelujah Lord. Con cảm ơn Chúa. Con dâng hội thánh trong tay Ngài, cai trị và gia dẫn và chúc phước cho. Cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha thứ tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con ra khỏi điều ác. Vì nước quyền tinh hiển được thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Cầu xin Giê-hô-va Đấng Trời sống soi sáng bằng Ngài trên đời thánh của Ngài cùng trên các tôi trai tớ gái của Ngài, vì sáng của Chúa sẽ thắp ngọn đèn cho con lên soi sáng cho đến con sống trên đường lối thánh khiết công bình của Ngài. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Cha cùng với điển dư dật của Đức Chúa Jesus Christ đấng cứu chuộc chúng con được đời dẫy trên đời thánh của Ngài chẳng thiếu một ơn nào, cùng sự cai trị, sự lãnh đạo, sự sửa soạn của Đức Thánh ở trên đời thánh của Chúa từ nay cho đến khi hội thánh của Ngài được cất về thiên đàng với Chúa. Amen. Xin Chúa ban phước cho thánh của Chúa.